Siêu siêu. Cùng lúc đó, mọi người phái sau cũng đã đi tới cửa đá, nhìn sân rộng trước mặt, cả đám cực kỳ chấn động. Lão đại, đó là cái gì thế? Tiểu Long nhìn vào trên sân rộng, lúc này phía trước mặt của hai người có một gò núi lớn giống như một ngọn núi nhỏ. Vừa vặn đứng ở phía trước chín cánh cửa đá kia, ngọn núi nhỏ này xanh ngắt một màu, chỉ là lúc này Tiểu Long cũng cảm nhận một cỗ khí tức kinh người từ trên gò núi này. Ồ! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn lại, thế nhưng hắn cũng chỉ cảm giác được một cỗ khí tức như ẩn như hiện, những cái khác cũng không cảm nhận được gì. Trong cánh cửa đá phía trước nhất định có bảo vật, mau đi xem một chút. Trong đoàn người có thanh âm vội vã mang theo hưng phấn truyền ra. Trong cánh cửa đá vừa rồi không có nguy hiểm khiến cho mọi người mất đi cảnh giác, lập tức có từng đạo thân ảnh mang theo sự do dự nhằm về phía chín cánh cửa đá kia. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh giống như thiểm điện bắn về phía trước, giống như là sợ bảo vật bị người khác nhanh chân tới trước chiếm được. Cạch cạch. Ngay khi mọi người chen chúc phóng tới, trên sân rộng kia đột nhiên vang lên thanh âm cạch cạch quái dị, giống như là tiếng xương cốt vậy. Cạch cạch. Tiếng cạch cạch lần nữa vang lên, dưới thanh âm quỷ dị này, những cường giả đang phóng về phía trước tức thì biến sắc, lập tức lui về phía sau rồi nhìn chung quanh, không dám phóng tới nữa. Mau nhìn. Nhìn ngọn núi kia. Đó không phải là núi, mà là yêu thú. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, ngọn núi nhỏ trên sân rộng đang rung lên liên tục khiến cho toàn bộ không gian chung quanh run lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngọn núi nhỏ bắt đầu run rẩy, một hình thể yêu thú xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Cái đầu lớn ngẩng lên, tứ chi duỗi ra, cuối cùng thân thể to lớn ầm ầm đứng lên, một cỗ khí tức cổ xưa, thê lương hăng hậu tràn ra. Yêu thú này đã thức tỉnh. Giống. Một tiếng hổ gầm lớn vang lên, thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời, dưới tiếng hổ gầm này khiến cho lỗ tai mọi người rung động, người thực lực thấp sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Siêu siêu. Trên bầu trời, tiếng hổ gầm vang vọng, lôi điện ngập trời trong nháy mắt giống như bị dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng chuyển động, đột nhiên hội tụ trên bầu trời sân rộng. Siêu siêu. Lôi điện ngập trời hội tụ trên bầu trời sân rộng, dưới uy thế kinh người này, không gian giống như bị sụp đổ. Điện mang ở trên bầu trời sân rộng chồng chất lên nhau tạo thành một cái hắc động. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắc động này cũng khiến cho cường giả vũ tôn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đây rốt cuộc là yêu vật gì, dường như điện mang này càng lúc càng kinh khủng. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, miệng lẩm bẩm nói. Giống. Lần nữa lại có tiếng rít gào vang lên. Đồng thời đầu yêu thú khổng lồ dữ tợn kia ngẩng đầu nhìn về phía lôi điện bàng bạc ngập trời, cái miệng lớn mở ra, dường như trong miệng có một cỗ hấp lực bạo phát. Siêu siêu. Điện mang kinh khủng ngập trời lập tức hóa thành một cơn lốc mang theo khí thế kinh người ầm ầm tiến vào trong miệng đầu cự thú dữ tợn kia. Oanh oanh. Trong điện mang bàng bạc, từng đạo điện mang hội tụ thành sấm sét bàng bạc, giống như một đầu cự mãng. Vô số điện mang không ngừng từ trên không trung khuếch tán sau đó ầm ầm đánh vào trong cơ thể đầu yêu thú dữ tợn kia. Trong miệng đầu cự thú dữ tợn này cũng đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực kỳ dị, không ngờ lại đem vô số đạo sấm sét kia hít vào trong thân thể. Siêu siêu. Sấm sét tiến vào trong cơ thể, bên ngoài thân thể đầu cự thú dữ tợn này tức thì có một mảnh lân phiến màu xanh giống như lưỡi dao sắc bén dựng lên. Rồi một vòng quang mang xuất hiện bao phủ thân hình đầu yêu thú này. Trên quang mang không ngừng có lôi điện lóe lên, thanh âm kỳ dị không ngừng vang vọng trong không gian, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Thiên dưa mắt nhìn đầu cự thú dữ tợn toàn thân được điện mang bao phủ. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng lôi điện cuồng bạo này sau khi tàn sát bừa bãi, điên cuồng trong cơ thể đầu cự thú dữ tợn này thì từ từ dung nhập vào trong cơ thể nó. Năng lượng cuồng bạo không ngừng tiến vào trong cơ thể, xương cốt nó. Đầu cự thú dữ tợn kia vốn dường như không có sự sống, lúc này không ngờ lại bắt đầu khôi phục sinh cơ, một cỗ khí tức lặng lẽ tràn ra. Siêu siêu. Đột nhiên, lôi điện kinh người trong bầu trời bắn xuống. Từng đạo lôi điện lớn giống như cự long vần quanh cơn lốc bằng điện mang rồi ầm ầm nện vào trong người đầu cự thú dữ tợn kia. Ầm ầm. Trên sân rộng, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. Từng đạo sấm sét màu trắng giống như một đầu cự mãng không ngừng dũng mãnh đánh về phía đầu cự thú dữ tợn. Điện mang kinh khủng sau khi tiến vào trong cơ thể đầu cự thú dữ tợn lập tức biến mất không thấy. Điện mang ngập trời hiện tại giống như bị một cỗ hấp lực không thể chống cự đang dùng một tốc độ kinh người không ngừng tiến vào trong thân hình khổng lồ của đầu cự thú dữ tợn kia.
Siêu siêu. Điện mang tiến vào trong cơ thể đầu cự thú dữ tợn, mặt ngoài thân thể đầu cự thú dữ tợn này không ngừng tràn ra quang mang màu trắng, lân phiến màu trắng giống như lưỡi đao không ngừng quanh quẩn tràn ra khí tức khiến cho tim đập nhanh. Thời gian khi cự thú thức tỉnh cho tới khi điện mang biến mất trên thân thể đầu cự thú dữ tợn chỉ có hơn 10 tức mà thôi. Không ngờ lại không có một ai lên tiếng, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Khi đầu cự thú dữ tợn kia hấp thu một tia điện mang cuối cùng, toàn bộ không gian lôi điện rộng lớn đột nhiên biến mất không thấy, điện mang kinh khủng toàn bộ đều biến mất, tất cả đều đã bị đầu cự thú dữ tợn kia thôn phệ. Trời ạ, đây là yêu thú gì? Điện mang ngập trời kia khiến cho ngay cả cường giả vũ tôn cũng phải thận trọng, thế nhưng không ngờ không gian điện mang này lại trực tiếp bị cự thú dữ tợn kia thôn phệ, điều này khiến cho mọi người không khỏi sợ hãi than. Đột nhiên, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt của cự thú kia trong nháy mắt mở ra, hai mắt giống như đèn lồng. Trong mắt cũng có lôi quang nhàn nhạt lóe ra, cái miệng khé mở, không ngờ lại có thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang vọng. Uy áp kinh người lan tràn khiến cho mọi người, bao gồm cả cường giả tôn cấp hết hồn. Đầu cự thú dữ tợn này kỳ thực thân hình còn chưa lớn bằng thiên sĩ tuyết sư, cũng chỉ có 200 thước mà thôi. Thế nhưng đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối được coi là khổng lồ. Mà đầu cự thú dữ tợn này cả thân thể chỉ một màu xanh, toàn thân, thậm chí là tứ chi đều được lân phiến màu xanh giống như đao mang bao phủ. Mà trên lân phiến màu xanh này còn có bí văn lưu chuyển, bí văn rậm rạp. Dưới miệng đầu yêu thú này có chòm râu dài, trong cái miệng lớn giống như bồn máu có răng nanh không ngừng bắn ra hàn mang. Móng vuốt sắc bén, cái đuôi dài tràn ngập lân phiến phía sau cũng giống như được đao mang bao phủ. Tổng thế mà nói, đây chính là một đầu cự hổ màu xanh mang theo bí văn màu trắng khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy hung hãn dị thường, quanh thân có một cỗ khí thế khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Giống giống, ánh mắt đầu cự hổ dữ tợn này nhìn về phía mọi người trước mắt, bốn chân to lớn thong thả bước đi, chỉ cần nhìn vào mọi người cũng khiến cho mọi người không dám đối chiến. Thiếu chủ, là bôn lôi thiên hổ yêu thú viễn cổ bát giai hậu kỳ, tuyệt đối là vương giả trong đám yêu thú viễn cổ, huyết mạch ngay cả long linh mãng và hoàng kim yêu long viễn cổ cũng phải kém một bậc. Thanh âm hắc phú truyền tới, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Bôi lôi thiên hổ viễn cổ sao? Trong lòng lục lâm thiên run lên, trên thiên linh lục cũng có ghi chép về loại yêu thú này. Bôn lôi thiên hổ a, yêu thú này tuyệt đối là vương giả trong yêu thú viễn cổ. Có người nói lúc viễn cổ, đầu yêu thú này có thể trực tiếp chống lại hai đại yêu thú bạch hổ, huyền vũ của hoàng tộc. Nếu không phải bởi vì trong hoàng tộc của bạch hổ và huyền vũ có một chút thủ đoạn thì không thể chiến thắng nổi bôn lôi thiên hổ này. Trong ghi chép, bôi lôi thiên hổ có tứ chi to lớn, tốc độ vô cùng nhanh, đặc biệt, mỗi một lần chi trước đánh ra lực lượng đủ để khiến cho vô số yêu thú không thể chống lại. Lợi chảo trên chân đủ để xé rách yêu thú đồng cấp thành mảnh nhỏ. Lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh khủng, mỗi một lần xuất thủ sẽ đều vần quanh như hiện tại, bộ dáng này đủ để khiến cho những người thiếu can đan toàn thân nhũn ra, hồn phi phách tán. Đồng thời, bôn lôi thiên hổ này còn có hai loại thủ đoạn công kích thiên phú cực kỳ cường hãn. Thứ nhất chính là lôi điện lực, trong công kích mang theo lôi điện, đồng thời đối thủ cũng không dám tới gần nó. Một khi tới gần thân thể thì sẽ trực tiếp bị lôi điện kinh người kia công kích, vô cùng đáng sợ. Mà loại thiên phú thứ hai của bôn lôi thiên hổ này chính là phòng ngự, đồn rằng lực phòng ngự của bôn lôi thiên hổ viễn cổ này so với huyền vũ hoàng tộc cũng chỉ kém chút xíu, có thể trực tiếp so sánh với huyền vũ hoàng tộc về lực phòng ngự ở thời viễn cổ cũng chỉ có bôn lôi thiên hổ viễn cổ này mà thôi. Yêu thú viễn cổ cường hãn như vậy đã sớm tuyệt chủng, không ngờ nơi này lại còn có khiến cho lục lâm thiên sợ hãi than. Bôi lôi thiên hổ viễn cổ, đây là bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Nhìn đầu yêu thú dữ tợn kinh khủng trước mặt, cảm nhận cỗ khí tức khiến cho người ta bất an kia, Tử Yên bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì nàng nhận ra đầu yêu thú kinh khủng này chính là bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Là bôn lôi thiên hổ viễn cổ, đầu yêu thú viễn cổ này đã sớm tuyệt chủng, không ngờ trong không gian này lại còn một đầu. Nghe Tử Yên nói vậy, từng tiếng sợ hãi than vang lên. Người ở đây cũng không phải là người bình thường, đối với bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng đã nghe nói qua. Yêu thú như vậy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Khí tức trên người nó quá kinh khủng, là bát giai hậu kỳ sao? Đây là khí tức của bát giai hậu kỳ, không xong rồi. Là bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ. Tất cả mọi người kinh hãi như hóa đá,
yêu thú bát giai đại biểu cho thứ gì tất cả mọi người đều rõ ràng. Bằng vào huyết mạch của bôn lôi thiên hổ này, cho dù là vừa mới đột phá lên bát giai hậu kỳ cũng đủ để chống lại vũ tôn, linh tôn thất trọng, thậm chí là linh tôn, vũ tôn bát trọng. Giống. Một tiếng giống mang theo khí tức kinh khủng từ trong miệng bôn lôi thiên hổ vang lên. Toàn thân run rẩy, từ trong cơ thể vang lên âm hưởng lách cách thanh thúy, một loại lực lượng vô tận từ bên trong cơ thể bôn lôi thiên hổ tràn ra. Thiếu chủ, đây là thú hồn, không phải là vật còn sống, thực lực sẽ giảm đi. Đầu thú hồn này dựa vào lôi điện lực tuy rằng không thể phát ra thực lực đỉnh phong, thế nhưng thực lực hiện tại cũng không thấp. Sợ rằng cũng tương đương với yêu thú bát giai trung kỳ hoặc là bát giai trung kỳ đỉnh phong, tuyệt đối khó đối phó. Thanh âm của Hắc Vũ lần nữa vang lên trong tay Lục Lâm Thiên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ngay cả hắn cũng khó mà chống lại, bôn lôi thiên hổ bát giai trung kỳ đỉnh, thực lực so với hắn hiện tại còn cao hơn. Là thú hồn sao? Thú hồn bát giai trung kỳ đỉnh, Lục Lâm Thiên nhíu mày, thảo nào vừa rồi hắn lại có chút cảm giác kỳ quá như vậy. Hóa ra nó là thú hồn, nhưng không hiểu sao đầu thú hồn này lại còn có thân thể. Cỗ thân thể này vốn vừa rồi không hề có sinh cơ, vừa mới khôi phục sinh cơ a, điều này quả thực quá kỳ quái. Hắc Phú Thúc, người có thể đối phó với đầu thú hồn này không? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi. Nếu như đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ này ở thời kỳ toàn thịnh, ta đương nhiên không đối phó được nó. Thế nhưng hiện tại vấn đề không quá lớn. Hắc Phú truyền âm nói. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười tà dị. Hắc Phú Thúc có thể đối phó với đầu yêu thú bôn lôi thiên hổ viễn cổ kinh khủng này là tốt rồi. Hắn nhíu mày, nói. Hắc Phú Thúc, hiện tại ngươi không nên xuất thủ, chờ sau khi ta mở miệng thì ra tay cũng không muộn. Hiện tại hãy hỗ trợ bảo vệ những người khác. Lục Lâm Thiên cũng không để cho những người khác chiếm tiện nghi. Có bôn lôi thiên hổ viễn cổ này chặn đường, tốt nhất là giết vài người, đến lúc đó chính là thời điểm thích hợp mà hắn động thủ. Ta biết rồi, yên tâm đi. Hắc Phú truyền âm nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lần nữa nhìn vào trên người bôn lôi thiên hổ, lân phiến trên người bôn lôi thiên hổ này giống như có một tầng tinh thạch màu trắng khắc vào, không ngừng lóe ra quang mang kỳ dị. Một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm chậm rãi khuếch tán, khiến cho người khác không dám khinh thường. Lực phòng ngự cường hãn, công kích nhanh như thiểm điện, quả thực quá hoàn mỹ. Nhìn bôn lôi thiên hổ viễn cổ khổng lồ trước mặt, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ này chính là vương giả của yêu thú viễn cổ A. Tất cả những ai tiến vào mộ địa của chủ nhân đều phải chết. Một tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng bôn lôi thiên hổ viễn cổ truyền ra, bốn chân đạp mạnh, mặt đất trên sân rộng run lên, uy áp trên người càng ngày càng đập. Đôi mắt giống như đèn lồng nhìn chằm chằm vào phía trước, lôi điện màu trắng trên lân phiến không ngừng tràn ra khiến cho mọi người kinh hãi. Giống. Một tiếng hổ gầm vang lên, bôn lôi thiên hổ khổng lồ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao thẳng về phía trước. Khí thế kinh người tràn ra, lúc này coi như đám người có tu vi không kém cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ánh mắt tràn ngập sự chấn động và khó có thể tin được. Chạy mau, nhanh. Tiếng kinh hô vang lên. Nhưng mà tốc độ của đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ này cũng nhanh tới cực hạn. Bàn chân trước xé rách không gian chụp xuống đem hai vũ vương cao trọng bao phủ. Mấy tiếng xé gió vang lên, thân hình hai vũ vương cao trọng trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ, không có một chút sức hoàn thủ nào. Giống. Sau khi xé nát hai vũ vương cao trọng, tiếp đó bàn chân bôn lôi thiên hổ viễn cổ lần nữa xé rách thân hình của một linh vương cao trọng thành từng mảnh nhỏ. Lùi, mau lùi lại. Mọi người nhìn vào đầu bôn lôi thiên hổ trước mặt, không có một ai dám chống lại đầu cự hổ kinh khủng này. Hóa ra chỉ là thú hồn, cũng không phải là vật còn sống, thế nhưng lại cư trú trong thân thể. Trong Nguyệt Long Các lúc này vang lên thanh âm của Phong Linh Tôn giả. Đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ này chỉ là thú hồn đã bị phong ấn mấy vạn năm, dựa vào lôi điện lực trong cơ thể mà thôi động. Thực lực giảm một mảng lớn, cũng không phải là không thể đối phó được. Diệu Linh Tôn giả của Thiên Địa Các nói, thân ảnh cấp tốc thối lui. Lúc này cường giả tôn cấp không ai dám đơn độc chống lại đầu yêu thú kinh khủng này. Giống. Tiếng hổ gầm chấn động nhân tâm lại lần nữa vang lên. Lại có hai cường giả vương cấp không kịp thoát đi, trong nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Người tới nơi này đều là vì đoạt bảo, trong phủ đệ của cường giả viễn cổ có lẽ sẽ có bảo vật bất phàm. Ai muốn đi vào thì phải qua một cửa cuối cùng của bôn lôi thiên hổ này.
Đầu yêu thú này tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng chỉ là thú hồn, tuy rằng không có ai có thể một mình chống lại nó. Thế nhưng tất cả cường giả tôn cấp ở đây liên thủ cũng không nhất định không thể địch lại đầu Bôn Lôn Thiên Hổ Viễn Cổ này. Nếu muốn đoạt bảo vật thì không còn cách nào khác, tất cả các cường giả tôn cấp phải liên thủ, bằng không thì ai cũng đừng mong tiến vào bên trong. Thanh âm của Huyền Minh Tôn gia truyền ra. Tất cả các tôn giả liên thủ mới có thể chống lại đầu Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ này. Nguyệt Long các ta đồng ý. Thanh âm của Phong Linh Tôn giả truyền ra. Địa Viêm đảo của ta cũng đồng ý. Thần Kim các cũng đồng ý. Trong nháy mắt, các thế lực lớn cũng không suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều ủng hộ. Cả đám cường giả tôn cấp lập tức nhảy ra. Nhật Sát các ta đồng ý. Thiên Vân đảo ta cũng đồng ý. Thiên Địa các ta cũng đồng ý. Đám người Vạn Linh Tôn giả của Nhật Sát các, còn có Thiên Vân đảo, Kiền Hiên đảo, Tinh Mục các đều nhảy ra. Đối mặt với Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ kinh khủng kia, cũng chỉ có liên thủ mới có thể chống lại được nó. Đừng ai mong rằng có thể đục nước béo cò, thực lực tới tôn cấp thì phải đi lên liên thủ, nếu không thì lập tức rời khỏi nơi này. Bằng không đừng trách chúng ta liên thủ đánh chết. Huyền Minh Tôn giả nhìn toàn trường, cường giả tôn cấp các sơn môn lớn đều đã nhảy ra. Thế nhưng cũng có không ít người có tu vi tôn cấp trong các thế lực nhất lưu và tôn cấp tán tu còn đang do dự. Tôn cấp bình thường, đối mặt với đầu Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ này tuyệt đối không dám tùy tiện đi lên đài. Trong các sơn môn lớn không ai không tin Huyền Minh Tôn giả, cũng không có ai nghe theo hiệu lệnh của Huyền Minh Tôn giả. Bởi vì lời nói của Huyền Minh Tôn giả hiện tại vô cùng có lý. Cường giả của các sơn môn lớn cũng không nói gì, huống chi ở trong số cường giả tôn cấp có mặt trong không gian này thì thực lực của Huyền Minh Tôn giả có thể xếp vào top đầu. Nghe Huyền Minh Tôn giả nói vậy, những tôn giả đang do dự nhíu mày, cũng chỉ có thể nhảy ra phía trước. Bảo vật ngày càng gần, đây rất có thể là cửa ải cuối cùng, ai cũng không muốn rời đi. Siêu siêu. Đám cường giả tán tu còn có cường giả trong các thế lực nhất lưu như Ngân Đảo Tôn giả của Tiêu Giao Bang, Quy Ngọc Tôn giả của Thiên Ưng Lâu, Hàn Ngọc Tôn giả của Thánh Linh Cốc cũng nhảy ra. Nhân số mọi người tiến vào trong này cũng không ít, số lượng cường giả tôn cấp nhảy ra hiện tại đã không kém 40 người. 40 cường giả tôn cấp khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Đám cường giả tôn cấp này bình thường đều là thế ngoại cao nhân, căn bản khó có thể gặp mặt. Thế nhưng lúc này không ngờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Nếu như đổi lại là trước kia Lục Lâm Thiên không dám tưởng tượng ra. Phi Linh Môn lẽ nào muốn rời đi sao? Còn có các ngươi. Huyền Minh Tôn giả phía xa nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn về đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn. Lục Lâm Thiên âm thầm ra hiệu cho Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn. Ta rời đi hay không ở đây còn chưa có ai có thể quản đến ta. Cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, nhưng liên thủ đối phó với Bôn Lôi Thiên Hổ ta cũng không có ý kiến. Thánh Linh Thiên Tôn thả người nhảy ra, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Minh Tôn giả nói. Hắn há có thể để cho kẻ khác khoa tay múa chân trước mặt mình. Hai người Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm cũng lập tức theo sau. Ha ha, bản tôn cũng ghét nhất có người khoa tay múa chân trước mặt bản tôn. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế nhưng đối phó với Bôn Lôi Thiên Hổ này ta cũng không phản đối. Thánh Vũ Thiên Tôn thả người nhảy lên, bản thân cũng mang theo hai tôn lão hộ giáo nhảy ra. Thực lực sáu người này khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Không ai biết lai lịch của những cường giả thần bí này, cũng không có ai nhận ra bọn họ. Giống. Trên sân rộng, Bôn Lôi Thiên Hổ rít gào, bởi vì mọi người hiện tại đều lùi lại sát biên giới sân rộng, cho nên Bôn Lôi Thiên Hổ cũng không có ý tứ truy sát. Ánh mắt mang theo vẻ hung hãn nhìn vào mấy chục cường giả tôn cấp đang lơ lửng trên bầu trời. Cảm thấy khí tức trên những người này dường như cũng không dễ chọc, nó không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nhìn hai người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Huyền Minh Tôn giả muốn nói gì đó thế nhưng lại không nói thêm gì. Khí tức hai người không dưới hắn, tuyệt đối không dễ chọc. Hắn cũng không biết những người này là nhân mã phương nào. Lục Lâm Thiên. Nếu như Phi Linh Môn các ngươi không lên thì phải lập tức rời đi. Lần này đừng mong đục nước béo cò nữa. Huyền Minh Tôn giả lần nữa chỉ mũi giáo về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, còn muốn đục nước béo cò sao? Lần này ta tuyệt đối không cho phép, sợ rằng tất cả mọi người đều không cho phép. Không nhận Tôn giả mở miệng nói, ánh mắt mang theo sự trào phúng cùng miệt thị nhìn về phía Lục Lâm Thiên.
Loại chuyện này đương nhiên hắn sẽ không để Phi Linh Môn vào trong mắt. Sốt ruột cái giám a, bản công tử cũng chưa nói không tham gia. Lục Lâm Thiên liếc nhìn Không Nhận Tôn giả và Huyền Minh Tôn giả, ánh mắt nhìn Bàn Hủy, Bàn Vân cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn bên người rồi nói. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, Quỷ Tôn tiền bối, người của Linh Vũ Giới và Khôn Dương Đảo hơi yếu, ba người đi giúp bọn họ một chút đi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, không ít người âm thầm cười lớn. Lục Lâm Thiên này quả thực càng lúc càng cuồng, thế nhưng mọi người cũng nghe ra, Lục Thiếu Du này cố ý nhằm vào Khôn Dương Đảo và Linh Vũ Giới. Nếu như là trước đây, nghe lời nói cuồng vọng của Lục Thiếu Du như vậy, mọi người chỉ sợ sẽ khinh thường. Thế nhưng hiện tại lại không có ai làm như vậy, bởi vì thực lực của Lục Thiếu Du khi trước đã chứng minh tất cả. Người thanh niên này, kiêu ngạo bá đạo vô cùng thế nhưng tuyệt đối có đủ thực lực. Vâng, trưởng môn. Ba người Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn đáp, sau đó lập tức thả người nhảy lên. Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn ngươi còn có một tôn cấp đúng không? Chúng ta đều đã xuất thủ hết, các ngươi lại muốn đục nước béo cò sao? Huyền Minh Tôn giả nhìn về phía Hắc Vũ, cấp bậc rõ ràng của bát giai linh thú Hắc Vũ này không có ai nhìn ra được, thế nhưng thân phận linh thú của Hắc Vũ thì chúng cường giả đều có thể nhìn ra. Nực cười, Hắc Vũ thúc của ta không phải là người của Phi Linh Môn. Ta cũng muốn thúc ấy gia nhập Phi Linh Môn a. Thúc ấy đối với bảo vật dạng gì cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi không cần phải lo lắng. Phi Linh Môn ta đã xuất ra ba tôn cấp, ngươi còn nhiều lời cái giám a. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Minh Tôn giả rồi nói, nếu như Hắc Vũ xuất thủ đương nhiên sẽ đánh chết đầu Bôn Lôi Thiên Hổ kia được, thế nhưng lúc này không thể để cho thực lực của Hắc Vũ bại lộ. Chuyện này ai dám cam đoan hắn không có hứng thú với bảo vật. Nếu như lúc đó chúng ta tiêu hao gần hết, rồi có người nhân cơ hội xuất thủ thì phiền toái lớn rồi. Phong Linh Tôn giả của Nguyệt Long Các nhìn Lục Lâm Thiên và Hắc Vũ rồi nói. Không sai, ai dám cam đoan. Xích Phú Tôn giả của Địa Viêm Đảo cùng Chân Cương Tôn giả của Thần Kim Các cũng phụ họa. Đã nói không có hứng thú là không có hứng thú. Nếu không các ngươi lùi đi, một mình Phi Linh Môn ta lên cũng được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, muốn đám người kia buông tha cơ hội tầm bảo sợ rằng là chuyện không có khả năng. Muốn Hắc Vũ lên đài cũng chỉ hy vọng tiêu hao thực lực bên người hắn nhiều hơn một chút mà thôi. Hắc Vũ đương nhiên không thể ra mặt. Mọi người nhìn nhau, Lục Lâm Thiên này sợ rằng nói được sẽ làm được. Nếu như thực sự không liên thủ, tới lúc đó sẽ càng có thêm cơ hội đục nước béo cò. Về phần muốn cản Lục Lâm Thiên này sợ rằng không có khả năng. Chí ít chúng cường giả như Thiên Địa Các, Nhật Sát Các cùng các sơn môn khác cũng không đồng ý chuyện này. Lục Lâm Thiên, tuy rằng ngươi còn chưa tới tôn cấp, thế nhưng thực lực của ngươi đã đến tôn cấp. Hơn nữa lại không sợ lôi điện lực, cũng có thể giúp được chúng ta không ít. Vậy thì bản thân ngươi lên đi, ngươi không sợ lôi điện lực cũng giúp được chúng ta, nếu như không đi lên thì chứng tỏ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta tiêu hao gần hết, sau đó đục nước béo cò. Không Nhận Tôn giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Đám người này làm sao có thể đơn giản buông tha cho Lục Lâm Thiên được chứ? Không sai, ngươi không sợ lôi điện lực, hẳn có thể giúp đỡ được không ít. Nếu như ngươi cự tuyệt thì cũng không cần phải liên thủ nữa. Huyền Minh Tôn giả trầm giọng nói. Tức thì có không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không sợ lôi điện lực mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du này còn chưa tới tôn cấp, thế nhưng có thể đơn giản đánh chết Thiên Dương Vương. Cỗ thực lực này tuyệt đối có thể so sánh được với tôn cấp nhất trọng. Nếu như thêm một Lục Thiếu Du, mọi người cũng dễ thở hơn một chút, có lẽ có thêm không ít tác dụng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Không Nhận Tôn giả và Huyền Minh Tôn giả kia rõ ràng muốn kéo hắn xuống nước, tâm tư muốn âm thầm đối phó với hắn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng nếu như hiện tại hắn không đi lên, sợ rằng đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa có thể còn upsilon những người khác, để cho bọn họ đề phòng hắn. Lục trưởng môn, đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này không đơn giản, cấp bậc bát giai hậu kỳ, sợ rằng còn tới đỉnh phong. Tuy rằng hiện tại chỉ có thi triển ra thực lực tương đương với bát giai trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng cũng đã vô cùng cường hãn. Ngươi không nên đi mạo hiểm thì tốt hơn. Tử Yên do dự một chút rồi nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, Tử Yên tiểu thư nói không sai, ngươi không nên cậy mạnh. Đạm Đài Tuyết Phi do dự một chút, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ thân thiết nhìn lên trên người Lục Lâm Thiên. Hai nữ tử tuyệt sắc quan tâm tới Lục Lâm Thiên,
có thể coi là liếc mắt đưa tình, hơn nữa bằng vào thân phận của hai nàng khiến cho không ít người không khỏi suy nghĩ một phen. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn, ngay cả hai nữ nhân trước mặt này cũng quan tâm tới hắn như vậy. Những người tuổi còn trẻ một chút đều không khỏi ước ao đố kỵ. Đa tạ Tử Yên cô nương và Tuyết Phi cô nương quan tâm. Ta cũng đang muốn kiến thức thực lực của đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ kia một phen. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Ca ca, lão già kia hơi quá đáng, chúng ta không cần để ý tới hắn là được rồi. Lục Tâm Đồng nhìn người của Linh Vũ Giới và Khôn Dương Đảo rồi quát lên một tiếng. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh lập tức nhảy tới bên người Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lên đài, ánh mắt không nhận tôn giả và cường giả trong môn tràn ngập hàn ý. Huyền Minh tôn giả thì không nói câu gì. Lục trưởng môn, cẩn thận một chút. Diệu Linh tôn giả nói với Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu rồi lập tức phát hiện ra. Cường giả Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo đều đang lặng lẽ tới sát hắn. Còn có Ngân Đao tôn giả, Quy Ngọc tôn giả, Hàn Ngọc tôn giả cũng đi tới chung quanh hắn. Không thể nghi ngờ ý tứ của bọn họ chính là muốn hỗ trợ bảo vệ Lục Lâm Thiên. Nhân phẩm của ta xem ra cũng không tồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút ném cho chúng cường giả ánh mắt cảm kích. Hắn đã bảo vệ bọn họ không ít, bọn họ lúc này lại báo đáp. Nhìn thấy chúng cường giả Thiên Vân Đảo lặng lẽ tiến tới bảo vệ mình, hận ý trong lòng Lục Lâm Thiên đối với Thiên Vân Đảo giảm bớt không ít. Giống giống. Trên sân rộng. Bôn lôi thiên hổ viễn cổ nhìn chằm chằm vào chúng cường giả tôn cấp trên không trung. Quang mang lôi điện trên lân phiến không ngừng lóe lên. Trong lúc mơ hồ có một loại lực lượng hủy diệt lặng lẽ khuếch tán. Không gian chu vi thân thể có một loại cảm giác cực đoan. Chư vị, đầu bôn lôi thiên hổ này dường như chỉ công kích người tiến vào trên sân rộng. Hiện tại chúng ta cùng nhau công kích, mọi người không nên lưu thủ, nếu lưu thủ chỉ sợ không chỉ hại người mà còn hại mình. Chúng ta phải dùng toàn lực mới có thể đánh chết được đầu thú hồn này. Huyền Minh tôn giả nói lần nữa. Động thủ đi. Trường bào trên người Thánh Vũ Thiên Tôn rung lên, khí thế đại tăng. Xung quanh có không ít người cảm nhận được khí thế của Thánh Vũ Thiên Tông không khỏi có chút khiếp sợ. Mọi người nghe vậy lập tức nhíu mày. Chân khí, linh lực trên người bạo phát, bắt đầu lăng không chậm rãi đi về phía trước. Mấy chục ánh mắt liền tập trung vào trên người bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Đông đảo cường giả sát biên giới sân rộng càng ngày càng nhiều. Bởi vì đầu bôn lôi thiên hổ này hấp thu không gian điện mang kia cho nên có không ít cường giả khi trước không thể tiến vào tới đây lúc này cũng thuận lợi tiến vào trong cửa đá. Mọi người nhìn thấy mấy chục cường giả tôn cấp trên không trung đang vây công một đầu bôn lôi thiên hổ viễn cổ, ánh mắt nhìn về phía trước không dám nháy lấy một cái. Bởi vì cảnh tượng như vậy tuyệt đối là cảnh tượng mà suốt đời bọn họ khó có thể gặp được. Giống. Bôn lôi thiên hổ rít lên một tiếng, nhìn chằm chằm lên không trung. Mắt thấy mấy chục cường giả tôn cấp đánh tới, lân phiến quanh người tràn ngập quang mang, một đạo trảo ấn từ trên chi trước của nó bắn ra, miệng nói. Dám tiến vào mộ địa của chủ nhân thì chết hết đi. Thanh âm mạnh mẽ từ trong miệng bôn lôi thiên hổ vang lên. Một đạo trảo ấn xé rách không gian mang theo uy thế kinh người bắn lên không trung khiến cho sắc mặt đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Huyền Minh Tôn giả biến đổi. Nhanh, đồng loạt ra tay. Ánh mắt Huyền Minh Tôn giả khẽ đổi, chân khí, linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Trong nháy mắt một đạo trưởng ấn mang theo thanh âm trầm thấp trực tiếp va chạm với trảo ấn của bôn lôi thiên hổ. Thế nhưng sau khi hai đạo công kích va chạm, trưởng ấn liền tán loạn. Dưới trảo ấn, một cái khe đen kịt trong không gian xuất hiện. Trảo ấn hung hăng đánh về năm người phía trước, gợn sóng trong không gian nứt nẻ, rồi tràn ra hai bên. Nhìn thấy uy thế một trảo của bôn lôi thiên hổ viễn cổ, năm cường giả phía trước, bao gồm cả Huyền Minh tôn giả, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Phong Linh tôn giả, Phục Yêu tôn giả không dám có chút chậm trễ nào. Chân khí, linh lực trong cơ thể khởi động, từng đạo vũ kỹ, linh kỹ uy lực mạnh mẽ nhanh chóng được ngưng tụ ra, trong nháy mắt ngăn cản đạo trảo ấn kia. Phanh phanh, dưới thanh âm bạo liệt kinh người, không gian đột nhiên nổ tung. Thân hình năm người liền bị đẩy lùi, năm người liên thủ không ngờ ngay cả thú hồn của bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng không chống lại được. Giống, một chiêu chiếm lợi thế,
thân hình to lớn của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ nhảy lên, móng vuốt sắc bén chém về phía trước. Một đạo chảo ấn được đánh ra, chảo ấn nhanh như thiểm điện, cùng với lực lượng xé rách không gian và uy áp kinh người đánh về phía chúng tôn giả trên không trung. Cẩn thận! Thanh Linh Khải Giáp, Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên lập tức thi triển Thanh Linh Khải Giáp và Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Thân hình mang theo một đạo chân khí tinh luyện trong tay phóng lên cao. Dưới đạo chảo ấn nhanh như thiểm điện này, sắc mặt mọi người đại biến, tức thì có hơn 10 đạo chân khí, linh lực, yêu nguyên ngập trời tràn ra sau đó nhanh chóng đánh về phía chảo ấn đang xé rách không gian kia. Phanh phanh phanh, năng lượng kinh người bạo tạc trên bầu trời, tia lửa bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa nổ. Thế nhưng dưới sự xinh đẹp, huyễn lệ này lại ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, không gian run rẩy gần như vỡ nát. Trời! Lực lượng như vậy khiến cho người đang ở sát biên giới quan sát không khỏi hít sâu một hơi. Đây mới là cường giả chân chính, không ngờ lại cường hãn tới trình độ như vậy, kinh khủng như vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian. Khục khục! Giữa không trung, kinh khí ngập trời khuếch tán. Những thân ảnh vừa mới ứng chiến đều đang liên tục thối lui, y phục trên người xộc xệch, nhìn qua có chút chật vật. Nhìn bộ dáng hiện tại, hiển nhiên hơn 10 người liên thủ không thể chiếm được chỗ tốt dưới chảo ấn của Bôn Lôi Thiên Hổ. Kết quả này tuyệt đối khiến cho mọi người líu lưỡi. Quá mạnh! Lục Lâm Thiên vẫn trốn ở phía sau, khi nãy hắn cũng đánh ra một chiêu, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chảo ấn, thân hình hắn không có chút sức lực phản kháng nào trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Nếu không phải có bất diệt huyền thể, hắn căn bản không thể chống lại được. Chư vị, nếu như không dùng toàn lực, sợ rằng sẽ không có cơ hội giết chết đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này. Thực lực của nó ta nghĩ tất cả mọi người đều đã biết. Huyền Minh Tôn giả quát lên một tiếng, sợ rằng vừa rồi mọi người không có ai dùng toàn lực, dưới loại tình huống này, quả thực không có ai muốn dùng toàn lực cả. Nghe Huyền Minh Tôn giả nói vậy, mọi người không khỏi nhíu mày. Dưới chảo ấn của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ, mười mấy tôn giả không ngờ lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ có thể phá hủy thú hồn của đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này mà thôi. Sắc mặt mọi người không biết đổi, trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Sắc mặt chậm rãi chuyển thành ngưng trọng, 40 đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung trước mặt Bôn Lôi Thiên Hổ. Khí tức như biển rộng nhanh chóng kéo lên, uy áp kinh người bao phủ không trung. Gợn sóng trong không trung trực tiếp cuồn cuộn, trong không trung xuất hiện một cái khe đen kịt. Giống. Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ lần nữa giống lên một tiếng, quang mang trên người lưu chuyển, uy áp kinh khủng phủ xuống. Trong đôi mắt giống như chuông đồng kia không ngừng vang lên tiếng sấm, giống như toàn bộ không gian đều nằm trong đôi mắt lớn kia. Cái miệng dữ tợn mở ra, một đạo quang trụ bằng lôi điện lao về phía trước. Siêu siêu. Đạo quang trụ bằng lôi điện này trong nháy mắt phân liệt hóa thành vô số đạo lôi điện nhỏ, mỗi một đạo giống như một con cự mãng màu trắng, xé rách không gian bắn về phía mọi người. Quá mạnh mẽ a! Nhìn đám lôi điện bắn tới, mọi người không khỏi sợ hãi than. Tất cả đều cảm giác được bên trong có một cỗ khí tức cực đoan vô cùng đáng sợ, cũng không có ai do dự, trong nháy mắt lập tức xuất thủ. Chân khí, linh lực, yêu nguyên bạo phát. Công kích kinh người nhanh chóng va chạm với lôi điện của Bôn Lôi Thiên Hổ. Phanh phanh phanh. Thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên, dưới lôi điện kinh khủng này không ít cường giả tôn cấp nhất trọng thực lực thấp trực tiếp từ trên không trung bị đánh bay xuống dưới. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một cái hố đen. Ầm ầm. Dưới uy thế kinh người này một đạo lôi điện trong nháy mắt xé rách không gian lập tức phóng tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Tử vong phong bạo. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo trưởng ấn. Thanh âm rít gào từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra. Cả không trung phong vân biến sắc, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, không ngừng xoay tròn giống như là một cơn lốc đột nhiên bao phủ không trung. Phanh phanh, lôi điện đánh xuống, lập tức va chạm với tử vong bạo của Lục Lâm Thiên, vô số điện mang chói mắt từ trên bề mặt cơn lốc bắn ra bốn phía. Phanh phanh, trên không gian liên tục vang lên thanh âm trầm thấp, cơn lốc trong không trung trực tiếp tán loạn. Mà đạo điện mang kia cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, trực tiếp bổ vào trên người Lục Lâm Thiên. Ken kén. Trên thanh linh khải giáp quanh người Lục Lâm Thiên tức thì quanh quẩn điện mang, thanh âm ken két không ngừng vang lên. Điện mang xuyên qua thanh linh khải giáp tiến vào cơ thể, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Lục Lâm Thiên. Lôi điện lực này so với lôi điện lực bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
dường như sau khi bôn lôi thiên hổ thôn phệ lôi điện lực này thì đã dung hợp lại, khiến cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Phanh phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân hình Lục Lâm Thiên trực tiếp từ trên cao bị đánh xuống, trong nháy mắt đập vào mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Phanh phanh! Cùng lúc đó, không chỉ có một mình Lục Lâm Thiên bị đánh bay xuống phía dưới mà còn có năm đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất nứt nẻ như mạng nhện. Trong 6 người này, người có thể lập tức đứng lên cũng chỉ có 2 người, một người phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một người đương nhiên là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sờ ngực, lôi điện lực kinh khủng kia công kích khiến cho thân thể hắn tê dại. Lôi điện lực tiến vào trong cơ thể hắn dường như còn khiến cho thân thể hắn thu được một ít chỗ tốt. Tuy rằng lôi điện lực khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ khó chịu, thế nhưng lại không tạo thành một chút thương tổn nào với Lục Thiếu Du cả. Siêu siêu! Cái miệng của bôn lôi thiên hổ mở ra, một đạo quang trụ bằng lôi điện lực từ trong miệng mang theo tốc độ nhanh như ánh sáng phụt ra. Chỉ trong nháy mắt lập tức bao phủ chúng tôn giả vừa mới miễn cưỡng liên thủ chống lại đạo quang trụ thứ nhất của nó. Công kích lôi điện kinh khủng như vậy khiến cho con ngươi mọi người không khỏi co rút lại. Loại tốc độ này căn bản không thể chạy trốn. Sắc mặt cả đám đại biến, không giữ lại một chút nào mà xuất ra tất cả thủ đoạn của mình. Chân khí, linh lực bàng bạc trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng quang cháo. Đồng thời từng đạo công kích kinh khủng huyễn lệ giống như pháo hoa vô cùng hoa mỹ đem theo uy lực khủng bố ầm ầm nghênh tiếp đạo quang trụ kia. Phanh phanh! Mạnh mẽ ngạnh kháng khiến cho thân hình không ít người bay ngược về phía sau, tất cả đều đồng thời bị đánh bay. Người thực lực thấp một chút trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, công kích lôi điện này quả thực không dễ tiếp như trong tưởng tượng của mọi người. Lại tới! Thân hình Lục Lâm Thiên vừa mới nhảy lên không trung thì lại có một đạo lôi điện lần nữa đánh tới. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên lần nữa bị đánh xuống mặt đất, hấp thu lôi điện lực lần nữa xuất hiện. Lôi điện hiện lên trên cơ thể hắn giống như có vô số đầu mãng xà nhỏ không ngừng quanh quẩn trên thanh linh khải giáp, tiếp theo lập tức biến mất không thấy. Mà Lục Lâm Thiên lại bình yên vô sự không có chuyện gì xảy ra. Khi Lục Lâm Thiên lần nữa lăng không xuất hiện trên không trung, mọi người vô cùng kinh ngạc. Lôi điện lực kinh khủng kia đã đánh chết mấy cường giả tôn cấp, cũng làm bị thương không ít cường giả tôn cấp. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên này dường như lại không có hiệu quả, việc này quả thực không bình thường một chút nào. Nhiệt xúc này quá kinh khủng và lợi hại. Một cường giả tôn cấp ngưng trọng nói. Đúng là rất kinh khủng, thế nhưng mọi người có phát hiện ra không? Lôi điện lực của đầu nhiệt xúc này dường như đang giảm đi, uy lực dường như cũng yếu bớt đi một chút. Phong Linh Tôn giả nói. Thú hồn mà thôi, dựa vào lôi điện lực mà thôi động thân thể, lôi điện yếu bớt, thực lực của đầu nhiệt xúc này đương nhiên sẽ giảm bớt. Diệu Linh Tôn giả nói. Cùng nhau toàn lực công kích, tiêu hao thực lực của nó là có thể đối phó với được nó. Cả đám tôn giả tức thì thấy được hy vọng, trong nháy mắt lại ngưng tụ công kích cường hãn. Từng đạo chân khí, linh lực mang theo khí thế ngập trời nhanh chóng đánh về phía bôn lôi thiên hổ viễn cổ kia. Phanh 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 phanh. Giống. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng, tiếng gầm gừ vang lên. Trên bầu trời, không gian vỡ nát kia vừa mới khôi phục lại một lần nữa bị nghiền nát. Kinh khí kinh khủng khuếch tán khiến cho cả sân rộng chấn động. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ phía. Công kích như vậy khiến cho chúng cường giả đứng ở sát biên giới cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Ầm ầm. Trong lúc hỗn chiến, trên người Lục Lâm Thiên lại một lần nữa bị một đạo lôi điện lực đánh vào, thân hình một lần nữa bị đánh xuống. Công kích thẳng vào thú hồn. Đầu nhiệt xúc này tuy rằng là thú hồn, thế nhưng lại ở bên trong bản thể, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, không thể trực tiếp công kích tới thú hồn, rất khó đối phó. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Giống. Bôn lôi thiên hổ viễn cổ rít lên một tiếng, từng đạo chảo ấn nhanh chóng được đánh ra. Mỗi một đạo chảo ấn đều mang theo lực lượng có thể xé rách không gian, bất luận một ai cũng không dám đơn độc tiến lên. Siêu siêu. Trong đoàn người, trước người thiên thủ quỷ tôn đột nhiên có một đạo lôi điện lực đánh tới. Trong mắt thiên thủ quỷ tôn lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Siêu! Trong sát na, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt chắn trước người thiên thủ quỷ tôn, trực tiếp ngăn cản đạo lôi điện lực này. Thân hình lần nữa bị đẩy lùi, lúc này cũng không bị đánh rơi xuống mặt đất. Trưởng môn, người không sao chứ? Thân ảnh thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.
Nếu như để đạo lôi điện lực vừa rồi đánh vào trên người hắn, hắn không chết thì cũng phải bị thương nặng. Ta không sao, ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, công kích lôi điện lực này đối với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng nào, chỉ có chút đau đớn mà thôi. Ăn một chưởng của ta. Trong không gian hỗn loạn đột nhiên vang lên thanh âm của Huyền Minh Tôn Giả. Thân hình Huyền Minh Tôn Giả nhoáng lên, xuất hiện ngay trước người Bôn Lôi Thiên Hổ, chân khí như biển trong cơ thể xuất động. Bàn tay nắm chặt, một đạo trưởng ấn mang theo tư thế mạnh mẽ hung hăng đánh vào đầu Bôn Lôi Thiên Hổ. Đồng thời mấy cường giả còn lại cũng ầm ầm phóng tới, cả đám đều nhanh chóng đánh ra một đạo lực lượng bàng bạc. Phanh phanh, từng đạo lực lượng kinh khủng cùng lúc đánh xuống, mỗi một đạo lực lượng đủ để xé rách không gian tức thì đập vào trên người Bôn Lôi Thiên Hổ, thanh âm bạo liệt kinh người lập tức vang vọng. Giống giống, Bôn Lôi Thiên Hổ rít gào, đồng thời tốc độ lại đột nhiên nhanh không gì sánh được. Một đạo chảo ấn đảo qua không trung mang theo lực lượng xé rách không gian hung hăng đánh vào trên hộ thân cương khí của mấy cường giả tôn cấp. Phanh phanh, thân hình Bôn Lôi Thiên Hổ lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, mà đồng thời, hộ thân cương khí của mấy tôn giả kia bị vỡ nát. Tuy rằng bản thân chạy nhanh, thế nhưng cũng vẫn bị ảnh hưởng vô cùng lớn, sắc mặt mấy tôn giả liền trở lên trắng bệch. Siêu, lúc này thân hình to lớn của Bôn Lôi Thiên Hổ bỗng dưng quay lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào một tán tu vũ tôn nhất trọng cách đó không xa, lợi chảo không chút do dự chém xuống. Tức thì mấy cái khe trong không gian xuất hiện sau đó lan tràn ra phía trước. Vũ tôn nhất trọng kia tuổi chừng lục tuần, thấy vậy lập tức hoảng hốt rồi nhanh chóng chạy trốn. Ngay cả dũng khí chống lại cũng không có. Thế nhưng tốc độ đào tẩu của hắn cũng không nhanh bằng Bôn Lôi Thiên Hổ cái khe trong không gian lan tràn, trong nháy mắt lan tới trên người hắn. Cả thân hình dưới cái khe trong không gian hóa thành từng mảnh nhỏ. Một siêu cấp cường giả vũ tôn nhất trọng không ngờ cứ như vậy lại bị đánh chết, vô cùng đơn giản. Phanh phanh phanh. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Phục Yêu Tôn Giả, Hỏa Vân Tôn Giả nhân cơ hội đánh tới. Trong nháy mắt mấy đạo công kích đánh vào trên người Bôn Lôi Thiên Hổ, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống tức thì đẩy lùi Bôn Lôi Thiên Hổ. Không tốt. Lục Lâm Thiên giật mình biến sắc. Đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này vừa vặn đang lùi về phía hắn, mà đồng thời nó cũng đem theo một đạo chảo ấn đánh thẳng về phía mình. Công kích lôi điện lực hắn không sợ, thế nhưng dưới công kích chảo ấn này hắn không thể nào chịu nổi, loại lực lượng này bản thân hắn còn chưa thể chịu được. Ông! Một tiếng sấm nổ vang lên, huyễn ảnh thanh vũ rung động, Lục Lâm Thiên không có một chút chần chờ nào lập tức thối lui. Trong lúc thối lui, đạo chảo ấn trước mặt hắn cũng đồng thời đánh xuống. Một cỗ lực lượng hùng hậu khiến cho không gian vặn vẹo bao phủ thân thể, khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một thanh âm vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, ngay khi thân hình Lục Lâm Thiên giãy giụa ra khỏi không gian vặn vẹo, không nhận tôn giả truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa không gian chung quanh hắn, lúc này hắn đã không còn đường lùi. Không nhận tôn giả kia không ngờ lại âm thầm đối phó với hắn. Nghiệt xúc, muốn chết. Cách Lục Lâm Thiên không xa, không nhận tôn giả âm thầm cười nhạt một tiếng. Một đạo trưởng ấn đánh ra giả bộ công kích Bôn Lôi Thiên Hổ. Trên thực tế lại đang âm thầm phong tỏa không gian, đem không gian chung quanh Lục Lâm Thiên phong kín, để cho hắn không có đường lùi lại. Phiền phức rồi. Trong sát na, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, đột nhiên cắn răng một cái, ngay khi chảo ấn đen kịt xé rách không gian kia bắn tới. Chân khí trên người hắn bạo phát, cái đầu khẽ nghiêng đi tránh được ông kích. Đạo chảo ấn kia dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người lập tức đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên. Cùng lúc đó ở trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo quang trụ màu trắng đánh về phía Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Cách cách, chảo ấn chụp xuống, đập nát bả vai Lục Lâm Thiên. Thanh âm cạch cạch nghiền nát vang lên, bằng mắt thường có thể thấy được, nơi chảo ấn đi qua, cái khe đen kịt trong không gian kéo dài. Ở vai trái Lục Lâm Thiên, lân phiến trên thanh linh khải giáp vỡ nát, quang mang màu tím trên vai quanh quẩn, sau khi rằng co được một lát liền bị vỡ vụn. Cả bờ vai trái bị đánh nát, máu tươi bắn ra tung tóe, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng trắng bệch, đồng thời một đạo linh hồn lực của Lục Thiếu Du cũng trực tiếp đánh vào trong mi tâm Bôn Lôi Thiên Hổ rồi biến mất không thấy. Linh hồn lực đánh vào trong đầu Bôn Lôi Thiên Hổ thì Lục Lâm Thiên phát hiện ra một việc, linh hồn lực của hắn hoàn toàn không có một chút trở ngại nào. Trực tiếp đi vào không gian linh hồn của Bôn Lôi Thiên Hổ. Vì sao có thể dễ dàng đi vào như vậy,
một đường thuận lợi khiến cho ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên cũng không dám tin tưởng. Điều này quá không bình thường, quả thực không bình thường tới cực điểm. Thú hồn do cường giả viễn cổ lưu lại, lại là thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bát giai đỉnh phong, không ngờ lại không có một chút cấm chế nào. Thú hồn, chính là hồn anh của yêu thú, linh thú trực tiếp luyện chế ra. Hồn anh của yêu thú, linh thú, vũ giả, linh giả một khi trở thành hồn anh đơn độc tồn tại sẽ dần dần yếu bớt. Vũ giả, linh giả có thể đoạt xá thì yêu thú, linh thú cũng có thể đoạt xá. Nhưng mà nếu như là cùng một chủng tộc thì thực lực phải phù hợp mới được. Mà hồn anh của yêu thú, linh thú nếu không muốn bị giảm đi thực lực thì cũng chỉ có thể luyện chế thành thú hồn. Thú hồn linh thú, yêu thú giống như một ít thủ đoạn của linh giả dùng hồn anh luyện chế thành. Lục Lâm Thiên đã sớm xem qua thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh thi triển phệ hồn ác anh, trên phương diện nào đó quả thực không khác biệt với thú hồn là bao. Thế nhưng thú hồn lại giống như khôi lỗi, một khi luyện chế sẽ bị chủ nhân bố trí cấm chế và linh hồn ấn ký, tránh để người khác khống chế. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, lẽ nào vị cường giả viễn cổ này ngay cả thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không đặt vào trong mắt. Thử nhìn xem có thể khống chế được hay không. Lục Lâm Thiên tức thì thầm nghĩ, linh hồn lực của hắn tiến đến cũng chỉ là muốn thử xem vận khí của mình mà thôi. Nếu như hắn có thể khống chế được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong mà nói thì quả thực là phát tài lớn. Sau này hắn cũng có thể giống như Tâm Đồng, có thú hồn trong người, thú hồn bát giai đỉnh phong, tuyệt đối là bảo vật. Trong đầu nghĩ vậy, linh hồn lực Lục Lâm Thiên lập tức dũng mãnh tiến vào trong đầu Bôn Lôi Thiên Hổ, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong. Mãi cho đến khi bố trí xong linh hồn lực của mình, cũng không gặp phải một chút cản trở nào. Quá trình thuận lợi như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không dám tin tưởng. Mỗi một lần hắn nhận được bảo vật đều phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thu được. Mà lần này lại quá thuận lợi, quả thực hắn không dám tưởng tượng ra. Chỉ đơn giản như vậy là có thể thành công, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, sợ rằng bản thân mình còn phải cảm tạ không nhận tôn giả một phen, nếu không phải hắn âm thầm ra tay với mình thì mình cũng không đánh cuộc một phen như vậy. Không nghĩ tới vận khí của hắn lại dám thí như thế. Vị cường giả vũ đế viễn cổ kia nếu biết chuyện này có lẽ còn tưởng rằng hắn can đảm a. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã muốn khống chế đầu yêu thú bát giai hậu kỳ Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này, thế nhưng vừa nghĩ tới đẳng cấp của nó là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, lại là vật của cường giả viễn cổ thì lập tức không dám suy nghĩ nữa. Bởi vì đâu có thể dễ dàng như vậy, nếu như thú hồn bát giai hậu kỳ này phản kháng, đến lúc đó hắn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Ai lại ngờ được trong thú hồn này không có một cái cấm chế nào. Vô cùng dễ dàng là có thể khống chế được. Chuyện này có lẽ phải nhìn xem kẻ nào gan dạ nhất, chỉ sợ tất cả cường giả biết được việc này nhất định sẽ tức giận tới chết. Bảo vật nhường này không ngờ lại kiếm được dễ dàng như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bảo vật ở ngay dưới chân bọn họ lại không nhặt được. Sự tức giận này có lẽ đủ để đột phá tới vũ đế chi cảnh. Nếu như suốt đời không thể đột phá thì cũng chỉ có thể đợi đại hạn tới mà thôi. Ngay khi Lục Lâm Thiên kinh ngạc và cười trộm thì một thanh âm già nua, khí thế bế nghĩa thiên hạ đột nhiên vang lên. Tu vi linh vương bát trọng không ngờ lại dám khống chế thú hồn bát giai đỉnh phong, phần đảm lược này quả thực không tồi. Dọc đường tới đây tâm trí không kém, thú hồn này ta tặng cho ngươi. Lúc sinh thời bản đế có một kiện bảo vật, sau đó lại thu được một kiện bảo vật khác, tổng cộng có hai kiện. Hai kiện bảo vật này đều ở trong mộ địa, vị trí cũng nằm trong địa đồ. Nếu như ngươi có duyên thì tiếp tục tìm kiếm đi. Nếu như hai loại bảo vật này thuộc về ngươi, muốn đột phá đế cấp cũng nắm chắc 8 phần, thậm chí còn có thể cao hơn. Nhớ kỹ, vật của bản đế không truyền cho kẻ nhu nhược, càng không truyền cho kẻ có tâm trí bình thường. Ngay khi đạo thanh âm già nua giống như từ thái cổ này vừa dứt, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt có cảm giác một đạo bạch quang đang nhanh chóng dung nhập với linh hồn lực của hắn, sau đó lập tức hình thành mối liên hệ với hắn. Mà đạo bạch quang bàng bạc kia chính là trung tâm linh hồn của đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Giờ phút này bên ngoài đang ồ lên, thậm chí có mọi người đang công kích cũng dừng lại một chút, cánh tay trái Lục Lâm Thiên bị bẻ gãy. Dùng thân phận hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói, trong nháy mắt đã nhận được vô số người quan tâm, có kẻ cười thầm, có người kinh hãi. Trưởng môn, Lục trưởng môn, đông đảo cường giả đang đối phó với Bôn Lôi Thiên Hổ trong thời gian ngắn nhất liền đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân nhanh chóng xuất hiện,
mấy cường giả mấy sơn môn có quan hệ tốt với Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng xuống lại. Ta không sao, các ngươi đừng bại lộ thân phận. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn. Cánh tay trái bị đứt đoạn, máu tươi chảy ra, chân khí lưu chuyển, máu tươi lập tức ngừng phun. Sự đau đớn khi cụt tay này cũng khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh. A! À, nhìn thấy cánh tay trái Lục Lâm Thiên rơi xuống, sát biên giới sân rộng Đạm Đài Tuyết Phi và Tử Yên tức thì kinh ngạc ồ lên một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh hãi. Chi chi! Bảo Nhi và Bố Nhi không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đối với Lục Lâm Thiên, hảo cảm của chúng nó đã tăng lên không ít. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tức thì trở nên hung ác nhìn vào đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn Bôn Lôi Thiên Hổ, cũng khiến cho hai tiểu tử này không dám nhìn thẳng. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long vốn kinh hãi không gì sánh được lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị đứt một cánh tay trái, trong lòng cũng không lo lắng nhiều nữa. Bởi vì bọn họ biết, Lục Lâm Thiên chỉ bị đứt một cánh tay trái quả thực không phải vấn đề quá lớn. Trên Vân Dương Tông mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng đám người Thánh Linh giáo lúc này lại lo lắng không ngớt. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại không chết, coi như ngươi mạng lớn. Cứ coi như ta thu chút lợi tức đi. Không nhận tôn giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên phải chết, thế nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du tránh thoát được một kiếp, ánh mắt lập tức tràn ngập hàn ý. Lục trưởng môn, ngươi mau lui lại đi. Cụt tay mà thôi, trong các ta có cường giả, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục. Cho dù không thể khiến cho nó hoàn hảo như lúc ban đầu thì cũng không kém bao nhiêu. Diệu Linh tôn giả của thiên địa các đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Chư vị, ta không sao, yên tâm đi. Lục Lâm Thiên nói xong, đột nhiên, Bôn Lôi Thiên Hổ trên không trung đột nhiên đánh xuống. Siêu siêu, Bôn Lôi Thiên Hổ giống như một ngọn núi nhỏ đập xuống mặt đất, điện mang quanh quẩn, trên lân phiến màu xanh bắt đầu tràn ra lôi điện chằng chịt. Tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì? Chúng cường giả vô cùng kinh ngạc, biến cố xảy ra trước mặt hiện tại khiến cho mọi người không khỏi lui về phía sau vài bước. Thú hồn không dung hợp được với thân thể. Lúc này chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên biết, hắn đã nắm trong tay thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ bát giai. Cũng không biết là vị vũ đế kia bố trí thủ đoạn gì mà khiến cho thú hồn và thân thể không thể dung hợp. Thân thể hình như sắp bị hủy diệt. Lôi điện quanh quẩn. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì đại biến. Thi thể yêu thú bát giai đỉnh phong không ngờ lại có hiện tượng sắp bị hủy diệt. Đây là bảo vật A, thi thể yêu thú bát giai, giá trị không cần phải nói. Nếu như bỏ đi thì quả thực vô cùng lãng phí. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên biết, mình đã không còn cách nào khác. Thông qua thú hồn của Bôn Lôi Thiên Hổ mà hắn biết được, sinh cơ trong cơ thể thú hồn đang dần dần biết mất, đồng thời có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho thú hồn phải tránh xa. Dường như cường giả vũ đế viễn cổ kia đã bố trí thủ đoạn nào đó. Siêu. Cùng lúc đó mọi người cũng nhìn được Lục Lâm Thiên gắn cánh tay bị đứt vào vai, thân hình trong nháy mắt phóng về phía Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Siêu siêu. Lôi điện càng ngày càng mạnh, quang mang chói mắt bành trướng, giống như sắp nổ tung vậy. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp phóng về phía Bôn Lôi Thiên Hổ, mọi người lập tức kinh hãi. Đây quả thực chính là tìm chết a, Bôn Lôi Thiên Hổ giống như sắp nổ tung, đủ để khiến cho bất luận một tôn giả nào cũng bị hủy diệt. Phanh phanh. Trong lúc mọi người nghi hoặc Lục Lâm Thiên đã tiếp cận tới đầu Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Cùng lúc đó thân hình to lớn của Bôn Lôi Thiên Hổ nổ tung. Điện mang tràn ngập, toàn bộ không trung như bị kiềm hãm, cả không trung lập tức run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt từ trên bầu trời nổ vang. Âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng trên phía chân trời. Phanh! Trên bầu trời, Bôn Lôi Thiên Hổ trong nổ tan thành từng mảnh vụn. Một cỗ điện mang kinh khủng giống như một cơn lốc trong nhanh chóng khuếch tán. Năng lượng giống như một hình cung bao phủ không gian trên sân rộng. Kinh khí vô biên, hỗn loạn tàn sát bừa bãi. Sân rộng phía dưới lúc này giống như sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tứ tung. Sóng gợn trong bầu trời trực tiếp nát bấy. Một ít cường giả gần đó trực tiếp thối lui, dưới cỗ kình khí kinh khủng đang tàn sát bừa bãi kia, không ít người ở phía xa bị giật mình kinh hãi. Thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện trong đám lôi điện cuồng bạo, thủ ấn kết xuất. Trong lôi điện trong đột nhiên ngưng tụ ra một đầu Bôn Lôi Thiên Hổ cao chừng 2 thước,
Uy áp hùng hậu tràn ra, ánh mắt vô cùng hiền lành nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chung quanh Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ, điện mang không ngừng lóe lên. Nhưng lúc này điện mang chung nó lúc này trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không làm tổn hại tới Lục Lâm Thiên một chút nào. Lúc thân hình khổng lồ của Bôn Lôi Thiên Hổ nổ tung, máu tươi bắn ra tứ phía. Bao phủ khắp người Lục Lâm Thiên, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một đám lớn máu tươi bị Lục Lâm Thiên thu vào trong mấy bình ngọc lớn. Trong không gian tràn ngập điện mang, toàn bộ sân rộng được từng đạo lôi điện to như cánh tay bao phủ. Không gian bị nghiền nát, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn về phía xa. Một màn hỗn loạn này khiến cho tầm nhìn của mọi người lên không trung có chút không rõ. Năng lượng điện mang như thực chất không ngừng lưu chuyển, ba động điên cuồng. Không gian to lớn dưới điện mang đầy rẫy lúc này trở nên vặn vẹo. Bôn Lôi Thiên Hổ bạo tạc, uy lực đã tới cấp độ vô cùng đáng sợ. Không gian hỗn loạn thế này, cho dù là cường giả tôn cấp cũng không thể nhìn thấy rõ bên trong. Mà khi kình khí tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện trong bầu trời, lúc này không ít ánh mắt tức thì ngây dại. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi một tầng áo giáp bằng lân phiến, bên trên có quang mang không ngừng quanh quẩn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây chính là Lục Lâm Thiên không tổn hao một chút nào. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười vui vẻ. Trong mi tâm có một đồ án hình hổ màu trắng, đồ án này nhìn vô cùng sống động, có vẻ cực kỳ quỷ dị và hung hãn. Ngay sau đó đồ án này thu liễm, ẩn giấu ở trong mi tâm. Nếu như không nhìn cẩn thận mà nói, căn bản khó có thể nhìn ra, bởi vì đồ án này cũng không có một chút dao động khí tức nào. Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, bảo vật như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên tuyệt đối thỏa mãn. Thu hoạch dọc đường đi cũng không ít. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong, không biết sau khi hắn thi triển Bôn Lôi Thiên Hổ này uy lực sẽ đạt tới bước nào. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có việc gì, năng lượng hủy thiên diệt địa kia cũng không đưa hắn vào chỗ chết, tất cả các cường giả tôn cấp đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc, đây là thú hồn bát giai hậu kỳ A. Đúng vậy, nếu như nhận được đầu thú hồn này, quả thực chính là trọng bảo nha. Không ít người thấp giọng than thở. Sợ rằng thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ bát giai hậu kỳ đỉnh này cũng đã bị hủy. Trong năng lượng bạo tạc vừa rồi khiến cho không gian cũng bị phá hủy. Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ kia quả thực vô cùng cường hãn, không ngờ lại có thể đánh chết mấy cường giả tôn cấp, người bị thương nặng, nhẹ không ít. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Mau nhìn, cánh tay của Lục Lâm Thiên kia không ngờ lại không bị làm sao. Cũng không biết là ai nói câu này. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cánh tay trái của Lục Lâm Thiên. Chỉ thấy lúc này cánh tay của hắn đã lành lặn, đâu giống như bộ dáng bị đứt tay vừa rồi. Cánh tay bị đứt, trước mặt cường giả linh tôn muốn nối lại cũng không phải là chuyện gì khó, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng mà coi như có cường giả linh tôn hỗ trợ, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ mọi người nhìn kỹ về phía tay trái lành lặn của Lục Lâm Thiên. Vừa rồi không ít người nhìn thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp đem cánh tay trái gắn lại, điều này quả thực quá mức chấn động. Tiểu tử này chẳng lẽ là yêu nghiệt, hoặc là có một loại bí pháp kinh khủng nào đó. Sao có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trong đám người, lúc này người kinh ngạc nhất chính là không nhận tôn giả. Vốn hắn vẫn đang còn chế giễu Lục Lâm Thiên, thế nhưng lập tức chuyển thành trợn mắt há hốc mồm. Vốn trong lòng hắn bởi vì Lục Lâm Thiên bị cụt tay mà âm thầm cảm thấy sảng khoái. Hiện tại lúc này có sảng khoái cũng không sảng khoái được. Siêu. Lục Lâm Thiên đi về tới bên cạnh đám người thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân. Trưởng môn, người không có việc gì sao? Thiên thủ quỷ tôn nhìn chăm chú vào cánh tay lành lặn của Lục Lâm Thiên, cái miệng kinh ngạc hiện tại có thể nhét vừa quả trứng gà. Không có việc gì, một chút tổn thương nhỏ mà thôi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, cánh tay trái khẽ lắc, có bất diệt huyền thể. Những thương thế kiểu như vậy cũng không phải vấn đề quá lớn với hắn. Không nhận tôn giả, người quả thực cũng vô sỉ a. Âm thầm phong tỏa không gian khiến ta không thể chạy thoát, bút sổ sách này ngươi muốn ta tính sao với ngươi đây? Lục Lâm Thiên xoay người lại, ánh mắt trầm xuống, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ trên người không nhận tôn giả. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, chúng cường giả chung quanh liền nhìn về phía không nhận tôn giả, có một ít người kỳ thực lúc trước cũng đã hoài nghi. Không gian ba động giấu được người bình thường chứ không giấu được bọn họ. Tiểu tử, người đừng ngậm máu phun người, thực lực của mình không đủ, không nên đổ bừa cho ta.
Không nhận tôn giả sửng sốt, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định, căm tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, dường như đối lý vậy. Thế nhưng bên trong sự giận dữ này cũng hiện lên sự lo lắng. Ngươi khẩn trương cái gì, yên tâm đi, bản công tử hiện tại lười tìm ngươi tính sổ. Nhưng mà ngươi cũng trốn không thoát đâu. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Không Nhận tôn giả, người này xuất thủ với hắn đương nhiên hắn không thể buông tha. Nhưng bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không có dự định động thủ, từ âm thanh của cường giả viễn cổ lưu lại sâu trong thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong kia, Lục Thiếu Du biết được nơi này có hai kiện bảo vật. Ngay cả thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai đỉnh phong trong mắt cường giả viễn cổ này cũng không là gì. Thứ có thể được cường giả viễn cổ kia gọi là bảo vật, vậy có thể thấy được nó quan trọng ra sao? Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không định động thủ với Không Nhận tôn giả. Điều quan trọng chính là tầm bảo, đối phó với Không Nhận tôn giả này hắn muốn đối phó bao giờ cũng được. Hừ, nhìn Lục Lâm Thiên, Không Nhận tôn giả hừ lạnh một tiếng. Đường đường là vũ tôn tam trọng không ngờ lại bị một vũ vương uy hiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối với tên vũ vương này tuy rằng bản thân có tu vi vũ tôn tam trọng hắn lại không biết nên làm gì, không ngờ trong lòng lại có chút e ngại. Bôn lôi thiên hổ vì sao lại đột nhiên nổ tung? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ân oán của Lục Lâm Thiên và Khôn Dương Đảo tất cả mọi người đều biết cho nên cũng không có ai hiếu kỳ. Đám người ở đây tuyệt đối được coi là cáo giả, đương nhiên cũng biết lý do mà hai người Lục Lâm Thiên không động thủ. Lúc này mọi người lập tức nhìn về phía trước. Bôn lôi thiên hổ đã bị diệt, có thể đi vào tầm bảo được rồi. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy bôn lôi thiên hổ bị hủy, chân khí, linh lực trên người bạo phát, trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ca ca, huynh không sao chứ? Một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên rồi thân thiết hỏi. Không có việc gì, một chút tổn thương nho nhỏ không có gì đáng ngại. Nhị đệ, cẩn thận một chút, không thể sơ ý. Dương Quá cũng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên theo đoàn người đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Nhìn cánh tay hoàn hảo của Lục Lâm Thiên, trong mắt vô cùng nghi hoặc. Không sao, trường bào của ta bị chặt đứt mà thôi. Lục Lâm Thiên thu hồi thanh linh khải giáp và huyễn ảnh thanh vũ, cánh tay khẽ vung lên, trường bào trên cánh tay trái rơi xuống. Một cánh tay hoàn mỹ màu đồng hiện lên trước mặt hai người. Khúc khích, nhìn thấy bộ dáng này của Lục Lâm Thiên, hai nàng tức thì khẽ cười. Lục Lâm Thiên, để ta xem một chút, tay ngươi quả thực không có việc gì đó chứ. Lam Thập Tam tỉ mỉ quan sát cánh tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng hồn nghi và chấn động. Thánh nữ, thánh tử, chúng ta vào thôi. Diệu Linh tôn giả đi tới trước mặt Tử Yên và Lam Thập Tam, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nói. Lúc này phía trước đã có không ít người chen chúc đi vào trong chín cánh cửa đá. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước một bước. Tử Yên khẽ nói, mọi người đã bắt đầu tiến vào, thiên địa các đương nhiên không thể làm người tới sau được. Đạm Đài Tuyết Phi, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Phiên Hải Vương, Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương cùng nói một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong chín cánh cửa đá. Thiếu chủ, bất diệt huyền thể của người dường như so với huyền thiên yêu tôn năm đó còn mạnh hơn không ít. Hắc Phú truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, cảnh tượng vừa rồi Hắc Phú cũng nhìn thấy. Lúc này Long Linh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Năm đó huyền thiên yêu tôn cũng không hoàn toàn nắm được tử lôi huyền đỉnh, còn kém một chút. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, chúng ta cũng tiến vào chứ. Bàn hủy đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn mọi người trên cơ bản đã tiến vào trong chín cánh cửa đá khiến cho hắn có chút sốt ruột. Trưởng môn, chúng ta tiến vào cánh cửa đá nào? Thiên thủ quỷ tôn hỏi. Cửa thứ nhất, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, trên đầu cổ đã ghi lại. Nơi tiến vào thứ tư chính là cánh cửa đá thứ nhất. Đi! Nói xong, sau khi phân phó mọi người cẩn thận một chút, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe, lập tức thả người nhảy vào trong cánh cửa đá thứ nhất. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo vẫn đang âm thầm theo đuôi ở phía sau. Trong cửa đá diện tích cũng không nhỏ, phía trước có không ít thân ảnh xuất hiện ở bên trong. Cả đám đang nhanh chóng phóng về phía trước. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm kẻ đi sau, thân hình nhanh chóng phóng đi. Hầu như trong chớp mắt đã tiến sâu vào trong cửa đá. Cánh cửa đá này cũng không dài. Ồ,
Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Đám người Tiểu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Long Linh theo sau mà tới. Thứ xuất hiện trước mặt đám người Lục Lâm Thiên hiện tại chính là một cái điện rộng lớn kinh người, diện tích lớn tới mức không gì sánh được. Cái điện này rốt cuộc lớn tới bao nhiêu mọi người cũng không biết được. Thế nhưng mọi người không khó phỏng đoán ra, phạm vi rộng lớn trước mặt mọi người hiện tại chỉ là một góc của nó mà thôi. Ánh mắt mọi người nhìn qua chung quanh, phát hiện ra bốn phía đại điện lúc này có không ít hành lang. Cũng không biết những hành lang này kéo dài tới đâu. Hai bên có không ít cửa phòng, và lúc này đã có không ít cường giả tán tu cùng một ít thế lực bắt đầu đi trên những hành lang này, cả đám đều chọn một căn phòng mà tiến vào. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, cường giả viễn cổ kia có nói bên trong này có hai kiện bảo vật, cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Cũng không biết là vật ra sao, nếu muốn tìm quả thực không hề dễ dàng một chút nào. Chúng ta phân tán tìm xem, nhìn xem có thể thu hoạch được cái gì hay không. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Ta và Tiểu Long một đội, Bàn Hủy huynh và Bàn Vân tẩu tử, Long Linh cô nương, Quỷ Tôn tiền bối một tổ, Hắc Phú Thúc, Tâm Đồng, Đại Ca, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa một tổ. Nhìn xem có thu hoạch được thứ gì không. Thiếu chủ, người cẩn thận một chút. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức cùng với Tiểu Long thả người biến mất tại chỗ. Nơi này dường như có không ít hành lang và căn phòng. Tản ra thì cơ hội cũng lớn hơn một chút. Chia làm ba tổ, dùng thực lực của mọi người mà nói, có thể cũng có thể chống lại một ít nguy hiểm nhất định. Trong một hành lang, hai người Tiểu Long và Lục Lâm Thiên cấp tốc di chuyển, ven đường còn có thể thấy được một ít cường giả khác tới đây tầm bảo. Chỉ là những cường giả này một khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì lập tức không dám tiến tới quấy rầy. Là vũ kỹ địa cấp. Trời ơi, là linh kỹ địa cấp. Linh khí hoàng cấp A. Là đan dược bát phẩm, phát tài rồi. Trong phòng thỉnh thoảng có không ít người lao ra. Dọc đường đi trong các căn phòng đều bị lục soát một lần, cũng không thiếu thanh âm mang theo sự kích động truyền ra. Có một ít cường giả vận khí không tồi tìm được ở bên trong phòng một ít vũ kỹ. Linh khí, còn có linh khí và đan dược. Thậm chí còn tới địa cấp, đẳng cấp cũng không thấp, dường như ở nơi này tùy tiện mỗi một thứ đem ra bên ngoài đều là bảo vật vậy. Lục Lâm Thiên và Tiểu Long cũng tiến vào trong một căn phòng tìm tòi, thế nhưng vẫn chưa tìm được thứ nào hữu dụng. Hai người thầm nghĩ, những thứ chính thức được coi là bảo vật dường như cũng không nên đặt ở nơi này. Dọc đường đi hai người cũng tìm được hai bộ vũ khí địa cấp đặt ở trên mặt bàn. Từ trên hai bộ vũ khí này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được năng lượng ba động, thế nhưng hai bộ vũ khí địa cấp sơ giai không ngờ lại dùng để kê bàn. Không có nói tới thì làm sao có thể tìm ra được đây? Lục Lâm Thiên thầm nói trong lòng, sau đó lại đem địa đồ trên đồ cổ xem lại một lần. Lục Lâm Thiên đã sớm ghi tạc trong đầu cho nên lộ tuyến cũng không sai. Thế nhưng lúc này hắn vẫn nghiên cứu một chút, lộ tuyến trên đồ cổ lần nữa hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du. Ồ! Hình như có chút khác lạ, nơi này dường như có một tiểu điện khác. Chỉ trong chốc lát, Lục Lâm Thiên thì thào nói, trong đồ cổ hắn tìm được một tiểu điện. Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tiểu Long hỏi. Đi theo ta. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía rồi thân thể lập tức lao về phía trước. Siêu. Tại một chỗ khác lúc này có một đạo thân ảnh hạ xuống, người này khí tức cực kỳ cường hãn, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, gợn sóng quanh thân chấn động. Rõ ràng là cường giả tôn cấp. Thế nhưng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chỉ chừng 50 tuổi mà thôi. Thân ảnh áo xám này do dự một chút rồi đẩy cửa tiến vào trong phòng. Trong tiểu điện cực kỳ đơn giản, trên bàn có không ít vũ khí và linh khí. Vũ khí địa cấp sơ giai, linh khí địa cấp sơ giai, quả thực không tồi. Thế nhưng nơi này có lẽ còn không tới mức nghèo như vậy. Cường giả viễn cổ, hẳn còn có trọng bảo. Lão giả áo xám thu hồi đống vũ khí rồi lập tức suy tư. Vũ khí, linh khí địa cấp tuy rằng không tồi, thế nhưng những thứ cường giả viễn cổ lưu lại tuyệt đối không đơn giản. Nhất định có trọng bảo, tiếp tục tìm. Ánh mắt lão giả trầm xuống, tiếp tục tìm trong tiểu điện một phen, thế nhưng cũng không có thu hoạch. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt tiến vào trong tiểu điện, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh áo xám kia. Nhìn thấy trong tiểu điện không có gì. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt định rời đi. Dường như các ngươi cũng có chút thu hoạch, rơi vào tay bản tôn rồi thì đừng đi nữa. Nhìn hai người, một vũ vương bát trọng, một vũ vương lục trọng,
lão giả áo xám lạnh lùng nhìn hai người. Tay phải giơ lên, toàn bộ không gian tức thì vặn vẹo. Là Vũ Tôn, chạy. Hai người này đã sớm biết lão giả áo xám này là Vũ Tôn, nhìn thấy người này không ngờ lại xuất thủ với mình, hai người lập tức chạy trốn. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Lão giả áo xám lạnh lùng nói. Nói xong, thân thể đã tới bên người hai cường giả vương cấp, không gian vặn vẹo, hai tay giương lên, hai đạo chảo ấn trực tiếp đánh vào trên thân thể hai người kia. Phanh phanh. Chảo ấn đánh xuống, không gian trực tiếp nổ tung. Hai người có tu vi vương cấp kia ngay cả hồn anh tự bạo cũng không thể thi triển, thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ thì đã trở thành từng mảnh nhỏ, máu tươi chảy xuống. Hai chiếc nhẫn chữ vật cũng bị lão giả áo xám này thu lấy. Ồ! Lúc này, trong kình khí dư ba, lão giả áo xám lập tức nhìn về cái bàn nơi vừa thu linh kỹ cùng vũ kỹ. Cái bàn này dường như đã bị rung động, bắt đầu có gợn sóng trong không gian rung động. Là kết giới. Sắc mặt lão giả áo xám đại biến rồi lập tức vui mừng. Sau khi do dự một chút lập tức kích động nhảy vào trong gợn sóng. Thân hình giống như nhảy vào trong mặt nước, trong nháy mắt lập tức biến mất. Trên bàn, gợn sóng còn đang không ngừng luân chuyển. Ngay khi thân ảnh lão giả áo xám này vừa mới kích động tiến vào trong không gian gợn sóng, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ trong nháy mắt đáp xuống ngoài cửa rồi lập tức tiến vào trong tiểu điện. Vừa rồi có người giao thủ, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhìn máu tươi trên mặt đất tức thì đề phòng. Nơi này dường như chính là tiểu điện trên đồ cổ, vừa rồi rõ ràng đã có người đi vào. Lão đại, mau tới nhìn xem, cái bàn này vô cùng quỷ dị. Tiểu Long chớp mắt, thân thể đi tới bên cạnh chiếc bàn trong tiểu điện. Chỉ thấy bên trên chiếc bàn kia lúc này không ngừng có gợn sóng rung động. Đây là... Lục Lâm Thiên nghe vậy thân thể lập tức xuất hiện bên cạnh bàn. Nhìn gợn sóng trong không gian trên bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi nói. Đây là kết giới không gian, mau đi vào. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên mang theo sự kích động nhảy vào trong gợn sóng trên bàn. Vừa rồi có người giao thủ, sợ rằng người còn lại đã tiến vào trong không gian kết giới này. Bảo vật do cường giả viễn cổ kia lưu lại có khả năng ở ngay bên trong kết giới này, hắn cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lão đại, chờ đệ một chút. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, lập tức thả người nhảy xuống. Trong không gian kết giới được không gian lực bao phủ, chỉ trong chớp mắt một không gian mông lung xuất hiện. Hai người tức thì xuất hiện trong không gian mông lung. Không gian này vô cùng rộng lớn. Ở phía trước không gian có một tòa cung điện 9 tầng giống như một ngọn tháp, khổng lồ như một ngọn núi lớn sừng sững đứng trong không gian. Một cỗ khí tức thê lương, cổ xưa không ngừng lan tràn trong không gian. Toàn bộ không gian không có mặt đất. Khắp nơi đều là hư không rộng lớn, cũng chỉ có cái tháp 9 tầng kia đứng sừng sững, vô cùng quỷ dị. Khí tức này vô cùng quen thuộc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sau khi tiến vào trong không gian này Lục Lâm Thiên đã cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc, giống như có chút liên hệ với hắn. Thế nhưng lại lập tức không cảm thấy được gì nữa. Đồng thời cùng lúc đó Lục Thiếu Du cũng cảm thấy có một ánh mắt xa lạ đang nhìn về phía mình. Ồ, quả nhiên có người tới trước. Lục Lâm Thiên nhìn về thân ảnh áo xám phía trước, người này mặc một bộ trường bào màu xám, khí thế bất phàm. Người này Lục Lâm Thiên cũng nhận ra, chính là cường giả tôn cấp khi liên thủ đối phó với Bôn Lôi Thiên Hổ, thực lực thậm chí còn không thấp. Lão giả áo xám nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt không ngừng biến đổi, không ngờ lại không nhìn thấy hai đầu yêu thú bát giai khiến hắn kiêng kỵ, còn các lão gia hỏa của các sơn môn lớn. Khóe miệng hắn lập tức xuất hiện tiêu ý. Hắn đang không biết đối phó với tiểu tử này như thế nào, bên người tiểu tử này có không ít cường giả, một mình hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Thế nhưng huyễn ảnh thanh vũ trên người tiểu tử này hắn tuyệt đối phải lấy được. Lão đại, ánh mắt lão gia hỏa kia nhìn về phía chúng ta dường như không có ý tốt. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên rồi cảnh giác nhìn lão giả áo xám phía trước, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cẩn thận một chút. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của lão giả áo xám phía trước, trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Thực lực của lão giả này cũng không thấp, thực lực so với quân bất phàm, Viên Tự Thành rõ ràng còn mạnh hơn. Từ lúc đối phó với thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ mà xem ra, thực lực của người này so với không nhận tôn giả, phục yêu tôn giả còn mạnh hơn một chút. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sợ rằng người này đã đạt tới vũ tôn tam trọng, về phần vũ tôn tứ trọng hẳn là còn chưa đạt được. Lão thiên quả thực đối với ta không tồi,
đang rầu rĩ vì không biết ra tay với tiểu tử này ra sao, hiện tại tiểu tử này lại tự mình dâng tới cửa, quả thực không uổng công lần này tới đây. Lão giả nhìn cái tháp lớn 9 tầng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Huyễn ảnh thanh vũ trên người Lục Lâm Thiên này hắn nhất định phải thu lấy. Người muốn giết người đoạt bảo, hay là có thù oán với ta? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đối phương đã biểu lộ ra như vậy, xem ra hắn khó tránh khỏi việc liều mạng một lần. Lục Lâm Thiên cũng không có nhiều lời, ở trong không gian này cũng chỉ có hai nguyên nhân là giết người đoạt bảo và thù oán mới như vậy. Hắn và người này dường như cũng không có quen biết, xem ra hơn phân nửa là muốn giết người đoạt bảo. Không biết đối phương coi trọng thứ gì trên người hắn. Nếu như dưới tình huống bình thường, Lục Lâm Thiên một khi cảm thấy không thích hợp sẽ lập tức chạy thoát. Thế nhưng hôm nay lại không giống, trong không gian này sợ rằng có bảo vật do cường giả viễn cổ lưu lại, Lục Lâm Thiên cũng không muốn bỏ qua. Tiểu tử, người quả thực vô cùng thông minh, bằng không đem một kiện linh khí trên người ngươi giao cho ta, ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Lão giả áo xám mỉm cười nói. Ta có thể thấy tiểu tử ngươi có chút bất phàm, thế nhưng đứng ở trước mặt ta sợ rằng còn chưa đủ. Lão già kia, ngươi đừng không biết xấu hổ, có lẽ sống lâu cho nên da mặt mới dày như vậy à. Đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp là có thể thắng được chúng ta. Tiểu Long lạnh lùng nhìn lão giả áo xám rồi nói. Hừ, đầu nghiệt xúc nhà ngươi dường như huyết mạch cũng không thấp, có thể làm đàn yêu thú kinh sợ, chỉ mới là thất giai thôi đúng không? Muốn chết. Nghe Tiểu Long nói, ánh mắt lão giả áo xám trầm xuống, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Thân thể hóa thành một đạo quang ảnh màu xám, nhanh như thiểm điện bắn về phía Tiểu Long, từ trong lòng bàn tay có một đạo chân khí nhanh chóng phun ra rồi hóa thành một đạo chảo ấn, trong nháy mắt bắn ra. Hừ, đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp thì muốn làm gì ta cũng được. Ánh mắt Tiểu Long cả kinh, dưới thân thể của lão giả áo xám này nó cũng không dám sơ ý. Bởi vì ngạnh kháng nó tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, cũng không có cái thực lực kia. Ngao! Một tiếng long ngâm từ trong miệng Tiểu Long vang lên, một cỗ khí tức quỷ dị, cường hãn nhanh chóng lan tràn ra, ngay sau đó có một cỗ quang mang màu đen ngập tràn, toàn thân lập tức bị huyền vũ thần xác bao phủ, chỉ có cái đầu và cái đuôi lớn ở bên ngoài. Trên huyền vũ thần xác, đồ án quy xà tương giao giống như vật còn sống tràn ngập ra khí tức cường hãn không thể che giấu. Phanh! Chảo ấn của lão giả áo xám lập tức đánh vào trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long. Khi chảo ấn đánh xuống, không gian bị xé rách, thế nhưng chảo ấn cũng không thể phá vỡ huyền vũ thần xác cứng rắn này. Bí văn trên huyền vũ thần xác lưu chuyển lộ ra khí tức thần bí mà yêu dị. Một chảo đánh xuống khiến cho không gian run lên, mang theo tiếng sấm nổ ì ùng chấn động nhân tâm. Cả thiên địa run rẩy, tức thì đạo chảo ấn mang theo lực lực phá không kia bị ngăn cản ở bên ngoài. Phanh phanh phanh. Chỉ là cỗ lực lượng kinh khủng này cũng trực tiếp đánh bay bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Không gian chung quanh hầu như trong nháy mắt xuất hiện một cái khe trong không gian. Đây là yêu thú gì? Dáng vẻ cùng khí tức của Tiểu Long khiến cho sắc mặt lão giả áo xám đại biến, đặc biệt là cỗ uy áp mạnh mẽ trên quy sát thần bí kia khiến cho linh hồn hắn trong lúc mơ hồ cũng phải run rẩy. Thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ. Cùng lúc đó quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp và huyễn ảnh thanh vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực của lão giả áo xám trước mặt tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn gặp phải. Tiểu tử, chết đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển huyễn ảnh thanh vũ, trong mắt lão giả áo xám kia càng hiện lên vẻ tham lam. Huyễn ảnh thanh vũ này hắn nhất định phải thu được, tiếng quát vừa dứt, lão giả áo xám đem theo lực lượng không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong tay mang theo một đạo chân khí tinh luyện cùng với kình khí sắc bén hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tức thì trầm xuống, không chung quanh người hắn hiện tại vô hình chung đã bị phong tỏa. Hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn, không gian lực này quá mạnh mẽ. Tiểu tử, Vũ Vương sao có thể đấu lại Vũ Tôn? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lão giả áo xám cười nhạt. Chân khí tinh luyện mang theo xu thế phá không nhanh như thiểm điện đánh tới mặt Lục Lâm Thiên. Hừ, có phải là con kiến hôi hay không thì phải thử qua mới biết được. Thân hình Lục Lâm Thiên run lên, trong sát na đã sớm có sự chuẩn bị, cánh tay phải rung lên, trong tay mang theo một đạo lôi điện màu tím. Trên không trung đột nhiên có vô số đạo lôi điện màu tím giống như cự mãng tuôn ra.
một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến cho linh hồn mọi người không khỏi run rẩy. Ồ, dưới cỗ năng lượng kinh người này, lão giả áo xám có chút kinh ngạc. Lúc ở trên sân rộng bên ngoài hắn đã thấy Lục Lâm Thiên dùng đạo lôi điện màu tím này đánh chết Thiên Dương Vương của Khôn Dương Đảo. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo lôi điện màu tím trong tay Lục Lâm Thiên giống như một đầu cự long ầm ầm đánh về phía trước. Nơi đạo sấm sét này đi qua, không gian tức thì vặn vẹo. Tiếng trầm muộn quanh quẩn trên không trung, sau đó đạo lôi điện này trực tiếp va chạm với đạo chân khí tinh luyện của lão giả áo xám kia. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm không gian trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, bên trong tràn ngập quang mang màu đen khiến cho tim người khác đập nhanh. Không gian bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Mà khi cơn lốc khuếch tán tới một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại rồi lặng lẽ tiêu tán trong không trung. Phanh. Đồng thời thân hình Lục Lâm Thiên giống như diều đứt dây bị đánh bay ra bên ngoài trăm thước mới có thể đứng vững được. Sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lão đại, huynh thế nào rồi? Bản thể khổng lồ của Tiểu Long đi tới bên người Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt dữ tợn lúc này tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên truyền âm nói, lão giả áo xám này quả thực quá mạnh mẽ, ngay cả Tử Kim Huyền Lôi cũng không làm gì được hắn. Vũ tôn nhất trọng bình thường Tử Kim Huyền Lôi tuyệt đối có thể tạo thành vết thương chí mạng. Thế nhưng đối phó với vũ tôn tam trọng, thậm chí còn có thể đạt tới vũ tôn tam trọng đỉnh phong, hắn quả thực đã bất lực. Một chiêu đã bị trọng thương, nếu không có bất diệt huyền thể, chỉ bằng một chiêu vừa rồi hắn đã mất mạng. Chỉ có tu vi vũ vương bát trọng đã có thực lực đủ để so sánh với vũ tôn nhất trọng đỉnh phong. Lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người tiểu tử ngươi cũng có không ít bí mật. Hôm nay vừa vặn sẽ trở thành đồ trong túi của ta. Lão giả áo xám nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lực phòng ngự và công kích của Lục Lâm Thiên mạnh như vậy chắc chắn trên người có không ít bí mật. Nếu như hắn có thể đoạt được, thực lực của hắn đến lúc đó sẽ tăng lên nhiều. Sau này cũng không cần bận tâm tới những người luôn đối đầu với hắn khi trước nữa. Chờ sau khi thu được huyễn ảnh thanh vũ hắn cũng không cần mai danh ẩn tích, cũng nên đi báo thù được rồi. Nếu không phải vì mấy người kia thì hắn cũng không lưu lạc tới mức này, thực lực của hắn làm sao có thể giảm xuống như hiện tại. Siêu. Nói xong, cánh tay lão giả áo xám dương lên, một đạo chảo ấn trong tay khiến cho không gian xa xa vặn vẹo, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đồng thời tay phải đột nhiên vươn ra, ngón tay mang theo một đám tàn ảnh lập tức bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, chạy mau. Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim hắn đập nhanh. Đạo chảo ấn này dường như nắm toàn bộ không gian trong tay, thực lực vũ tôn tam trọng đỉnh phong tuyệt đối ngưng trọng tới cực điểm. Huyễn ảnh thanh vũ run lên, trong nháy mắt đánh ra. Ngươi trốn không thoát đâu. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, chảo ấn đột nhiên tạo thành một độ cong quái dị ầm ầm lao về phía Lục Lâm Thiên. Siêu. Trong không trung. Năng lượng thuộc tính phong ngập trời lặng lẽ hội tụ. Trong nháy mắt toàn bộ không gian to lớn giống như cuồng phong gào thét. Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân bị bao vây, tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ giảm đi. Dưới không gian thuộc tính, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa, cả người giống như bị quản chế. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long và Lục Lâm Thiên đã sớm tâm linh tương thông, cảm thấy lão đại gặp nguy hiểm, thân thể to lớn uốn lượn, năm móng vuốt mang theo không gian vặn vẹo. Trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng bạc bạc, trực tiếp ngăn cản đạo chảo ấn kia. Siêu siêu. Chảo ấn bị hỏa diễm màu vàng ngăn cản, trong nháy mắt ngưng lại một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, khói đặc nồng nặc lan tràn ra chung quanh, không ngờ chảo ấn lại bị đốt cháy. Đây là hỏa diễm gì? Đầu yêu thú này quả thực quá kỳ quái. Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng nói. Nhiệt xúc nhà ngươi quả thực có chút bất phàm. Thế nhưng thực lực lại quá thấp. Tiếng quát vừa dứt, cánh tay lão giả áo xám đánh xuống, chảo ấn xé rách không gian trực tiếp đánh tan hỏa diễm màu vàng bàng bạc của Lục Lâm Thiên. Tiếp theo, thân ảnh của lão giả này đã xuất hiện trên không trung trên thân thể to lớn của Tiểu Long. Lão giả áo xám này dường như đã biết quy sát của Tiểu Long rất mạnh, trong năng lượng thuộc tính phong bàng bạc đột nhiên có một đạo trưởng ấn bắn ra mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đập vào đầu Tiểu Long. Siêu siêu. Tốc độ quá nhanh, Tiểu Long không thể tránh thoát. Trong lúc sắc mặt đại biến lập tức chui đầu vào trong quy xác, toàn thân được bao phủ kín không có một kẽ hở nào. Hừ,
Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, trưởng ấn nhanh chóng đập vào trên huyền vũ thần sắc của Tiểu Long. Cạch cạch. Trên huyền vũ thần sắc bộc phát ra thanh âm trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì run rẩy. Trưởng ấn bàng bạc đánh vào trên huyền vũ thần sắc, từng đạo kinh khí nhanh chóng khuếch tán, thế nhưng đều bị lưu quang trên huyền vũ thần sắc ngăn cản. Không giống như trong tưởng tượng của lão giả áo xám có thể đánh nát huyền vũ thần sắc. Tiểu Long. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, Tiểu Long thay hắn cản một kích, có lẽ dưới một trưởng này, Tiểu Long tuy rằng có huyền vũ thần sắc cửu giai cũng không dễ chịu một chút nào. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Lão giả áo xám không để ý tới Tiểu Long, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong khi nói chuyện có một cỗ lực lượng vô hình tràn ra khiến cho không gian to lớn vặn vẹo. Không gian thuộc tính phong. Lục Lâm Thiên âm thầm ngưng trọng, trong không gian này hiện tại hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn, trong không gian thuộc tính phong này dường như có một cỗ lực lượng ngàn cân đặt vào trên người hắn, từ bốn phương tám hướng trói buộc hắn lại. Chết đi. Ánh mắt lão giả áo xám trầm xuống, miệng cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một đạo chảo ấn. Dưới đạo chảo ấn này không gian giống như trực tiếp đổ nát. Ngươi nghĩ rằng ta dễ chọc như vậy sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân đột nhiên được một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ, trong mi tâm, đồ án hình bạch hổ lóe lên quang mang, một đạo quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Giống. Một tiếng hổ gầm lớn vang lên, thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời. Dưới tiếng hổ gầm này, cỗ quang mang chói mắt kia trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một đầu cự thú dữ tợn. Đầu cự thú dữ tợn khổng lồ này cả người màu xanh. Toàn thân được lân phiến màu xanh giống như đao mang bao phủ, trên người còn có hoa văn màu trắng. Trong cái miệng lớn như bồn máu kia có hai chiếc răng nanh sắc bén. Đôi mắt dữ tợn giống như hai cái đèn lồng không ngừng tràn ra lôi quang mang trắng. Cái miệng khẽ mở ra thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, uy áp kinh người từ trên thân thể lan tràn ra chung quanh. Quanh thân có một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Siêu! Đầu cự thú dữ tợn này xuất hiện. Lân phiến quanh thân lập tức dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo chảo ấn từ trên chân trước bắn ra. Đạo chảo ấn này trong nháy mắt xé rách không gian, ngăn cản đạo chảo ấn của lão giả áo xám kia. Hai đạo chảo ấn va chạm giống như là hai đạo lưu tinh va chạm. Không gian chung quanh bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, kình phong kinh người khuếch tán. Hai đạo chảo ấn đồng thời biến mất trong không trung, thân hình đầu cự thú dữ tợn kia lập tức bị đẩy lùi vài bước. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ sao? Thân thể lão giả áo xám chấn động dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đầu cự thú dữ tợn trước mặt. Đây chính là đầu thú hồn bát giai hậu kỳ đỉnh phong bôn lôi thiên hổ, trong lúc ánh mắt khiếp sợ, lão giả áo xám mở miệng nói. Khó trách khi đó ngươi lại vào tới, hóa ra ngươi đã chiếm được đầu thú hồn này. Vận khí của tiểu tử ngươi quá nghịch thiên, không ngờ lại giấu được mọi người. Lục Lâm Thiên không trả lời lão giả áo xám. Thôi động bôn lôi thiên hổ viễn cổ này hắn cũng không thể thi triển ra thực lực mạnh nhất của nó. Thậm chí còn không thể ngang bằng với lão giả áo xám này. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại là vũ tôn nhị trọng thì hắn cũng không quá sợ hãi. Thế nhưng đây lại là vũ tôn tam trọng, lại là vũ tôn tam trọng đỉnh phong. Tới cấp bậc tôn cấp, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn, đây không phải là thứ mà vũ tôn nhị trọng có thể so sánh. Lão đại! Huynh thu phục được bôn lôi thiên hổ viễn cổ sao? Thân thể Tiểu Long lần nữa tới bên người Lục Lâm Thiên, trong cái miệng dữ tợn to lớn kia có vết máu nhàn nhạt. Một đạo trưởng ấn của lão giả áo xám khi trước đã khiến cho Tiểu Long bị thương một chút, tuy rằng không nặng thế nhưng cũng đã bị ăn thiệt thòi. Đúng vậy, để thế nào rồi? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi, cảm nhận khí tức của Tiểu Long lúc này hắn cũng biết được tình huống đại khái của nó. Bằng vào lực phòng ngự của Tiểu Long hiện tại không ngờ cũng vẫn bị thương. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có việc gì quá lớn. Tiểu Long nói, lão gia hỏa này quá lợi hại, cực kỳ khó đối phó, làm sao bây giờ? Để bảo vệ bản thân mình là được rồi, loại chuyện liều mạng như thế này chính là sở trường của lão đại đệ. Lục Lâm Thiên nói, cánh tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Trong không gian này cho dù chạy được cũng không biết chạy đi đâu. Huống chi cho dù muốn chạy còn không chạy thoát được, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lão đại, vậy huynh cẩn thận một chút. Ngươi cho rằng bôn lôi thiên hổ viễn cổ có thể đối phó được ta sao? Nếu như tu vi của ngươi là tôn cấp thì ta muốn làm gì ngươi sẽ rất khó,
thế nhưng chỉ tiếc tu vi của ngươi còn chưa đủ. Bảo vật này ta cũng thu. Nhìn Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ khổng lồ trước mặt, trong mắt lão giả áo xám lần nữa hiện lên vẻ tham lam. Thu huyễn ảnh thanh vũ còn có Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ này, tu vi của hắn tuy rằng không được tăng cường, thế nhưng trên phương diện thực lực sợ rằng đủ để tương đương với trước đây, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tu vi hiện tại của hắn một khi thôi động thú hồn Bôn Lôi Thiên Hồ bát giai đỉnh phong, lại thêm huyễn ảnh thanh vũ, uy lực không cần phải nói. Trên người tiểu tử kia còn có một thanh huyết đao vũ linh khí, ngẫm lại những thứ này, trong lòng lão giả áo xám không khỏi có chút kích động. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không còn đường chạy thoát nữa rồi. Càng nghĩ càng kích động, ánh mắt lão giả áo xám trở nên lạnh lẽo, chân khí phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn. Giống, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ nhảy ra, lần nữa lại đánh ra một đạo chảo ấn. Trong chảo ấn, lợi chảo sắc bén xé rách không gian tạo thành những cái khe. Gợn sóng trong không gian ba động trực tiếp khuếch tán tới trước mặt lão giả áo xám. Phá cho ta! Lão giả áo xám quát lên một tiếng, trường ấn trực tiếp va chạm với chảo ấn của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Nơi hai cỗ lực lượng tiếp xúc, trường ấn trực tiếp tán loạn, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng. Phanh phanh phanh! Dưới thanh âm bạo liệt kinh người này không gian trực tiếp nổ tung. Thân hình to lớn của Bôn Lôi Thiên Hổ bị đẩy lùi, trở nên hư ảo một chút. Giống. Khi thân hình Bôn Lôi Thiên Hổ bị đẩy lùi mấy bước mới ổn định lại được, đồng thời cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể to lớn nhảy lên bầu trời, hai móng vuốt chém về phía trước một chảo. Cả không trung lập tức bạo tạc, một đạo chảo ấn vô cùng lớn dùng tốc độ như thiểm điện mang theo uy áp kinh người xuất hiện trước người lão giả áo xám. Hừ. Lão giả áo xám lần nữa hừ lạnh một tiếng. Uy lực của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bát giai này tuy rằng rất mạnh, Lục Lâm Thiên thi triển nó đã có thực lực tương đương với vũ tôn tam trọng bình thường. Nếu như để hắn thi triển, uy lực không cần phải nói. Nghĩ vậy, trong lòng lão giả áo xám càng thêm thèm muốn thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Thanh âm vừa dứt, lão giả áo xám lập tức đem một đạo chân khí tinh luyện phóng lên cao, lập tức đánh về phía chảo ấn xé rách không gian kia. Phanh phanh! Năng lượng kinh người bạo tạc trên bầu trời, không gian rung động. Công kích của một người một thú lúc này vô cùng kinh khủng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể xé rách không gian. Siêu siêu. Lực lượng bàng bạc khuếch tán, thân thể Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ lần nữa bị đẩy lùi, khí tức lần nữa suy yếu đi một chút. Không thể chống lại, người này quá mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng, người này hẳn là tán tu, không nghĩ tới trong tán tu lại có cường giả như vậy. Thực lực của hắn dù sao hiện tại cũng quá thấp, thi triển thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ có thể đạt tới bước này đã không dễ dàng rồi. Tiểu tử, để xem ngươi ngăn cản thế nào. Giải quyết ngươi xong thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ sẽ là của ta. Chỉ trong nháy mắt đẩy lùi thú hồn, lão giả áo xám như thuấn di đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Đồng thời một đạo quyền ấn trực tiếp đánh ra. Không gian trước nắm tay vặn vẹo, một cái khe đen kịt hiện lên trong không trung. Chỉ có liều mạng mà thôi. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, thủ ấn lặng lẽ được kết. Trong mi tâm có một đạo quang mang màu tím nhạt bắn ra. Quang mang màu tím thu liếm, một thân ảnh khác lập tức xuất hiện, chính là Đại Hồn Anh. Giờ phút này hai mắt Đại Hồn Anh mở ra, ánh mắt vô cùng thâm thúy, cỗ sát khí ngập trời tràn ra, trong nháy mắt đánh ra một đạo quyền ấn nghênh tiếp công kích của lão giả áo xám. Hai đạo quyền ấn trong nháy mắt va chạm. Trong không gian có một cỗ sát khí ngập trời giống như cuộn sóng nhanh chóng ba động khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Loại sát khí này quá mức kinh khủng. Phanh phanh. Hai đạo quyền ấn va chạm giống như vẫn thạch mang theo lực lượng kinh khủng, tia lửa bắn ra bốn phía, một cỗ kình khí kinh khủng lan tràn, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy. Một cỗ năng lượng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này trở nên vặn vẹo, nứt vỡ. Từng tiếng bạo tạc giống như sấm sét vang lên trong không gian. Khục khục. Dưới một quyền này, Đại Hồn Anh tức thì bị đẩy lùi, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia thân hình Đại Hồn Anh bị nghiền nát hóa thành sát khí ngập trời. Toàn bộ không gian tràn ngập sát khí. Siêu. Chỉ là ngay sau đó cỗ sát khí ngập trời này lại thu liễm lại, lần nữa lại ngưng tụ khôi phục hình dạng như lúc ban đầu. Phân thân, không có khả năng. Chỉ có cường giả đế cấp mới có phân thân. Lão giả áo xám nhìn vào trên người Đại Hồn Anh,
cỗ sát khí ngập trời kia khiến cho trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo, vô hình chung có chút e ngại. Trên người thân ảnh này vì sao lại có sát khí kinh khủng như vậy? Linh hồn thể, đây là linh hồn thể. Lão giả áo xám nhìn chăm chú vào đại hồn anh, sắc mặt không ngừng biến đổi. Thực lực của thân ảnh vừa rồi tuyệt đối không thua linh tôn nhất trọng, linh hồn lực bàng bạc không ngừng tràn ra chứng minh thân ảnh kia chính là do linh hồn thể ngưng tụ. Thực lực của đại hồn anh còn trên bản thể A. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, đại hồn anh lập tức xuất hiện trước người. Cảm nhận một kích vừa rồi của đại hồn anh, thực lực so với bản thể còn mạnh hơn. Đại hồn anh đã thôn phệ vô số hồn anh của cường giả, trong đó còn có hồn anh của tôn cấp. Thực lực lúc này đủ để chống lại linh tôn nhất trọng, chỉ tiếc là cũng vẫn chưa đủ để đối phó với lão giả áo xám này. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Lão giả áo xám nhìn Lục Lâm Thiên, tuy rằng không biết vì sao trên người Lục Lâm Thiên lại có một linh hồn thể giống như phân thân. Thế nhưng trong chuyện này sợ rằng không đơn giản, nhìn thấy thủ đoạn bất phàm như vậy càng thôi thúc hắn giết Lục Thiếu Du. Sau khi giết Lục Thiếu Du, thì tất cả những thứ này sẽ khiến cho thực lực của hắn lần nữa được tăng cường. Ta còn có nhiều hơn nữa. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một, thủ ấn trong tay đại hồn anh lập tức được kết. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ nhất, chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, chuyển thứ tư. Trên đại hồn anh, sát khí tràn ra. Tinh quang trong mắt lóe sáng. Thủ ấn cực kỳ phức tạp lập tức được kết. Không trung run rẩy, một đạo quang cháo vô hình màu trắng lan tràn ra quanh thân đại hồn anh. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Khí tức mới lạ trên đại hồn anh đột nhiên kéo lên. Vũ kỹ và linh kỹ đại hồn anh đều có thể thi triển. Bản thân nó vốn là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ, trải qua tử kim huyền lôi ngưng tụ cho nên cũng không có cấp bậc nhất định, cũng không thể đơn độc tu luyện. Chỉ có thể thôn phệ hồn anh và sát khí tăng cường tu vi. Từ trước cho tới nay đại hồn anh đều không ngừng thôn phệ sát khí và hồn anh đột phá, tu vi thậm chí so với bản thể Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn. Lúc này thì triển bí pháp cửu chuyển thiên linh, khí tức lập tức tăng vọt. Dưới sự bao phủ của năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế tuyệt đối không tầm thường. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn khí tức trên người đại hồn anh chỉ có thể so sánh được với linh tôn nhất trọng hiện tại đã nâng lên linh tôn nhị trọng. Thế nhưng khí tức vẫn cực kỳ bất ổn. Trên cấp bậc linh vương, thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh có thể đề thăng một trọng. Thế nhưng tới linh tôn, bốn chuyển mới có thể miễn cưỡng đề thăng một trọng. Lục Lâm Thiên không biết chuyện này là bởi vì đại hồn anh không phải là thực thể hay là bởi vì đẳng cấp khác biệt giữa tôn cấp và vương cấp. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ 5. Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, khí tức linh tôn nhị trọng hiện tại của đại hồn anh còn chưa ổn định. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy hài lòng, tâm thần khẽ động. Trong tay đại hồn anh lần nữa đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Trong không gian lại có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc vô hình kéo tới. Một đạo quang cháo chói mắt trong nháy mắt bao phủ quanh thân đại hồn anh, khí tức trên người lần nữa kéo lên. Liên tiếp thi triển 5 chuyển, khí tức sau khi ổn định lại nhị trọng rồi lập tức kéo lên một chút, cảm giác vô lực xuất hiện, khí tức không thể kéo lên được nữa. Lúc này quanh thân đại hồn anh trong lúc vô hình xuất hiện từng cái khe trong không gian, sát khí bao phủ, khí tức cường hãn này khiến cho tim bản thể Lục Lâm Thiên không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Đây là tôn cấp, không phải là đẳng cấp mà hiện tại hắn có thể so sánh. Cũng chỉ có thể thi triển đến chuyển thứ 5 mà thôi. Trên khóe miệng đại hồn anh và bản thể đều mang theo nụ cười lạnh lẽo, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người đại hồn anh tuy rằng so ra vẫn kém đám người quân bất phàm và viên tự thành là linh tôn nhị trọng đỉnh phong. Thế nhưng so với khí tức của linh tôn nhị trọng bình thường sợ rằng còn cao hơn một chút. Linh hồn thể này vì sao lại quỷ dị như vậy? Nhìn tất cả chuyện này cơ mặt lão giả áo xám co quắp run rẩy, linh hồn thể này quá mức quỷ dị, có sát khí ngập trời bao phủ, khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trên thân thể tràn ra, dường như linh hồn lực có thể tăng vọt vậy. Có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ như thế nào thì ngươi cũng phải chết. Ánh mắt lão giả áo xám tràn ngập vẻ lạnh lẽo, lúc này hắn đã không muốn kéo dài thời gian nữa. Tránh cho người khác lại xông tới, nói không chừng hai đầu yêu thú bát giai bên người tiểu tử này đang ở bên ngoài. Vạn nhất hai đầu yêu thú bát giai bên người tiểu tử này chạy vào, khi đó muốn giết tiểu tử này đã là chuyện không thể. Nói xong. Trong tay lão giả áo xám lần nữa đánh ra một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng rung động, tiếng trầm muộn vang vọng phía chân trời.
trong nháy mắt một đạo trưởng ấn khổng lồ lặng lẽ hiện lên. Hừ! Đại hồn anh quát lên một tiếng lạnh lẽo, hai mắt đột nhiên đỏ rực, thủ ấn không ngừng biến hóa, tâm thần trong nháy mắt liên hệ với thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Giống! Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ rít gào một tiếng, lân phiến màu xanh quanh thân dựng lên, một cỗ khí tức hung hãn mạnh mẽ khuếch tán. Cỗ khí tức quỷ dị này lần nữa được kéo lên, giống như đột nhiên được dùng một liều thuốc ký, điện mang trong cơ thể giữ lại chút nào mà bạo phát. Thân thể khổng lồ dữ tợn nhúc nhích, thú hồn lực hùng hậu bạo phát khiến cho linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Lúc này Lục Lâm Thiên trực tiếp để đại hồn anh thôi động thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Dùng thực lực của đại hồn anh hiện tại thôi động thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ mà nói, uy lực so với tu vi linh vương bát trọng của hắn đương nhiên phải mạnh hơn nhiều. Sao lại mạnh như vậy? Trường ấn của lão giả áo xám ngưng tụ, lúc này hắn cũng cảm giác dược khí tức của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ tăng vọt. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cỗ khí tức này đã bắt đầu khiến cho hắn kiêng kỵ. Siêu! Lão giả áo xám cũng chỉ kinh ngạc một lát, trường ấn trong tay mang theo năng lượng bàng bạc lập tức bắn về phía trước. Ngay sau đó đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong trường ấn. Giống! Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ giống lên một tiếng, khí thế đại tăng. Nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo khí thế kinh người được đánh ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, dưới chảo ấn của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ, trưởng ấn của lão giả áo xám trực tiếp tán loạn. Siêu! Một chảo xé rách trưởng ấn, đạo chảo ấn này còn chưa tiêu tán, lợi chảo mang theo 5 cái khe trong không gian hung hăng chộp về phía lão giả áo xám. Gợn sóng trong không gian lan tràn sang hai bên. Nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của một chảo kia, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không dám có chút chậm trễ nào, chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Một đạo quyền ấn mang theo uy lực kinh người đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt đánh ra ngăn cản đạo chảo ấn kia. Phanh phanh! Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không gian nổ tung. Thân hình lão giả áo xám lập tức bị đẩy lui, không ngờ lại không thể chống lại được một đạo chảo ấn tàn dư của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Phía xa, Lục Lâm Thiên và đại hồn anh nở nụ cười nhạt giống nhau như đúc, giống như một đôi huynh đệ sinh đôi. Vốn linh vương bát trọng thi triển thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ có thể tương đương với vũ tôn tam trọng, mà lúc này đại hồn anh thôi động thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ, thực lực đã sớm vượt lên trên thực lực của lão giả áo xám kia. Lão đại, phải giết lão gia hỏa kia chúng ta mới hả giận. Tiểu Long nhìn thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ chiếm thế thượng phong, tức thì mỉm cười nói. Bản thể Lục Lâm Thiên và đại hồn anh liếc nhìn nhau, trong tay hai người đều lặng lẽ kết thủ ấn. Quanh thân đại hồn anh có một cỗ năng lượng linh hồn quỷ dị ngưng tụ, sát khí ngập trời cũng lặng lẽ ngưng tụ. Giống. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ bỗng nhiên nhảy lên trên trời, chảo ấn to lớn lần nữa phá không đánh xuống. Chảo ấn khổng lồ xé rách không gian mang theo uy áp kinh người lóe lên, lập tức xuất hiện trên đầu lão giả áo xám. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Cảm nhận uy năng của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ tăng lên. Trên khuôn mặt lão giả áo xám hiện lên vẻ ngưng trọng. Một cỗ chân khí phô thiên cái địa như một cơn lốc trong nháy mắt lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Mà cỗ chân khí giống như cơn lốc kia có một cỗ năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian. Cảnh tượng đồ sộ như vậy không ngờ lại do một thân chân khí trên người lão giả áo xám tạo ra. Trình độ hùng hậu của chân khí bên trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên ở phía xa đang đánh thủ ấn cũng không khỏi biến sắc, thực lực vũ tôn tam trọng quả thực vô cùng kinh khủng. Siêu! Chỉ trong nháy mắt, một đạo chân khí tinh luyện bỗng nhiên từ trong cơn lốc bắn ra mang theo năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ. Quang mang chói mắt trực tiếp xuyên thấu không gian hung hăng chống lại một chảo của thú hồn Bạo Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Chân khí tinh luyện va chạm với chảo ấn. Lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong khiến cho thân thể thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ run lên. Thế nhưng lão giả áo xám kia càng không dễ chịu một chút nào, chảo ấn của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ lần nữa đánh xuống, thú hồn lực hùng hậu bạo phát, chân khí tinh luyện tức thì bị đánh tan. Cạch cạch, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, không gian rung động, một cái khe đen kịt trong không gian xuất hiện. Chảo ấn của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ lần nữa đánh xuống. Siêu siêu. Trong nháy mắt này lão giả áo xám nhanh chóng bố trí một lớp khải giáp bằng chân khí, đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Trong ánh mắt hoảng hốt thân hình trực tiếp lui lại. Cạch cạch, đạo chảo ấn kia của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ đánh xuống,
chảo ấn xé rách không gian nặng nề đánh vào trên khải giáp, thanh âm thanh thúy vang lên. Cạch cạch, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong chảo ấn khiến cho chung quanh lão giả áo xám xuất hiện vô số cái khe. Đạo lợi chảo xẹt qua trực tiếp xé rách khải giáp. Khục khục, thân hình lão giả áo xám trực tiếp bị đẩy lùi, khải giáp bằng chân khí bị xé rách từ vai tới bụng. Vết máu nhàn nhạt hiện lên, y phục màu cho trên người bị xé rách. Uy lực của một chảo này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lão giả áo xám này vẫn có thể chống lại được, mặc dù bộ dáng cũng không khá hơn gì. Người này có chút không bình thường a. Bản thể Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn luôn có cảm giác lão giả áo xám này không quá bình thường. Lão giả này dường như một cỗ áp lực đứng trước mặt Lục Lâm Thiên. Người bình thường mà nói, đối mặt với đối thủ sẽ có loại cảm giác có tâm mà không có lực, lão giả này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác có tâm mà không có lực. Dường như lão giả này luôn áp chế thực lực, nếu như chỉ có thực lực Vũ Tôn Tam Trọng Đỉnh mà nói, vừa rồi dưới một chảo uy thế ngập trời của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ đã đủ để khiến cho người này bị thương nặng. Thế nhưng từ tình huống hiện tại xem ra thương thế của người này cũng không quá nặng, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, huyễn ảnh thanh vũ dựng lên. Ông! Khi thân hình lão giả áo xám bị đẩy lùi, đột nhiên một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía trước, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đã đánh tới. Muốn giết người đoạt bảo sao? Ngươi tìm sai đối tượng rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh xuất hiện trong bầu trời, quang mang màu tím quanh thân bạo phát. Thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay. Siêu! Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, toàn bộ không trung lập tức tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị sau đó xoay tròn ở trên cao. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi chỉ thấy trong không gian đột nhiên có một mảnh lôi vân màu tím kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có lôi điện màu tím lóe lên. Hầu như cùng lúc đó cả không trung bắt đầu run lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu từ trên không trung tràn ra. Đây là... Lão giả áo xám cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt đại biến, dường như đã nhớ tới cái gì đó, hô lên thất thanh. Đây là thần khí, không ngờ là thần khí. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí a. Siêu. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên dương lên, tử lôi huyền đỉnh trong tay trong nháy mắt chụp xuống không trung. Đại đỉnh xoay tròn, không gian chung quanh vặn vẹo, miệng đỉnh giống như hắc động, chung quanh không ngừng có lôi vân màu đen cuồn cuộn. Bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng đạo sấm sét mang theo khí tức tim đập nhanh cùng với năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ngập ra. Lôi điện ngập tràn, không ngừng lóe lên. Tử kim huyền lôi, chẳng lẽ là tử lôi huyền đỉnh của huyền thiên yêu tôn thời còn trẻ. Lão giả áo xám kinh hãi, lúc này hắn đã cảm giác có một cỗ hàn ý lạnh lẽo đang lan tràn ở trong lòng, trước mặt cỗ lôi uy kinh người này linh hồn của hắn phảng phất như cũng phải run rẩy. Tử kim huyền lôi, đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, cuối cùng kết một đạo thủ ấn. Ầm ầm, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong lúc lôi vân màu tím cuộn cuộn từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Kim quang màu tím chói mắt bắn ra bốn phía, vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đem cả không gian bao phủ. Dưới cơn mưa sấm sét màu tím phô thiên cái địa, cả không gian vang lên thanh âm bạo liệt sắc bén. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh xuống. Siêu! Ánh mắt lão giả tràn ngập vẻ kinh hãi, năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ hội tụ, không gian quanh thân trong nháy mắt bị một cỗ năng lượng thuộc tính phong bao phủ. Một cơn lốc khổng lồ tức thì bao phủ trước người hắn, bảo vệ thân thể vào bên trong. Ầm ầm, hơn 10 đạo sấm sét đồng thời rơi vào trên cơn lốc. Sấm sét đánh xuống, lôi điện tràn ngập cơn lốc khổng lồ, thế nhưng cũng không thể đánh nát được nó. Lúc này Lục Lâm Thiên có tu vi Vũ Vương bát trọng thôi động tử lôi huyền đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể đánh chết Vũ Tôn nhị trọng, chống lại Vũ Tôn tam trọng mà thôi. Đối phó với lão giả áo xám này còn chưa đủ. Bí pháp ám ma phân thân. Đồng thời đại hồn anh hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết, quang mang quỷ dị trên người lóe lên, thân ảnh lập tức chia thành ba, trên người đại hồn anh phân ra hai đạo phân thân linh hồn. Lúc này Lục Lâm Thiên tu luyện bí pháp ám ma phân thân của ám ma pháp tôn kia cũng đã có chút thành tựu. Bí pháp ám ma phân thân này linh hồn lực làm cơ sở, đại hồn anh vốn là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ, đương nhiên không thành vấn đề. Càng lên cao càng thi triển dễ dàng, có thể đơn giản ngưng tụ ra hai đạo linh hồn phân thân.
hai đạo linh hồn phân thân giống như đúc đại hồn anh, đều mang theo sát khí đậm đặc. Hơn nữa đại hồn anh và ba đạo thân ảnh không có một chút đình trệ nào, cả ba đạo thân ảnh mang theo sát khí trong nháy mắt đánh về phía cơn lốc thuộc tính phong của lão giả áo xám kia. Lại là linh hồn phân thân. Trong cơn lốc thuộc tính phong, lão giả áo xám lần nữa khiếp sợ. Khí tức của hai đạo phân thân vừa rồi so với đạo phân thân thứ nhất giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mấy nghìn năm qua, tiểu tử trước mắt hắn hiện tại tuyệt đối là người quỷ dị và kinh khủng nhất. Thủ đoạn quỷ dị, kinh khủng tới ùn ùn. Ong ong. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân đạo phân thân bên trái liên tiếp xuất hiện vô số đạo ảnh cực kỳ huyền ảo quay chung quanh bốn phía. Khí tức sắc bén bàng bạc lan tràn ra. Những đạo ảnh này cắt vỡ gợn sóng không gian, khí tức mạnh mẽ tràn ra khiến cho toàn bộ không gian run lên. Toàn thân lập tức bị bao phủ trong đao mang màu vàng. Mấy nghìn đạo đao mang huyền ảo xoay tròn, một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán mang theo một mảnh không gian rung động. Đao mang xoay tròn, nếu tỉ mỉ đếm một chút thì số đao mang này sợ rằng đã tới 5.000 đạo. Thực lực của phân thân này cũng giống như đại hồn anh, khi thi triển huyễn diễn đao trận uy lực tăng lên nhiều. Trong Thánh Linh Giáo, Lục Lâm Thiên thi triển huyễn diễn đao trận này chỉ có 3.333 đạo. Lúc này phân thân này thi triển đã đạt tới hơn 5.000 đạo, uy lực đề thăng lên một tầm cao mới. Huyễn diễn đao trận, đi! Phân thân hét lớn một tiếng, hơn 5.000 đạo đao mang tức thì phóng lên cao, trong nháy mắt bắn ra. Đao mang phóng lên cao, ngầm có ý vị tương thông với âm dương, thiên địa. Từng đạo đao mang đánh ra khiến cho gợn sóng trong không gian nứt vỡ hóa thành từng đạo quang trụ bằng đao mang, trong nháy mắt định xé rách không gian chung quanh lão giả áo xám. Chỉ tiếc là mấy nghìn đạo đao mang này vẫn như cũ không thể phá vỡ không gian phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám này, uy lực vẫn còn kém một chút. Thiên linh diệt hồn chỉ. Đạo phân thân thứ hai của đại hồn anh lập tức xuất thủ, một cỗ linh lực hùng hậu bạc bạo phát. Bước chân lên một bước, không gian tức thì ba động. Tiếp đó một đạo chỉ ấn phá không lao ra. Đây chính là một đạo chỉ ấn tràn ngập khí tức cực đoan, kinh khủng. Nếu nhìn vào nó sẽ khiến cho linh hồn run rẩy. Hoảng sợ. Siêu siêu. Nơi chỉ ấn đi qua, không gian nứt nẻ tạo thành một cái khe đen kịt. Đạo chỉ ấn này cũng lập tức đánh vào trên cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám. Linh kỹ địa cấp sơ giai, phân thân của đại hồn anh thi triển ra lúc này, uy lực tuyệt đối đạt tới trình độ đáng sợ, miễn cưỡng có thể đối phó với vũ tôn tam trọng. Linh hồn công kích đáng sợ không hề giữ lại mà bạo phát. Đạo chỉ ấn này đánh ra. Cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong kia run rẩy, có chút dấu hiệu như lung lay sắp đổ. Ngao! Một tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng, trong tay đại hồn anh có kim quang lưu chuyển, tay nắm huyết lục. Đại hồn anh không có đan điền, không có không gian trong đầu, bản thân do sát khí và tàn hồn ngưng tụ. Bởi vì tàn hồn trong người là hỗn hợp tàn hồn của vũ giả và linh giả cho nên linh kỹ hay vũ kỹ nó đều có thể thi triển được. Lại tâm linh tương thông cùng bản thể Lục Lâm Thiên. Hai người phối hợp, hỗ trợ vô cùng hoàn mỹ. Liệt không cửu kích. Đại hồn anh hét lớn một tiếng, huyết lục bạo phát. Đao mang huyết sắc phô thiên cái địa, sắc bén không gì sánh được mang theo thanh âm chói tai khiến cho toàn bộ không gian trực tiếp run lên. Đao mang huyết sắc trong nháy mắt bổ ra 9 đao. 9 đạo đao mang hơn 1000 thước mang theo xu thế phá không sắc nhập lại cùng một chỗ. Một đạo đao mang tỏa ra khí tức khiến tim đập nhanh được ngưng tụ. Nơi đao mang đi qua. Gợn sóng trong không gian liên tục vỡ nát. Lúc này uy lực khi thi triển liệt không cửu kích của đại hồn anh đã khác xa khi trước. Huyết lục lại vừa tấn cấp lên vũ linh khí huyền cấp, uy thế thi triển ra lúc này so với khi trước mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Uy thế kinh người này sợ rằng vũ tôn nhị trọng bình thường nhìn thấy tim cũng phải đập nhanh hơn vài phần, thực lực đủ sức chống lại vũ tôn tam trọng. Siêu! Đao mang huyết sắc dùng xu thế như trẻ tre bổ vào trong cơn lốc bằng năng lượng thuộc tính. Dưới xu thế này, toàn bộ không gian bỗng nhiên run lên. Cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong do lão giả áo xám bố trí tức thì xuất hiện những cái khe nhỏ. Ầm ầm. Hai con mắt bản thể Lục Lâm Thiên mang theo hàn ý, thủ ấn lần nữa đẩy đi. Lôi vân trong bầu trời cuồn cuộn, không gian mạnh mẽ co rút lại. Từng đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng từ trong lôi vân màu tím bắn ra. Sấm sét mang theo âm hưởng đáng sợ lần nữa hung hăng bổ vào trên cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám. Sấm sét đánh xuống, trong cơn lốc tràn ngập lôi điện màu tím. Giờ phút này, trong không trung đồng thời có bốn Lục Lâm Thiên cùng lăng không mà đứng,
đem lão giả áo xám vây vào giữa. Bốn lục lâm thiên, bản thể lục lâm thiên thôi động tử lôi huyền đỉnh, đại hồn anh nắm trong tay huyết lục thi triển liệt không cửu kích, hai đạo phân thân thi triển thiên linh diệt hồn chỉ và huyễn diễn đao trận. Bốn đạo công kích cường hãn đều đã đạt tới tôn cấp. Đại hồn anh thi triển liệt không cửu kích, thiên linh diệt hồn chỉ và huyễn diễn đao trận, lực công kích đã đạt tới vũ tôn tam trọng. Dưới bốn đạo công kích này, phong vân biến sắc, không gian bị xé rách. Một cỗ năng lượng hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Tiểu tử này không phải là người, là yêu nghiệt sao? Vũ vương, linh vương bát trọng không ngờ lại kinh khủng như vậy. Trong cơn lốc thuộc tính phong, lão giả áo xám chấn động. Mấy đạo công kích này đồng thời đánh xuống, linh vũ phối hợp, uy năng thậm chí còn tăng lên nhiều. Trong công kích ẩn chứa đồng thời linh hồn và lực lượng khiến cho hắn khó lòng phòng bị, cho nên sắp không thể chống đỡ được nữa. Bản thể khổng lồ của tiểu long gần đó đang uốn lượn, trong không gian vặn vẹo, con mắt thứ ba trên cái đầu dữ tợn hé mở. Một đạo quang trụ thật lớn bắn ra mang theo linh hồn uy áp mạnh mẽ. Quang trụ đánh vỡ không gian hung hăng đánh vào trên cơn lốc phòng ngự của lão giả áo xám. Lão giả áo xám vốn đã gần như không thể chống lại bốn đạo công kích kinh khủng của lục lâm thiên, lúc này tiểu long lại công kích khiến cho hắn trở tay không kịp, áp lực lại lần nữa tăng lên. Giống. Tiểu long công kích tới, bôn lôi thiên hổ viễn cổ lần nữa gầm lên một tiếng, thân hình to lớn nhảy lên không trung như vồ mồi. Uy áp tỏa từ trên thân hình to lớn ấy mạnh mẽ, kinh khủng tới cực hạn. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ trực tiếp đem không gian đánh vỡ, quanh thân tràn ngập điện mang lưu chuyển, uy áp kinh khủng phủ xuống, ngay cả trong mắt cũng tràn ngập điện mang, giống như toàn bộ không gian lúc này đều ở trong đôi mắt lớn của nó. Cái miệng dữ tợn trong nháy mắt mở lớn, một đạo quang trụ bằng lôi điện từ bên trong lao ra. Siêu siêu, đạo quang trụ bằng lôi điện này lao tới, ầm ầm đánh vào trên cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám. Sau đó nhanh chóng hóa thành điện mang quanh quẩn trên cơn lốc thuộc tính phong. Mỗi đạo điện mang giống như một đầu cự mãng không ngừng lan tràn. Sáu đạo công kích, mỗi một đạo đều cường hãn không gì sánh được. Bốn đạo công kích kinh khủng của lục lâm thiên, lại thêm công kích của tiểu long và thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám bắn ra quang mang chói mắt, rằng co không ngớt. Cạch cạch, gợn sóng chung quanh cơn lốc trực tiếp vang lên thanh âm vỡ nát. Đột nhiên cả không gian vặn vẹo, dưới cỗ năng lượng kinh người này, không gian bắt đầu xuất hiện một cái khe đen kịt. Siêu siêu, lúc này trong không gian đen kịt kia bỗng nhiên có một cỗ hấp lực thôn vệ vạt vật phát ra. Đột nhiên trong cái khe không gian đen kịt kia có tiếng nổ vang vọng ra. Phanh phanh, một cỗ kình khí vô hình từ trong cái khe phô thiên cái địa bạo phát. Khí tức ngập trời trong nháy mắt triệt để tràn ra. Khí tức cuồng bạo khuếch tán, không gian rung chuyển. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, cơn lốc thuộc tính phong của lão giả áo xám bắt đầu nổ tung, giống như kíp nổ của dây pháo vừa mới được châm, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên không dứt bên tai. Lục lâm thiên thậm chí còn có thể nhìn thấy được dưới cỗ lực lượng kinh khủng này thân thể của lão giả áo xám kia trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong thiên địa. Phanh phanh, sáu đạo công kích kinh khủng đồng thời đánh vào một chỗ khiến cho phiến không gian này nổ tung, tạo ra một cái hắc động đen kịt trong không gian. Lực lượng kinh khủng ngập trời trong nháy mắt bị hắc động trên không trung thôn vệ vào sau đó biến mất trong không gian. Khi tất cả yên tĩnh trở lại thì thân ảnh lão giả áo xám phía trước đã không còn tung tích. Khục khục, bản thể lục lâm thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sáu đạo công kích, mỗi một đạo đều tiêu hao vô cùng lớn. Linh vũ đồng thời thi triển, đại hồn anh cũng thi triển toàn lực. Vì thi triển bí pháp ám ma phân thân, bí pháp cửu chuyển thiên linh toàn lực, bản thể lục lâm thiên lúc này tiêu hao gần như cạn kiệt. Siêu siêu, quang mang trên đại hồn anh chợt lóe lên, hai đạo linh hồn phân thân trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Đại hồn anh và thú hồn bôn lôi thiên hổ đồng thời hóa thành lưu quang tiến vào trong mi tâm của lục lâm thiên. Huyết lục, tử lôi huyền đỉnh, huyễn diễn đao trận cũng tiến vào trong cơ thể. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long thu hồi bản thể rồi hóa thành hình người đi tới bên cạnh lục lâm thiên. Thi triển công kích từ con mắt thứ ba khiến cho nó tiêu hao cũng không ít, hơn nữa lại thêm thương thế từ trước cho nên sắc mặt tái nhợt. Tiêu hao nhiều quá, có chút phiền phức. Lục lâm thiên nói nhỏ, hắn xuất ra hết thủ đoạn, loại tiêu hao này quá lớn.
Đây hầu như là mấy đạo công kích mạnh nhất của hắn hiện tại mới có thể đánh chết được lão giả áo xám kia, lần này hắn đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Lão gia hỏa kia quá lợi hại, chỉ là cuối cùng cũng đánh chết được người này. Lão đại, thực lực của huynh càng ngày càng lợi hại. Tiểu Long cười nói, muốn đánh chết bản tôn sao? Khi trước ba vũ tôn ngũ trọng và một vũ tôn lục trọng cũng còn chưa làm được, chỉ bằng các ngươi sao? Thực sự nực cười. Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Đồng thời kèm theo một tiếng sấm nổ ì ùng vang vọng, rồi một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên quay đầu lại. Phía sau trong gợn sóng có một đạo lưu quang màu xanh bước ra từ trong không gian đang gợn sóng. Lưu quang lóe lên rồi lập tức hóa thành một đôi cánh màu xanh. Hai cánh giống như lưỡi đao, trực tiếp cắt vỡ không gian, đem gợn sóng không gian ngăn cản bên ngoài. Loại khí tức kinh người này khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy. Ông ông! Dưới đạo lưu quang màu xanh kia, Lục Lâm Thiên có cảm giác huyễn ảnh thanh vũ sau lưng mình tự động vang lên tiếng sấm ỉ ùng, dường như đang hô ứng vậy. Tiểu Long, cẩn thận! Lục Lâm Thiên đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh Tiểu Long về phía sau. Đôi cánh trên lưng không ngừng vỗ, mặc dù Lục Lâm Thiên giãy giụa, thế nhưng huyễn ảnh thanh vũ trên lưng không ngờ lại chủ động chạy tới lão giả áo xám. Lục Lâm Thiên mạnh mẽ áp chế mới ngăn chặn được nó, thế nhưng cũng đã không kịp đào tẩu. Siêu! Đôi cánh giống như lưỡi đao cắt ngang không trung lao tới. Lục Lâm Thiên đứng tại chỗ, hai chân trực tiếp bị cắt lìa, máu tươi phun ra. Thế nhưng trong không gian này, máu tươi bắn ra cũng không rơi xuống phía dưới, máu tươi và đôi chân bị cắt đứt đều lơ lửng trên không trung. A! Âm thanh mang theo sự đau đớn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, đồng thời Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Dưới tình huống như vậy sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Chân khí tràn ra khiến cho máu tươi ở dưới chân ngừng chảy. Hai tay trong nháy mắt cuốn lấy đôi chân bị đứt, kim quang màu tím không ngừng lóe lên ở nơi chân bị cắt, đôi chân lần nữa khôi phục vẻ hoàn hảo như ban đầu. Ông ông! Đồng thời, Lục Lâm Thiên nhìn kỹ về phía trước. Trong đôi cánh màu xanh kia có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ ba động. Dưới cỗ khí tức ba động này Lục Lâm Thiên có cảm giác cỗ khí tức này cực kỳ giống với khí tức trên huyễn ảnh thanh vũ. Khác nhau ở chỗ là khi đối phương thi triển và hắn thi triển thì khí tức mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn là một trời một vực. Bất tử chi thân A, đây chính là bản lĩnh của huyền thiên yêu tôn khi trước. Ngươi chiếm được tử lôi huyền đỉnh, xem ra cũng có được bản lĩnh của huyền thiên yêu tôn khi trước. Tử lôi huyền đỉnh. Thần khí A. Một đạo thanh âm vang lên, đôi cánh màu xanh thu lại, trong ánh mắt ngạc nhiên tới há hốc mồm của Lục Lâm Thiên, đôi cánh màu xanh kia mở rộng. Lưu quang không ngừng lóe lên giống như điện mang nhẹ nhẹ lưu chuyển. Bốn phía đôi cánh màu xanh này gợn sóng vặn vẹo, đồng thời còn có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ ngưng tụ, cỗ năng lượng khiến cho trong lòng không khỏi run rẩy. Hai cánh này hoàn toàn giống như kim loại tạo thành, vô luận là chất liệu. Tạo hình hay là độ sáng bóng đều không thể chê vào đâu được. Tràn ngập vẻ linh động, rực rỡ. Bề rộng đôi cánh này chừng hai thước, trên đôi cánh có những cái lông màu xanh sắp xếp theo một vị trí đặc thù nào đó. Mỗi một cái lông màu xanh dường như đều có năng lực xoay tròn, chỉ cần hơi vỗ một cái thì lập tức kình khí sắc bén sẽ xuyên thấu không gian. Gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía, cái lông màu xanh ở cuối cùng còn có một cái móng vuốt sắc bén. Hai cánh mở rộng. Kinh khí phun ra, đôi cánh này tuyệt đối chính là lợi khí giết người. Lão đại, là huyễn ảnh thanh vũ. Tiểu Long lần nữa đi tới bên người lão đại, nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía xa, ánh mắt nó tràn ngập vẻ kinh hãi. Đôi cánh linh khí này không ngờ lại giống như huyễn ảnh thanh vũ trên người lão đại như đúc. Là huyễn ảnh thanh vũ, một nửa khác của huyễn ảnh thanh vũ. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, huyễn ảnh thanh vũ tổng cộng có hai nửa. Chỉ cần dung hợp nửa còn lại là có thể tấn chức lên linh khí thiên cấp, đây cũng là cấp bậc của thần khí. Lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã hiểu vì sao người này muốn giết hắn. Có lẽ sau khi nhìn thấy hắn thi triển huyễn ảnh thanh vũ A. Từ trước tới nay hắn luôn tìm kiếm huyễn ảnh thanh vũ, thế nhưng cũng không có một chút tin tức nào. Hắn cũng không biết nơi hạ lạc của phá vân tôn giả kia, thế nhưng không ngờ lại đụng phải đối phương dưới tình huống này. Siêu. Trên huyễn ảnh thanh vũ phía xa đột nhiên có chút ba động. Một đạo quang mang màu trắng mang theo một cỗ linh hồn lực bàng bạc lan tràn. Uy năng của linh hồn lực này khiến cho Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình đã bị chèn ép. Bạch quang thu liếm,
một hư ảnh hình người to bằng nắm tay trẻ con hiện lên. Từ khuôn mặt có thể đoán ra đây là một lão giả chừng lục tuần, ánh mắt thâm thúy, mang theo sự âm lệ, dáng dấp không ngờ lại không giống với lão giả áo xám vừa rồi. Hồn anh vũ tôn ngũ trọng. Lục Lâm Thiên trợn mắt líu lưỡi. Từ khí tức có thể nhận ra khí tức trên người hồn anh này đã tới vũ tôn ngũ trọng, thậm chí còn không dưới thánh vũ thiên tôn, sợ rằng đã tiếp cận vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong. Khạc khạc, tiểu tử, ngươi là người như thế nào với truy phong tôn giả? Hồn anh kia xuất hiện trên huyễn ảnh thanh vũ lập tức nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lẽ nào ngươi chính là phá vân tôn giả? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, nhìn hồn anh đang tỏa ra uy áp linh hồn kinh người kia hỏi. Truy phong tôn giả kia từng nói qua, một nửa khác của huyễn ảnh thanh vũ nằm trên người phá vân tôn giả. 5.000 năm trước phá vân tôn giả này chỉ có thực lực vũ tôn nhất trọng. Thế nhưng lão giả áo xám vừa rồi lại là linh tôn tam trọng, và hồn anh này rõ ràng không phải là của người nọ. Hơn nữa tự uy áp có thể thấy được đẳng cấp của hồn anh này là vũ tôn ngũ trọng. Trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, dường như đã nhớ tới chuyện gì đó. Không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại biết ta. Lẽ nào ngươi chính là đệ tử của truy phong tôn giả? Hồn ánh này nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Phá vân tôn giả, lẽ nào ngươi đã bị giết một lần? Vũ tôn tam trọng kia chỉ là thân thể mà ngươi đoạt xá mà thôi. Lục Lâm Thiên đưa mắt kinh ngạc nhìn hồn anh kia rồi hỏi. Trong lúc giao thủ, lão giả áo xám dường như có lực mà tâm không đủ, vẫn gây áp lực cho Lục Lâm Thiên khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kỳ quái. Lúc này nhìn thấy hồn anh không phải là của lão giả áo xám kia hắn mới nghĩ ra lão giả áo xám chỉ là thân thể bị đoạt xá. Thân thể tôn cấp tam trọng không thể thừa nhận lực lượng vũ tôn ngũ trọng, cho nên mới có cảm giác dư lực mà tâm không đủ. Một khi phát ra năng lượng mà thân thể không thể chịu đựng được thì cỗ thân thể này sẽ nổ tung. Không sai, bản tôn 300 năm trước bị 4 cửu nhân vây công, 3 vũ tôn ngũ trọng, 1 vũ tôn lục trọng. Bản tôn dùng thực lực vũ tôn ngũ trọng không e ngại bọn họ, có huyễn ảnh thanh vũ, muốn rời đi cũng không quá khó khăn. Chỉ tiếc bản tôn bị bọn chúng mai phục cho nên mới bị diệt mất bản thể. Cũng may hồn anh có huyễn ảnh thanh vũ cho nên mới thuận lợi rời đi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đoạt xá một phế vật vừa mới đột phá vũ tôn tam trọng. Trong lúc nói chuyện, trong mắt phá vân tôn giả tràn ngập hàn ý, mấy tên cửu nhân kia hắn nhất định không thể buông tha. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc này phá vân tôn giả ở trạng thái hồn anh, sợ rằng so với trạng thái có thân thể còn mạnh hơn. Thân thể vũ tôn tam trọng không thể thừa nhận thực lực của vũ tôn ngũ trọng, cho nên phá vân tôn giả kia vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác đó. Hiện tại phá vân tôn giả ở trạng thái hồn anh, thực lực ngược lại sẽ mạnh hơn một chút. Tiểu tử, người quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử lôi huyền đỉnh của huyền thiên yêu tôn không ngờ lại nằm trên người ngươi. Thủ đoạn quỷ dị vô số, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, tu vi vũ vương bát trọng mà lại có thể đánh chết vũ tôn tam trọng đỉnh phong mà bản thân không bị làm sao. Quả thực chính là yêu nghiệt. Phá vân tôn giả lạnh nhạt nói. Nếu như khi trước ta đoạt xá được vũ tôn tứ trọng mà không phải là vũ tôn tam trọng thì ngươi không thể làm gì được ta. Ngươi hủy thân thể của ta, quả thực ta phải đa tạ ngươi. Bởi vì hiện tại ta đã có ý khác. Ngươi muốn đoạt xá ta. Nghe phá vân tôn giả nói vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Khặc khặc, tiểu tử thật thông minh. Phá vân tôn giả cười lạnh nói. Không sai, đoạt xá ngươi cũng không tồi. Dung hợp với huyễn ảnh thanh vũ của ngươi, đến lúc đó tử lôi huyền đỉnh của ngươi cũng là của ta. Ta chỉ là vũ vương bát trọng, ngươi đoạt xá ta thì thân thể ta sẽ nổ tung mà chết, ngươi tự suy nghĩ đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lừa gạt được ai chứ không lừa gạt được ta đâu. Ta đã từng nghe nói qua về tử lôi huyền đỉnh một chút. Khi trước đồn rằng huyền thiên yêu tôn còn có lực phòng ngự cường hãn không gì sánh được, có thể nói là bất tử. Mà ngươi đứt tay đứt chân cũng có thể khôi phục, ta thấy chuyện này có liên quan tới tử lôi huyền đỉnh. Thân thể của ngươi hiện tại không thua vũ tôn, còn có thể nói là khó mà chết được. Sợ rằng chỉ cần không làm tổn thương tới linh hồn thì sẽ không có việc gì. Cho nên ta đoạt xá ngươi thân thể của ngươi cũng có thể thừa nhận được. Tuy rằng chỉ là thân thể của vũ vương bát trọng, thế nhưng tới lúc đó bản tôn có 2 kiện thần khí, lại thêm thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Thú hồn do ta thôi động, uy lực sẽ tăng lên nhiều. Thực lực sợ rằng so với thời kỳ toàn thịnh của bản tôn còn mạnh hơn nhiều.
Khắc khắc, sở dĩ bản tôn phải thực sự cảm tạ ngươi hủy thân thể của bản tôn. Thân thể của ngươi so với thân thể của vũ tôn tam trọng kia còn mạnh hơn nhiều. Phá Vân tôn giả cười lạnh không ngừng, thân thể tiểu tử trước mắt này không kém so với tôn giả, hơn nữa toàn thân đều là bảo vật, thế nhưng tất cả thứ này ngay lập tức sẽ là của hắn. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, người này quả thực định đoạt xá hắn. Tất cả những thứ trên người hắn không ngờ người này có thể nhìn thấu, không hổ là cường giả tôn cấp ngũ trọng. Hiện tại hắn không còn lực để phản kháng, tiêu hao gần như cạn kiệt, tuyệt đối không phải là địch thủ của người này. Coi như là thời kỳ toàn thịnh sợ rằng cũng không thể làm gì được hồn anh của Phá Vân tôn giả. Không biết tên thổ phỉ trong linh hồn có thể chống lại được hay không. Người này muốn đoạt xá mình, nếu như là tôn giả bình thường Lục Lâm Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Thế nhưng người này là cường giả vũ tôn ngũ trọng, tuy rằng Lục Lâm Thiên biết kim đao màu vàng bất phàm, thế nhưng có thể chống lại hồn anh của vũ tôn ngũ trọng đoạt xá hay không, Lục Lâm Thiên cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại có trốn cũng không thoát, nếu như có Hắc Phú Thúc ở đây thì tốt rồi. Tiểu Long truyền âm tới, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nếu như vậy thì còn nói làm gì? Lục Lâm Thiên cười khổ một chút. Nếu như có Hắc Phú ở đây, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh chết Phá Vân tôn giả này. Đáng tiếc Hắc Phú lại không có mặt ở nơi này. Tiểu tử, qua đây. Sau khi đoạt xá ngươi, chiếm được thần khí bản tôn cũng không cần mai danh ẩn tích nữa. Ánh mắt Phá Vân tôn giả trầm xuống, hồn anh cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ rung lên, một tiếng sấm ỉ ùng mang theo linh hồn uy áp bàng bạc lao thẳng về phía trước. Tiểu Long, để tránh ra trước. Người này chưa chắc đã làm gì được ta. Lục Lâm Thiên truyền âm nói, ánh mắt hắn trầm xuống, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng nhanh chóng vỗ chạy đi. Khặc khặc, người trốn không thoát đâu. Huyễn ảnh thanh vũ vốn là một thể, cũng là vật có linh tính. Ai thi triển ra có uy năng mạnh hơn thì sẽ thuộc về người đó. Trước tiên ta thu huyễn ảnh thanh vũ của ngươi, để xem ngươi chạy thế nào. Phá Vân tôn giả nói xong. Trên hồn anh có một cỗ năng lượng run rẩy hóa thành quang mang bên trên huyễn ảnh thanh vũ. Gợn sóng trong không gian truyền đi, năng lượng hùng hậu rung lên khiến cho lòng người run sợ. Một cỗ uy năng mạnh mẽ lan tràn ra, đôi cánh khẽ vỗ, trên mỗi một cái lông chim đều tràn ra quang mang mạnh mẽ. Ông ông! Phía sau lưng Lục Lâm Thiên, huyễn ảnh thanh vũ phát ra tiếng sấm ị ùng, giống như bị triệu hoán lôi ngược Lục Lâm Thiên về phía sau. Không xong! Trong lòng Lục Lâm Thiên hoảng hốt, huyễn ảnh thanh vũ hiện tại lại đang muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Dường như thứ này vốn không phải là của hắn vậy. Khặc khặc, uy năng của ai mạnh hơn thì huyễn ảnh thanh vũ sẽ là của người đó. Tiểu tử, người còn kém một chút. Phá Vân tôn giả cười nhạt một tiếng. Ông ông! Lục Lâm Thiên thân bất do kỷ, huyễn ảnh thanh vũ rốt cuộc thoát ra khỏi sự khống chế hóa thành một đạo lưu quang màu xanh mang theo tiếng sấm ỉ ùng trong nháy mắt bắn về phía huyễn ảnh thanh vũ của Phá Vân tôn giả. Nhìn thấy cảnh này, Lục Lâm Thiên bất lực, dưới sự triệu hoán của một nửa kia, huyễn ảnh thanh vũ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Siêu! Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ xoay tròn trong không trung, giống như là vui mừng vì gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. Ngay lập tức hai kiện huyễn ảnh thanh vũ tràn ra quang mang mạnh mẽ và tiếng sấm nổ, bắt đầu chồng lên nhau, siêu siêu, hai cánh dính lại với nhau, không gian kịch liệt vặn vẹo phát ra âm thanh giống như một cơn lốc. Mà dưới âm hưởng này khuếch tán, toàn bộ không gian ba động ngày càng kịch liệt. Siêu, hai cánh chồng chất, uy năng từ từ kéo lên. Hai mắt của hồn anh Phá Vân tôn giả lặng lẽ đỏ lên. Lục Lâm Thiên nhìn hai đôi cánh chồng chất lên nhau, cảm nhận uy năng trên huyễn ảnh thanh vũ. Hô hấp của Lục Lâm Thiên trở nên dồn dập hơn rất nhiều, không gian càng lúc càng vặn vẹo, trong không gian tràn ngập thành âm kỳ dị giống như cuồng phong gào thét. Lục Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này vô cùng hùng hậu giống như ở bên trong huyễn ảnh thanh vũ có một loại năng lượng đang điên cuồng tăng lên. Siêu siêu! Trong nháy mắt, hai đôi cánh rốt cuộc dung nhập hoàn mỹ. Trên huyễn ảnh thanh vũ, quang mang mạnh mẽ bắn ra. Không gian đang vặn vẹo đột nhiên dừng lại. Sau đó thanh âm giống như cuồng phong vang lên. Không gian vặn vẹo kia không ngờ lại giống như thủy tinh, cạch một tiếng lập tức vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ không gian. Trong chốc lát, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ dung hợp thành một kiện, quang mang đại thịnh. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc tăng lên,
trong không gian đột nhiên có một đám năng lượng vô hình trong thiên địa phô thiên cái địa kéo tới, trong nháy mắt bị huyễn ảnh thanh vũ hấp thu. Năng lượng phô thiên cái địa giống như một cơn lốc quét tới, toàn bộ không gian giống như dâng trào, khí tức bàng bạc khiến cho người ta lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên nhìn huyễn ảnh thanh vũ trước mặt, động tĩnh kinh khủng như vậy khiến cho hắn có cảm giác bản thân nhỏ bé. Khí tức này so với trước đây đã cách biệt một trời một vực. Ông, trên huyễn ảnh thanh vũ, tiếng sấm nổ vang vọng, thanh âm này du dương trầm thấp mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Khi khí tức gần như ổn định, một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ bắt đầu trào dâng. Loại khí tức này khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng phải kinh hãi. Khi khí tức đáng sợ kia dâng trào, một cỗ ba động khiến cho người ta cảm thấy áp lực tràn ra khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có cảm giác bị áp chế tuyệt đối. Thần khí, tấn chức thiên cấp rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ chấn động. Trên huyễn ảnh thanh vũ lúc này tràn ngập quang mang màu xanh giống như điện mang nhẹ nhẹ lưu chuyển, uy áp tràn ra không gian, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ năng lượng khiến cho người khác run sợ. Gợn sóng chung quanh huyễn ảnh thanh vũ vặn vẹo, thậm chí chung quanh còn xuất hiện một lỗ đen. Khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh từ trong gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía. Hai cánh dung hợp, tấn chức thần khí, khặc khặc. Hồn anh phá vân tôn giả nhìn thấy chuyện này lập tức liên tục cười lớn. Uy năng trên huyễn ảnh thanh vũ lúc này khiến cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Huyễn ảnh thanh vũ tấn chức lên thần khí A, tốc độ không cần phải nghĩ cũng biết. Tiểu tử, người quả thực là phúc tinh của ta. Huyễn ảnh thanh vũ tấn chức lên thần khí, lại thêm tử lôi huyền đỉnh và bất tử chi thân của ngươi. Còn có thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, vận khí của ta quả thực không tồi. Phá vân tôn giả cười lạnh nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Có tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ, tử lôi huyền đỉnh và thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai, còn có lực phòng ngự biến thái của tiểu tử này, có thể nói là bất tử thân. Sau khi nhận được những thứ này, có mấy người có thể làm gì được hắn. Hiện tại tới phiên ngươi. Phá vân tôn giả nói xong, hồn anh kia tức thì lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi phá không trực tiếp bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thi triển phù quang lược ảnh nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng vô hình chung trong không gian có một cỗ lực lượng khiến cho hắn không thể phản kháng ràng buộc hắn lại. Ngươi đã tiêu hao hết rồi, những thủ đoạn quỷ dị kia có lẽ cũng không thi triển được nữa đúng không? Trước mắt ta ngươi tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Nói xong phá vân tôn giả đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lão đại! Tiểu Long lớn tiếng hét, đang muốn lao thẳng tới. Đầu yêu thú quỷ dị nhà ngươi quả thực không kém, giữ lại làm tọa kỵ của bản tôn cũng không tệ. Hồn anh phá vân tôn giả phất tay đánh ra một kích, vô hình chung có một cỗ lực lượng bao phủ không gian trực tiếp đánh bay Tiểu Long. Tiểu Long, để tránh ra, người này không nhất định có thể làm gì được ta. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên cũng truyền âm nói với Tiểu Long. Tiểu tử, thân thể của ngươi vô cùng quỷ dị cho nên có thể thừa nhận được hồn anh của ta. Sau này ta có thể sử dụng được như bình thường. Tất cả mọi thứ của ngươi cũng là của ta. Trong chớp mắt hồn anh của phá vân tôn giả xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, dưới sự ràng buộc của lực lượng không gian khiến cho Lục Lâm Thiên không thể nhúc nhích. Siêu! Phá vân tôn giả cười lạnh. Hồn anh giữ tợn hóa thành một đạo quang mang bắn vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn hồn anh phá vân tôn giả tiến vào đầu mình. Lục Lâm Thiên chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, thế nhưng trong mắt cũng giấu nổi vẻ ngưng trọng. Năng lượng mạnh mẽ của linh hồn phá vân tôn giả đang bắn thẳng vào trong đầu hắn. Mấy tên hỗn đản các ngươi cứ chờ đó cho ta. Không bao lâu nữa ta lại tìm tới các ngươi tính sổ. Thanh âm của phá vân tôn giả vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, ngay khi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, sắp tiến vào trong không gian linh hồn thì hắn đột nhiên ngẩn ra, một tiếng xé gió quỷ dị vang lên, ánh mắt nhìn về phía trước lập tức đại biến. Siêu! Ngay lúc này, phía trước người phá vân tôn giả là một đám kim quang, trong kim quang có một cỗ sát khí ngập trời trực tiếp khiến cho hắn lạnh lẽo. Dưới cỗ khí tức này hắn có cảm giác mình giống như là một con kiến hôi vậy. Tiếp đó, ngay khi phá vân tôn giả còn đang hoảng sợ thì một đạo đao mang màu vàng bắn tới. Đao mang xuất hiện soi sáng toàn bộ không gian trong đầu mang theo một cỗ sát khí ngập trời. Đây là thứ gì? Sát khí thật mạnh mẽ, không gian trong đầu của tiểu tử này thật là cổ quái. Sắc mặt phá vân tôn giả đại biến, dưới đao mang màu vàng này có một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.
Trước mặt cỗ khí tức này hắn cũng có cảm giác mình là một con kiến hôi, hồn anh lập tức quyết định chạy trốn. Chỉ tiếc là Phá Vân Tôn giả đang muốn chạy trốn thì lại phát hiện ra mình không thể động đậy. Dưới cỗ kim quang kia bao phủ, toàn thân hắn cũng bị bao phủ vào bên trong, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc đây là vật gì? Trong lòng Phá Vân Tôn giả kinh hãi, năng lượng linh hồn phô thiên cái địa từ trong hồn anh bạo phát, thế nhưng dường như tất cả đều phí công. Siêu! Tiếp đó có một đạo đao mang màu vàng từ trên trời bổ xuống, trực tiếp bổ vào trên hồn anh của hắn. Lúc này Phá Vân Tôn giả chỉ có thể trợn mắt nhìn đao mang màu vàng đánh xuống. Linh hồn hắn run rẩy không thôi, hắn thật không ngờ bản thân mình là vũ tôn ngũ trọng lại không có sức phản kháng. Hắn có nằm mơ cũng thật không ngờ mình lại có kết cục như vậy. Đoạt xá một vũ vương bát trọng bình thường vô cùng dễ dàng, không ngờ trong đầu tiểu tử này lại có một vật thần bí mà kinh khủng như thế này. Vật này ngay cả hắn cũng không thể phản kháng, mà tiểu tử này còn giả bộ chạy trối chết khiến cho hắn không cảm nhận được điều bất thường gì cho nên mới lập tức chạy vào trong đầu tiểu tử này. Trong nháy mắt này Phá Vân Tôn giả cảm thấy mình rất oan uổng, quả thực là oan khuất a. Ba vũ tôn ngũ trọng, một vũ tôn lục trọng cũng không đánh chết được hắn. Ai có thể ngờ tới một vũ tôn ngũ trọng đoạt xá một vũ vương bát trọng lại đụng phải chuyện này. Thế nhưng lúc này hối hận đã không còn kịp nữa rồi, có trốn cũng không thoát. Trong sát na, linh hồn thể của Phá Vân Tôn giả trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ. Từng mảnh nhỏ linh hồn trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ. Vô số mảnh nhỏ linh hồn đang dùng tốc độ nhanh chóng tiến về phía kim đao màu vàng. Tiểu hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này cũng đang không ngừng xoay tròn, đám mảnh nhỏ linh hồn này cũng bị nó hấp thu một chút. Đại hồn anh cũng không có nhàn rỗi, đám mảnh nhỏ linh hồn này cực kỳ hùng hậu. Chỉ tiếc là số mảnh nhỏ linh hồn mà tiểu hồn anh và đại hồn anh hấp thu còn xa không bằng số lượng mà kim đao màu vàng hấp thu. Chúng chỉ nhận được một phần nhỏ nhoi chỗ tốt mà thôi. Thế nhưng đây là mảnh nhỏ linh hồn của vũ tôn ngũ trọng, tiểu hồn anh, đại hồn anh chỉ cần hấp thu một chút, chỗ tốt thu được cũng cực kỳ kinh người. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tràn ngập quang mang. Tiểu Long dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lão đại, sắc mặt bất an. Nó không biết trong đầu lão đại hiện tại đang xảy ra chuyện gì cho nên chỉ có thể chờ đợi. Nó cũng không dám quấy rối. Chỉ là thông qua huyết khế mà nó mơ hồ cảm ứng được lão đại dường như cũng không có nguy hiểm. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng thôn phệ mảnh nhỏ linh hồn của Phá Vân Tôn giả. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, đám mảnh nhỏ linh hồn kia mới bị kim đao màu vàng thôn phệ hết. Hồn anh bình thường kim đao màu vàng chỉ thôn phệ một lát là hết, cho nên có thể thấy được cấp độ cường hãn của hồn anh Phá Vân Tôn giả này tới đâu. Mà lúc này sau khi kim đao màu vàng thôn phệ những mảnh nhỏ của linh hồn thể Phá Vân Tôn giả thì trên bề mặt sáng bóng lần nữa có một chút biến hóa. Vô hình trung sáng bóng hơn một chút, thế nhưng những thứ khác cũng không có một chút biến hóa nào. Mãi một lúc lâu sau đôi mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mới mở ra. Hai mắt sáng ngời giống như hai ngôi sao. Khí tức quanh người vô hình trung khiến cho người ta có cảm giác rõ ràng đã không giống với khí tức 3 giờ trước đó. Thôn phệ hồn anh Phá Vân Tôn giả. Tuy rằng chỉ là một tia linh hồn lực của hồn anh thế nhưng tiểu hồn anh và đại hồn anh cũng nhận được không ít chỗ tốt. Linh hồn lực lần nữa được tăng cường. Một tia linh hồn lực vũ tôn ngũ trọng đối với linh vương bát trọng mà nói cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Linh hồn lực tăng cường không ít khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Đồng thời lúc này Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật như thế nào, ngay cả hồn anh vũ tôn ngũ trọng trước mặt kim đao cũng chỉ là một con kiến hôi. Bị chém thành từng mảnh nhỏ, quả thực quá kinh khủng. Vốn Lục Lâm Thiên còn lo lắng không biết kim đao có thể chống đỡ được hồn anh của vũ tôn ngũ trọng hay không, xem ra sự lo lắng của bản thân hắn là dư thừa. Kim đao màu vàng này dường như cũng không coi hồn anh của vũ tôn ngũ trọng vào đâu. Lão đại, huynh thấy thế nào rồi? Tiểu Long mấy canh giờ thấp thỏm bất an nhìn thấy lão đại mở mắt lập tức lo lắng hỏi. Đối phó được, Phá Vân Tôn giả kia đã chết. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười vui vẻ. Mặc kệ như thế nào Phá Vân Tôn giả này đã đi đời nhà ma, hắn cũng đã an toàn, đồng thời cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lão đại, lão gia hỏa này vô cùng lợi hại, sao huynh có thể đối phó được? Tiểu Long kinh ngạc hỏi, nó có cảm giác lão đại dường như càng ngày càng lợi hại. Một lời khó nói rõ hết, sau đó lại nói tiếp. Lục Lâm Thiên sờ mũi,
ánh mắt lúc này nhìn về phía huyễn ảnh thanh vũ trên không trung. Huyễn ảnh thanh vũ đã tấn chức lên thần khí, sau này nó cũng là của hắn. Huyễn ảnh thanh vũ địa cấp đã có tốc độ biến thái. Hiện tại lại tấn chức lên thần khí, Lục Lâm Thiên suy đoán sợ rằng tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ đã tăng lên tới một tầm cao mới. Nhìn huyễn ảnh thanh vũ, Lục Lâm Thiên thậm chí còn có thể cảm giác được mối liên hệ với linh hồn. Một nửa huyễn ảnh thanh vũ của hắn bị đoạt, ấn ký linh hồn của hắn trong đó còn chưa bị tiêu trừ, chỉ bị Phá Vân Tôn giả ngăn chặn mà thôi. Mà Phá Vân Tôn giả vừa chết, linh hồn ấn ký của người này bị tiêu trừ, cho nên huyễn ảnh thanh vũ này là của hắn, cũng chân chính thuộc về một mình hắn. Huyễn ảnh thanh vũ xoay quanh không trung đem theo thanh âm ong ong trầm thấp cùng với khí tức khiến cho linh hồn rung động. Bên trong cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động có một cỗ áp lực mạnh mẽ khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cảm giác được sự áp chế tuyệt đối. Thu! Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, huyễn ảnh thanh vũ lập tức hóa thành một đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Ngay lập tức Lục Lâm Thiên có cảm giác một cỗ năng lượng bàng bạc chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khuếch tán vào trong đan điền của hắn. Đồng thời một cỗ tin tức cũng tràn vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Trong đan điền, huyễn ảnh thanh vũ vừa mới tiến vào khiến cho tử lôi huyền đỉnh có phản ứng. Hai kiện thần khí dường như hô ứng với nhau phát ra thanh âm ong ong. Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được trên huyễn ảnh thanh vũ có một cỗ năng lượng hùng hậu tuôn ra rồi tiến vào trong đan điền của hắn. Cỗ năng lượng này chính là năng lượng của thần khí. Năng lượng này bạo phát, Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được đan điền mình có cảm giác no đủ. Năng lượng trên huyễn ảnh thanh vũ dường như chính là năng lượng ba động kinh khủng mà lúc hai phần của nó dung hợp với nhau. Bên trong còn có năng lượng thiên địa trong không gian mà nó hấp thu vào. Loại năng lượng này từ trên huyễn ảnh thanh vũ trực tiếp rót vào trong đan điền khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác đan điền của mình bành trướng. Cỗ năng lượng này dường như đã bị huyễn ảnh thanh vũ thanh tẩy cho nên cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Đan điền trong nháy mắt căng tràn, bành trướng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy đau đớn. Âm dương linh vũ quyết, luyện hóa. Không có một biện pháp nào khác, năng lượng mạnh mẽ tinh thuần như vậy Lục Lâm Thiên theo bản năng tức thì khoanh chân lơ lửng trên không trung cấp tốc luyện hóa. Trong nháy mắt quanh thân hắn được một đạo quang mang bao phủ. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, năng lượng tinh thuần bị luyện hóa trong đan điền, sau đó cũng hóa thành chân khí tinh thuần trong đan điền. Năng lượng tinh thuần này có lẽ là vì đã được thần khí thanh tẩy cho nên âm dương linh vũ quyết chỉ cần vận chuyển một vòng đã trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuần. Loại tốc độ này quả thực chính là hồng thủy trút xuống, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà trong lúc luyện hóa năng lượng, trên huyễn ảnh thanh vũ không ngừng rót vào đan điền khiến cho Lục Lâm Thiên đau đớn không thôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được lúc này phía bụng Lục Lâm Thiên như có vạn thú hỗn loạn. Lão đại lại đột phá sao? Trong mắt Tiểu Long hiện lên sự nghi hoặc, lão đại đột nhiên tạo ra động tĩnh như vậy khiến cho nó bất ngờ. Thế nhưng bởi vì vẫn đứng cạnh bên người lão đại cho nên cảm nhận được khí tức trên người lão đại tăng lên, nó cũng đoán ra được lão đại có khả năng đang đột phá. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng hùng hậu từ huyễn ảnh thanh vũ khiến cho đan điền Lục Lâm Thiên khó chịu, nếu không phải có bất diệt huyền thể thì quả thực Lục Lâm Thiên không thể chịu được cỗ năng lượng hùng hậu này. Một lát sau, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng từ huyễn ảnh thanh vũ. Cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần, không ngừng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa. Trong sự thấp thỏm của Tiểu Long, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Quên đi đau đớn Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng, lúc này hắn cũng không có khái niệm về thời gian, cũng quên bản thân đang ở trong không gian kỳ dị này. Thời gian giống như cát chảy, cứ thế trôi qua. Tiểu Long vô cùng lo lắng. Không biết từ bao giờ khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu ba động, một cỗ quang mang chói mắt trên người Lục Lâm Thiên bắn ra. Lão đại sắp chính thức đột phá. Loại biến hóa này khiến cho Tiểu Long đang nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên cũng biết được lão đại đã bắt đầu đột phá. Một lát sau, quang mang bao phủ quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm, trên da cũng toát ra quang mang nhẹ nhẹ. Đột nhiên trong không gian kỳ dị này có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ trên không trung. Không biết đám năng lượng trong thiên địa trên không trung này tới từ nơi nào. Cỗ năng lượng thiên địa này vô cùng dũng mãnh, từng đạo năng lượng thiên địa vô hình ngưng tụ rồi tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt không gian run lên, một đám gợn sóng trong không gian khuếch tán ra chung quanh. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh,
dưới năng lượng thiên địa vô hình không ngừng rót vào cơ thể, ba động của năng lượng thiên địa vô hình trên không trung ngày càng kịch liệt. Quanh thân Lục Lâm Thiên, vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Trong đan điền Lục Lâm Thiên, vũ đan ngũ sắc xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng tinh thuần. Năng lượng bàng bạc trong huyễn ảnh thanh vũ không ngừng chút xuống cùng với năng lượng thiên địa được hấp thu vào trong cơ thể hóa thành một vòng xoáy cuồn cuộn trong đan điền. Dưới hai cỗ năng lượng này, chỉ trong chốt lát trong đan điền Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm muộn. Khí tức lập tức tăng lên, lúc này năng lượng vô hình trong thiên địa chung quanh càng thêm cuồng bạo rót vào thân thể Lục Lâm Thiên. Khí tức quanh người hắn trong nháy mắt đột phá bình cảnh đạt tới một độ cao mới. Lão đại đột phá vũ vương cửu trọng rồi. Phía xa, Tiểu Long nhíu mày khẽ mỉm cười. Năng lượng trong thiên địa từ từ tiêu tán, mà khi một tia năng lượng vô hình tán đi thì chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Gợn sóng trong không gian bắt đầu ngừng ba động, tầm nhìn trở nên rõ rệt. Mà lúc này trong đan điền của Lục Lâm Thiên, huyễn ảnh thanh vũ còn đang không ngừng chút xuống năng lượng khiến cho Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng luyện hóa. Thế nhưng cỗ năng lượng bàng bạc kia lúc này đã không còn tạo thành cảm giác đau đớn kịch liệt cho Lục Lâm Thiên nữa. Đột phá vũ vương cửu trọng, đan điền lần nữa được mở rộng, số năng lượng có thể thừa nhận càng thêm khổng lồ. Năng lượng trong huyễn ảnh thanh vũ này cũng không biết khổng lồ tới mức nào, hơn một canh giờ sau tất cả mới bình tĩnh trở lại. Mà một tia năng lượng của huyễn ảnh thanh vũ chút xuống đan điền cũng bị Lục Lâm Thiên luyện hóa xong. Khí tức Lục Lâm Thiên lúc này ổn định tại vũ vương cửu trọng, khoảng cách tới hậu kỳ cũng gần hơn không ít. Ồ! Nhìn Lục Lâm Thiên, Tiểu Long có chút kinh ngạc. Nó đương nhiên có thể cảm giác được khí tức của lão đại lúc này so với khí tức của vũ vương cửu trọng bình thường còn hùng hậu hơn rất nhiều. Cỗ khí tức trầm ổn kia không phải là thứ mà vũ vương cửu trọng bình thường có thể có được. Phù! Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ liên miên tràn ra sau đó thu liếm lại. Thở mạnh ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở. Trong đôi mắt thâm thúy kia dường như càng thêm sáng sủa hơn một chút, khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy tâm thần bất định. Vũ vương cửu trọng rồi, rốt cuộc cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận chân khí mạnh hơn gấp mấy lần trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười thỏa mãn. Lần đột phá này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn của hắn. Thật không ngờ, huyễn ảnh thanh vũ tấn chức tới thần khí lại có thể đem tới chỗ tốt bực này cho chủ nhân. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng biết. Chỉ bằng vào năng lượng trong huyễn ảnh thanh vũ sợ rằng hắn khó có thể đột phá được. Trong đó còn có công của không ít hỏa mãng hắn hấp thu trong thông đạo quỷ dị, từ vũ vương bát trọng đột phá lên vũ vương cửu trọng, đan điền của hắn cực kỳ khổng lồ. Muốn đột phá quả thực tương đương với số năng lượng mà vũ tôn nhất trọng cần để đột phá. Lần đột phá này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác được dường như tâm cảnh của hắn không bị ảnh hưởng một chút nào, khí tức rất nhanh đã ổn định. Lục Lâm Thiên suy đoán. Điều này có lẽ có liên quan tới việc hắn dùng diễn linh thánh quả, tâm cảnh của hắn hiện tại cực kỳ vững chắc, có thể sau này đột phá liên tiếp mấy trọng cũng không tạo thành ảnh hưởng với tâm cảnh và căn cơ. Lục Lâm Thiên lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một cỗ tin tức. Cỗ tin tức này chính là cỗ tin tức mày khi huyễn ảnh thanh vũ tiến vào đan điền mang lại. Xem xét tin tức, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Lúc này hắn mới biết được huyễn ảnh thanh vũ đột phá thần cấp không còn giống như huyễn ảnh thanh vũ địa cấp khi trước. Tác dụng chân chính của huyễn ảnh thanh vũ không chỉ có một mình tốc độ, cho dù vũ vương thi triển cũng có uy năng cắt vỡ không gian. Tới cấp bậc tôn cấp, ngoài thực lực bản thân ra, sự khác biệt lớn nhất với cấp bậc vương cấp chính là không gian lực. Tới cấp bậc vương cấp đã có thể nắm không gian lực trong tay, mà tới cấp bậc tôn cấp đã có thể phá không mà đi. Hoặc có thể nói là thuấn di, trực tiếp xé mở không gian mà đi. Tốc độ nhanh tới cực hạn khiến cho người khác không thể nhìn ra tung tích. Điểm này vô luận vương cấp nào cũng không thể líp được. Mà huyễn ảnh thanh vũ lại có loại uy năng này, coi như là vương cấp thôi động cũng có thể làm được. Mà nếu như đổi lại là cường giả tôn cấp thì càng không cần phải nói, tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên một trình độ kinh khủng. Tốc độ của huyễn ảnh thanh địa cấp đã kinh khủng như vậy rồi, thần khí thì không cần phải nghĩ a. Mặt khác còn có một chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ khiếp sợ. Huyễn ảnh thanh vũ này ngoại trừ là thần khí phi hành ra cũng còn có thể làm một thần khí công kích. Huyễn ảnh thanh vũ đột phá thần khí thì thể tích có thể biến hóa tự do. Mỗi một cái lông chim đều là lợi khí giết người. Một khi thôi động huyễn ảnh thanh vũ, vạn vũ tề phát đủ để cắt nát không gian, đem đối thủ trong không gian cắt thành từng mảnh nhỏ.
thần khí tốt, phát tài rồi. Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi, hắn không ngờ huyễn ảnh thanh vũ ngoài tốc độ kinh khủng ra còn có thể dùng làm thần khí công kích. Điều này tương đương với việc trên người Lục Lâm Thiên có thêm một kiện thần khí công kích. Lúc này trên người hắn mang hai kiện thần khí, thực lực cũng tăng lên vũ vương cửu trọng, thực lực có thể nói là thăng tiến vô cùng nhanh. Ồ! Tâm thần Lục Lâm Thiên nhìn vào trong đan điền thì kinh ngạc phát hiện ra, huyễn ảnh thanh vũ sau khi đem năng lượng rót vào trong đan điền thì lúc này cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng trong đan điền của hắn. Suy đoán một lát, Lục Lâm Thiên lập tức hiểu rõ, huyễn ảnh thanh vũ sau khi đột phá thần khí đã hấp thu không ít năng lượng thiên địa, vốn bản thân cũng còn có năng lượng do phá vân tôn giả lưu lại, sau khi tiến vào trong cơ thể hắn đương nhiên sẽ rót xuống. Mà sau khi bị hắn luyện hóa, giúp hắn gia tăng tu vi lên một trọng thì lúc này lại hấp thu năng lượng trong đan điền của hắn để tầm bổ. Tâm thần nhìn vào trong huyễn ảnh thanh vũ, bên trong huyễn ảnh thanh vũ có một không gian vô cùng lớn, trong đó tràn ngập năng lượng thuộc tính phong bàng bạc. Đột nhiên một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, tỏa ra cỗ uy năng mạnh mẽ tràn ngập không gian. Lục Lâm Thiên lập tức chú ý tới một góc trong không gian. Tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra, bên trong góc có thêm một vài chiếc nhẫn chữ vật. Một lát sau, hai mắt Lục Lâm Thiên lần nữa mở ra, trong tay xuất hiện mấy chiếc nhẫn chữ vật. Tâm thần tiến vào, bên trong này không có bất luận một cấm chế nào. Mấy chiếc nhẫn chữ vật này rõ ràng không phải là của phá vân tôn giả, những thứ bên trong cũng vô cùng phong phú, không ngờ còn có không ít vũ kỹ và linh kỹ địa cấp sơ giai. Còn có hai kiện vũ linh khí hoàng cấp và một kiện hồn khí huyền cấp, mặt khác cũng không thiếu dược liệu, dường như phá vân tôn giả này đều đoạt được không gian này. Thế nhưng nếu so với số dược liệu ở chỗ bàn hủy mà nói, quả thực chính là đệ tử gặp sư phụ, một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Lão đại, thế nào rồi? Tiểu Long thấy lão đại cười xong lại nhíu mày, tức thì tiến lên nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, không cẩn thận lại đột phá thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, vũ vương cửu trọng, đan điền hiện tại của hắn giống như một đạo dương mênh mông. Trong đan điền, chân khí cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác nếu như dựa vào thực lực của bản thể tuyệt đối có thể chống lại vũ tôn nhất trọng. Vũ vương cửu trọng và vũ tôn nhất trọng tuy rằng ở giữa có một cái ranh giới lớn, thế nhưng hắn có đan điền khổng lồ chống đỡ, muốn vượt qua ranh giới này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Về phần người có tu vi đồng cấp, hiện tại hắn đã hoàn toàn không chút sợ hãi, cho dù là động phải vũ vương cửu trọng như thiên dương vương hắn cũng có thể trực tiếp đánh chết. Mà nếu như thực lực vũ giả xuất ra hết, chống lại vũ tôn tam trọng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Về phần đại hồn anh cùng với linh vũ song tu, nếu như xuất ra hết thủ đoạn, Lục Lâm Thiên cũng không cần phải suy đoán, thực lực đại hồn anh Lục Lâm Thiên cũng đã thấy, thủ đoạn xuất ra hết. Nếu như đánh ra một kích toàn lực thì đánh chết vũ tôn tam trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Tu vi của hắn tuy rằng còn chưa tới vũ tôn, thế nhưng thực lực đã chính thức đặt chân vào hàng ngũ cường giả tôn cấp. Lão đại, chúng ta đi tới ngọn tháp kia nhìn xem, chúng ta ngây ngốc ở đây đã 3 ngày rồi. Nhanh đi ra ngoài một chút, có lẽ Tâm Đồng và Hắc Vũ Thúc đều đang tìm chúng ta đó. Tiểu Long nói, cái gì, 3 ngày rồi sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt. 3 ngày trôi qua, có lẽ Tâm Đồng và Hắc Vũ đang tìm hắn. Nhìn ngọn tháp xuất hiện trong không gian mông lung giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững trong không Gina, một cỗ khí tức cổ xưa, thê lương lan tràn ra. Lục Lâm Thiên nhíu mày, toàn bộ không gian đều là hư không rộng lớn, cũng chỉ có mỗi ngọn tháp lớn kia sừng sững đứng đó, có vẻ vô cùng quỷ dị. Chúng ta đi nhìn xem một chút. Lục Lâm Thiên nói xong, thân thể trong nháy mắt nhảy lên. Một lát sau lập tức xuất hiện trước ngọn tháp này. Ngọn tháp lớn này giống như chòm sao thương long ngẩng đầu nhìn lên trời, sừng sững đứng trong không gian. Phía trước có một cánh cửa lớn, trong cánh cửa có một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn không ngừng tràn ra. Dường như ngọn tháp này đã đứng ở đây hàng tỷ năm vậy. Ngọn tháp lớn này cũng không biết được tạo ra từ vật liệu gì, cả tòa tháp mang theo phong cách cổ xưa, không có một chút khí tức ba động nào. Thế nhưng vô hình chung khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Trụ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào cánh cửa. Trên cánh cửa khắc một chữ trụ, những thứ khác chỉ là một mảnh quang mang, không có một chút dấu vết nào. Tiểu Long, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với Tiểu Long, sau khi do dự một chút lập tức bước vào trong ngọn tháp. Bước một bước vào trong ngọn tháp, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy trong lòng xao động, trong ngọn tháp này cũng lập tức có ba động. Ồ.
Nhìn vào trong ngọn tháp, Lục Lâm Thiên tức thì kinh ngạc, không gian bên trong ngọn tháp này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Không gian trong ngọn tháp này trống không, toàn bộ không gian nổi lên ba động hầu như khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác không gian hỗn loạn. Lão đại, đây là nơi nào? Nhìn không gian trước mặt, Tiểu Long vô cùng nghi hoặc. Không biết, không gian này cực kỳ quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói, trong không gian này dường như khiến cho hắn có một cảm khó nói thành lời, nói chung có cảm giác cực kỳ quái. Lão đại, huynh xem bên ngoài. Đột nhiên thanh âm kinh ngạc của Tiểu Long vang lên. Làm sao vậy? Lục Lâm Thiên nghe vậy tức thì quay đầu lại, lúc này không gian bên ngoài đã biến mất không thấy, bên ngoài ngọn tháp là một mảnh hư không, không gian nổi lên sóng gợn, dường như đã tới tận cùng không gian vậy. Siêu! Đồng thời trong không gian ngọn tháp xuất hiện một trận ba động, một chiếc nhẫn kỳ lạ xuất hiện. Chiếc nhẫn này có phong cách cổ xưa, hoàn toàn chính là một chiếc nhẫn từ chữ trụ thu nhỏ lại. Lẽ nào đây là kiện bảo vệ thứ nhất trong này sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, dựa theo tiêu chí trên địa đồ, sau khi tiến vào trong tiểu điện thì hắn lập tức gặp được không gian quỷ dị này. Xem ra trong này nhất định có điều không bình thường, chiếc nhẫn này hẳn là có chút bất phàm, chỉ là tạo hình có chút kỳ quái. Do dự một lúc, trong tay Lục Lâm Thiên đem theo một đạo quang mang lan tràn đem chiếc nhẫn trước không trung kéo về trong tay. Không ngờ chiếc nhẫn này không có một chút ý tứ phản kháng nào, lập tức bay vào tay Lục Lâm Thiên. Chiếc nhẫn này hoàn toàn là do một chữ trụ tạo ra, chiếc nhẫn kỳ lạ như vậy đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên nhìn thấy. Tâm thần rót vào bên trong, Lục Lâm Thiên ngay lập tức phát hiện ra tâm thần không thể rót vào. Trên chiếc nhẫn này có một loại lực lượng vô hình ngăn cản tâm thần của hắn tiến vào. Lẽ nào phải nhận chủ trước sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc thầm nói, trên ngón trỏ nhanh chóng có một giọt máu nhỏ xuống chiếc nhẫn chữ trụ. Siêu! Trong nháy mắt chiếc nhẫn này đột nhiên run lên, không gian xuống quang trong nháy mắt ngưng động. Tiếp theo lập tức hóa thành một đám quang mang quỷ dị bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, tốc độ này thực sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm thấy hoa mắt, chu vi chung quanh đột nhiên tràn ngập quang mang quỷ dị, chói mắt. Trong quang mang, hai mắt không thể nhìn thẳng. Trong cỗ quang mang quỷ dị này, dưới tình huống bất ngờ, cỗ quang mang quỷ dị kia trong nháy mắt chui vào ngón tay mà hắn vừa trích ra một giọt máu. Siêu siêu! Đám quang mang quỷ dị bao phủ Lục Lâm Thiên trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, Lục Lâm Thiên cảm thấy dường như mình đang ở trong một không gian chói mắt, không gian này chói mắt không gì sánh được khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. 53.300 năm rồi rốt cuộc cũng có người tới. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác trong không gian chói mắt trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh hư ảo, đạo thân ảnh ngày cao ngất mang theo một cỗ khí tức ngạo nghễ, hai mắt giống như trăng sáng, vô cùng sáng sủa. Mái tóc không gió mà phất phơ mang theo một cỗ khí tức già nua, người này đang nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn. Nghe thấy đạo thanh âm này Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy quen thuộc. Đạo thanh âm này chính là thanh âm già nua bên trong đầu thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Tiểu tử ra mắt tiền bối. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ chuyển lập tức thi lễ với thân ảnh hư ảo trước mặt. Lấy kiến thức hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói đương nhiên là nhận ra được thân ảnh hư ảo trước mặt này là một đạo tàn hồn. Mà đạo tàn hồn này không ngờ có thể tồn tại được hơn 50 vạn năm, điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Nhìn vào đạo tàn hồn này rõ ràng là không có một chút uy áp nào tồn tại, giống như một ngọn núi khổng lồ không thể lay động đứng trước mặt hắn. Tiểu tử coi như đủ lễ phép. Thân ảnh già nua chắp tay mà đứng, nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, dường như biết rõ trong lòng Lục Lâm Thiên đang nghĩ gì, người này nói. Ngươi sai rồi, tia tàn hồn này của ta quá yếu, cũng không thể tồn tại được hơn 50 vạn năm. Đó chỉ là thời gian ở ngoại giới mà thôi, ở bên trong này tàn hồn của ta mới trải qua hơn 1 vạn năm. Nếu như trong vòng 2 vạn năm không có ai tiến đến thì tàn hồn của ta sẽ tiêu tán. Ta ở bên trong này 2 vạn năm cũng tương đương với bên ngoài 100 vạn năm. Thế nhưng thật không ngờ hơn vạn năm lại có người vào được. Lục Lâm Thiên cả kinh, lão giả này dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, đồng thời, lời lão giả này nói khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Cái gì mà nơi này 2 vạn năm thì ở bên ngoài là cả 100 vạn năm? Ngươi rất kỳ quái đúng không? Kỳ thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngươi thu được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ mà bản đế lưu lại, không nghĩ tới ngươi lại thực sự tìm kiện bảo vật đầu tiên của bản đế.
bảo vật này chính là thứ mà ta đoạt được ở một mật địa thần bí lúc sinh tiền. Thứ này không có tên, thế nhưng ta lại gọi hắn là thiên trụ giới, đây chính là một vật vô cùng thần bí, cũng là một kiện trọng bảo. Cũng bởi vì chiếm được vật này cho nên ta mới có cơ hội đột phá đế cấp. Lần thoát khỏi triệu hoán kia ta dựa vào thiên trụ giới này mới có thể đem phân thân mang theo thân thể trốn đi. Nhưng mà bản thân đã bị thương nặng, ngay cả phân thân của ta cũng không chạy thoát, chỉ có thể tiêu tán mà thôi. Nói xong, ánh mắt sáng sủa của lão giả nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lần triệu hóa kia không ngờ ngay cả cường giả đế cấp cũng chỉ có thể trải qua một tầng. Cường giả đế cấp cũng phải ngã xuống A. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trên đại lục này không ngờ còn có nơi mà ngay cả cường giả đế cấp cũng phải ngã xuống, điều này quả thực quá mức tưởng tượng. Siêu. Lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy trước người có chút ba động, sau khi ngẩng đầu lên thì thấy đạo thân ảnh hư ảo trước người đã biến mất. Không xong. Ngay lúc đó Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được đạo tàn hồn này đã vô thanh vô tức xuất hiện trước người mình. Một đạo chảo ấn đánh vào trên đầu hắn, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Trước mặt đạo tàn hồn này hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút uy áp nào, thế nhưng lại không có một chút sức lực phản kháng nào, toàn thân không có một chút khí lực dẫy giụa. Hai kiện thần khí, ồ, không ngờ là linh vũ song tu, sao có khả năng? Còn nữa, đây là cái gì? Lão giả già nua đan âm thầm dò xét đan điền của Lục Lâm Thiên, sau đó dò xét không gian trong đầu hắn. Vừa mới dùng linh hồn lực dò xét lão giả này lập tức cảm giác được có một đạo kim quang bắn tới. Cỗ khí tức này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ, sắc mặt lập tức biến đổi, thân ảnh hư ảo này lập tức trở nên hư ảo hơn một chút, trong nháy mắt buông tay ra. Ông! Đồng thời, trong đầu Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng không ngừng phát ra thanh âm ong ong như tiếng sấm. Nó vừa mới lao ra khỏi vị trí thì đột nhiên mất đi mục tiêu cho nên còn có chút lưu luyến không rời, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Dường như nó đối với cỗ linh hồn lực ngoại lai này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mất đi mục tiêu, kim đao màu vàng dường như còn có chút không cam lòng. Sau khi xoay quanh không gian trong đầu hai vòng mới trở lại bên người tiểu hồn anh, kim quang thu liếm, tất cả khôi phục lại bình thường. Tiền bối, người muốn làm cái gì? Lục Lâm Thiên khôi phục tức thì lui về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Không cần phải khẩn trương, một đạo tàn hồn của ta không thể đoạt xá được ngươi. Cho dù được thì cũng sẽ không đoạt xá một vũ vương nho nhỏ như ngươi. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhìn đạo thân ảnh già nua kia, trong lòng Lục Lâm Thiên hơi yên tâm một chút. Dường như lão giả này vừa rồi cũng chỉ dò xét hắn một chút mà thôi. Mặc kệ cường giả viễn cổ này mạnh như thế nào, một đạo tàn hồn cũng không thể đoạt xá hắn, nếu như là hồn anh hoặc là linh hồn thể thì hắn mới phải lo lắng. Không nghĩ tới ngươi lại là linh vũ song tu, trên người mang hai kiện thần khí, lẽ nào hiện tại thần khí không đáng tiền như vậy sao? Một vũ vương cũng có được thần khí, lại không phải thần khí bình thường. Vừa rồi còn có một cỗ khí tức, kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Ánh mắt lão giả già nua có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Trong mắt lập tức hiện lên tinh quang, nhìn kỹ Lục Lâm Thiên rồi nói. Vừa rồi ta đã dò xét ngươi một phen, căn cơ vững chắc không gì sánh được, tâm cảnh cũng cực kỳ vững chắc, quả thực tuyệt đối hiếm thấy. Có thể một đường đi tới nơi này cũng chứng minh thực lực và thiên phú của ngươi không tệ, cũng coi như có duyên với ta. Kiện bảo vật thứ nhất thiên trụ giới này thuộc về ngươi, ngươi có dự đoán được kiện bảo vật thứ hai bản đế lưu lại ở đâu không? Lục Lâm Thiên tuy rằng có chút cảnh giác, thế nhưng nghe vậy lập tức không cần suy nghĩ nói. Tiểu tử đương nhiên đoán được. Thật ra có lẽ ngươi cũng biết được kiện bảo vật lúc sinh tiền của bản tôn chính là thiên trụ giới này, sau khi đạt được kiện bảo vật này không được tùy tiện đưa cho người khác. Cho dù các ngươi tiến vào trong đó tuyệt đối cũng không thể nhận được, tất cả đều nằm trong tính toán của bản đế. Lục Lâm Thiên há hốc mồm, hắn không ngờ đạo tàn hồn này đã tính toán tất cả như vậy. Tiền bối. Người cùng ta nói những lời này không phải là có điều kiện muốn bàn với tiểu tử chứ? Rất thông minh, không sai, muốn lấy kiện bảo vật thứ hai thì phải bái ta làm thầy, trở thành đệ tử của ta. Lão giả này mỉm cười nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, vì sao lại thêm một người bắt hắn bái sư nữa vậy? Vị sư phụ thánh thủ linh tôn thứ nhất của hắn cũng là như vậy, chẳng lẽ ngay cả vị cường giả viễn cổ này cũng hy vọng hắn có thể khôi phục thân thể cho người này sao? Tiền bối, đệ tử đã có vài vị sư phụ.
Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nói. Một cường giả sao chỉ có một sư phụ, cường giả là từ tôi luyện mà đi lên, chỉ có lĩnh ngộ và rèn luyện mới có thể tiến lên từng bước. Điểm này không thành vấn đề. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hiện tại ngươi còn vấn đề gì không? Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, muốn bái ta làm thầy thì phải thật lòng. Nếu không cho dù nhận được bảo vật thì ngươi cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Vì vậy ngươi phải nghĩ cho kỹ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lão giả tàn hồn, không có bao nhiêu do dự lập tức dập đầu ba cái nói. Đệ tử Lục Lâm Thiên bái kiến sư phụ. Ha ha! Lão giả cười sang sảng một tiếng, tay áo phất lên một cỗ lực lượng vô hình lập tức nâng Lục Lâm Thiên dậy, người này nói. Đứng lên đi, con đã là đệ tử của ta thì vi sư cũng đem danh hào của vi sư nói cho con. Khi trước danh tự của vi sư gọi là Chí Thánh Đại Đế hay còn gọi là Linh Đế. Linh Đế! Lục Lâm Thiên nhìn vị lão giả vừa mới trở thành sư phụ mình thầm lẩm bẩm. Linh Đế a, đây chính là Linh Đế trong truyền thuyết, tuy rằng chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cường giả tới cấp độ này. Lâm Thiên, thiên trụ giới chính là trọng bảo, ngàn vạn lần không thể để rơi vào trong tay kẻ khác. Vi sư khi trước ở trong này tu luyện đã lĩnh ngộ không ít thủ đoạn, sau này con chậm rãi sẽ biết. Mà chuyện này cũng chỉ có bản thân con tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Kiện bảo vật thứ hai vi sư muốn đưa cho con chính là đế giả chi nguyên. Nhận được đế giả chi nguyên này cũng coi như con nhận được truyền thừa của vi sư, sở học suốt đời của vi sư con cũng có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn vào thiên phú của con. Chí Thánh Đại Đế dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Mà điều quan trọng nhất chính là ai sở hữu đế giả chi nguyên là có chín thành cơ hội đột phá lên đế cấp. Tác dụng của đế giả chi nguyên sau này con sẽ chậm rãi biết được. Mà đế giả chi nguyên ở ngay trong thân thể vi sư đã sớm bố trí cấm chế, không có ấn ký của vi sư không ai có thể chiếm được đế giả chi nguyên của ta. Vi sư sẽ lưu lại trong cơ thể con ấn ký, đến lúc đó con tự nhiên sẽ thu được nó. Con tiến vào trong không gian này sợ rằng đã thu hút không ít người tới. Tuy rằng người bình thường không biết tới đế giả chi nguyên, thế nhưng cũng không phải là ai cũng không biết. Đồng thời thân thể vi sư sợ rằng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Thứ con cần làm là bảo vệ thân thể vi sư, chuyện này đối với con có lẽ không khó. Đây coi như là khảo nghiệm cuối cùng của con. Nếu như con thất bại, thi thể vi sư bị kẻ khác đoạt được, toàn bộ không gian sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mọi người cũng sẽ bị mai táng trong không gian này, bao gồm cả con cũng không thể chạy trốn. Trừ phi đạt tới đế cấp. Sư phụ, người nói thật sao? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, quả thực quá độc ác, tất cả mọi người đều phải mai táng theo a. Đương nhiên là thật, thân thể của bản đế há có thể để cho kẻ khác đụng vào. Đế giả chi nguyên của bản đế tuyệt đối không thể tùy tiện đưa cho kẻ khác. Khi trước phân thân vi sư mang theo thân thể chạy ra, chủ thể linh hồn cũng bị nhốt, hơn vạn năm qua vi sư có thể cảm giác được chủ thể linh hồn còn tồn tại, thế nhưng lại bị ràng buộc. Thứ còn cần làm chính là bảo vệ thân thể vi sư. Không để cho nó tổn hại. Chờ sau khi con đột phá đế cấp thì nghĩ biện pháp cứu chủ thể linh hồn của vi sư ra. Đến lúc đó vi sư có thể khôi phục. Chí Thánh Đại Đế nghiêm túc nói. Sư phụ, người nói là người còn có thể khôi phục sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Chủ thể linh hồn của vi sư còn đang tồn tại, thân thể cũng còn, đương nhiên có thể khôi phục. Chí Thánh Đại Đế nói. Vậy thì đệ tử đi chỗ nào tìm đây? Đệ tử muốn đột phá đế cấp sợ rằng cũng không đơn giản, hơn nữa cũng cần thời gian. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại hắn mới chỉ là Vũ Vương mà thôi. Muốn đột phá tới đế cấp quá xa với, huống chi đế cấp đâu phải cấp độ có thể đơn giản đột phá. Khi trước sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đột phá chỉ kém một chút cũng đã thất bại. Nói nhảm, có đế giả chi nguyên của vi sư, cho dù thiên phú của con có bình thường muốn đột phá cũng không phải quá khó khăn. Huống chi thiên phú của con cũng không tệ, mà có thiên trụ giới này, thời gian càng không thành vấn đề. Không lâu sau con sẽ biết, về phần đi chỗ nào tìm vi sư, chờ sau khi đột phá đế cấp thì con sẽ biết. Tới cấp bậc như đế cấp, cho dù ai cũng không thoát khỏi sự tra xét của con. Chí Thánh Đại Đế nói. Đệ tử đã biết. Lục Lâm Thiên còn đang muốn nói tiếp thì Chí Thánh Đại Đế ngắt lời Lục Lâm Thiên rồi nói. Lâm Thiên. Tàn hồn của vi sư vốn có thể tồn tại được một đoạn thời gian nữa, thế nhưng hiện tại vi sư phải bố trí linh hồn ấn ký trên người con để con đạt được đế giả chi nguyên,
Đồng thời đạo ấn ký này tương lai cũng có thể dẫn con tìm được chủ thể linh hồn của vi sư, thiên trụ giới sau này chính là của con rồi. Nói xong, trong tay Chí Thánh Đại Đế mang theo một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Nơi này có một chút đồ vật lẫn lộn của cả đời vi sư, thứ tốt đều bị hủy mất rồi, cho nên cũng không còn bao nhiêu bảo vật. Về phần linh kỹ thì có nhiều hơn một chút, sau nhận được truyền thừa của vi sư, tự nhiên con có thể tu luyện được. Lĩnh ngộ cả đời vi sư cùng với sở học còn đều có thể lĩnh ngộ để sử dụng, bao gồm cả một bộ linh kỹ thiên cấp, còn có tuyệt chiêu mà vi sư lĩnh ngộ từ trong thiên trụ giới, có lẽ sẽ giúp con không ít. Trong này chỉ có một số thứ vụn vặn mà thôi. Mặt khác bên cạnh thân thể vi sư có 30 kiện linh khí huyền cấp, đã được bố trí cấm chế, chỉ có người mang theo ấn ký của vi sư mới có thể hóa giải. Những người khác sẽ không thể động vào được nó, con có thể lợi dụng được điều này. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho kẻ khác động tới thân thể vi sư, bằng không toàn bộ không gian tan vỡ, đến lúc đó vi sư có muốn khôi phục cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Siêu. Nói xong, thân ảnh Chí Thánh Đại Đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chói mắt tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên rồi để lại một đạo ấn ký nhàn nhạt. Đạo ấn ký này xuất hiện khiến cho ấn ký của thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ cũng phải phủ phục xuống. Siêu. Đồng thời, Lục Lâm Thiên cảm giác được một cỗ tin tức xa lạ xuất hiện trong đầu mình, trong đầu lần nữa vang lên một thanh âm. Lâm Thiên đệ tử của ta, bốn phía xung quanh của thiên trụ giới có khắc chữ vũ, từ dưới lên trên lại khắc chữ trụ. Chữ trụ này đại biểu thời gian chính là thời gian luân chuyển. Trong thiên trụ giới có 9 tầng, trong tầng thứ nhất tu luyện 10 ngày chỉ bằng 1 ngày 1 đêm bên ngoài, tầng thứ 2 tu luyện 20 ngày chỉ bằng 1 ngày 1 đêm bên ngoài. Tầng thứ 3 tu luyện 30 ngày tương đương với 1 ngày 1 đêm bên ngoài. Cứ từ đó suy ra, tới tầng thứ 9, tu luyện 90 ngày chỉ bằng 1 ngày 1 đêm bên ngoài, gấp 90 lần thời gian bên ngoài. Từ trước tới nay vi sư cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 5 mà thôi. Bây giờ con chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất, muốn tiến lên tầng cao hơn thì cần lĩnh ngộ về thời gian. Về phần lĩnh ngộ cụ thể như thế nào, sau khi nhận được truyền thừa của vi sư con sẽ biết. Lai lịch của thiên trụ giới vô cùng thần bí vi sư cũng không biết được. Thế nhưng tuyệt đối là trọng bảo, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được, bằng không sẽ có phiền phức lớn. Thanh âm vừa dứt rồi lập tức biến mất không thấy. Lục Lâm Thiên có cảm giác quang mang trước mặt chợt lóe lên. Sau đó quang mang bao phủ quanh thân trong nháy mắt biến mất. Lão đại, huynh làm sao vậy? Lão đại! Khi Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại thì trong tai vai lên thanh âm của Tiểu Long. Lão đại, vì sao vừa rồi đột nhiên huynh lại biến mất làm đệ sợ muốn chết? Ngay cả huyết khế cũng không thể cảm nhận được khí tức của huynh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, Tiểu Long thở dài một hơi nói. Nơi này quá quỷ dị. Tiểu Long! Chẳng lẽ vừa rồi ta biến mất sao? Lục Lâm Thiên hoài nghi nói. Huynh vừa mới bị cỗ quang mang quỷ dị kia bao phủ, trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy. Tiểu Long nhíu mày lập tức hỏi. Lão đại, huynh chắc chắn không có việc gì chứ? Lục Lâm Thiên ngẩn ra, xem ra vừa rồi sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã phong tỏa không gian, ngay cả Tiểu Long cũng không phát hiện ra được. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo một chút tiểu ý nói với Tiểu Long. Yên tâm đi, lão đại của đệ không có việc gì, một chút cũng không. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, kỳ thực cũng có chuyện. Bản thân hắn lại tìm được một vị sư phụ tiện nghi. Tuy rằng chiếm được chỗ tốt vô cùng lớn, thế nhưng cũng có phiền phức không nhỏ. Nếu như bị người khác chiếm mất thân thể của Chí Thánh Đại Đế thì tất cả mọi người trong không gian này đều phải chết. Không xong. Vừa nghĩ tới chuyện này Lục Lâm Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vạn nhất bị người khác tìm được thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế thì tất cả sẽ xong đời, toàn bộ không gian sẽ tan vỡ, bản thân hắn cũng đi theo. Lão đại, chúng ta đi ra được chưa? Tiểu Long nói. Đã trải qua vài ngày rồi, nếu như chúng ta không đi ra ngoài thì đám người tâm đồng sẽ sốt ruột. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía sau rồi thu thiên trụ giới vào trong lòng bàn tay. Thiên trụ giới cũng không ở trên ngón tay mà nằm trên mu bàn tay hắn, nhìn dấu vết nhàn nhạt kia tâm niệm Lục Lâm Thiên chỉ cần khẽ động một cái thiên trụ giới lập tức xuất hiện. Rồi một đám quang mang quỷ dị mạnh mẽ xuất hiện. Siêu! Quang mang mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, một trận ba động truyền ra, trong nháy mắt hai người xuất hiện ở trong tiểu điện khi trước. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười,
thiên trụ giới trên MU bàn tay khẽ lóe lên một chút, rồi lập tức biến mất không thấy. Cạch cạch. Hai người xuất hiện, cái bàn đá trong tiểu điện lập tức vỡ nát. Ồ, vì sao chúng ta lại đi ra rồi? Tiểu Long có vẻ cực kỳ nghi hoặc, không gian kia quả thực quá kỳ dị. Vừa rồi chính là một không gian đơn độc. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Tiểu Long, đem tất cả mọi chuyện trải qua vừa rồi nói cho Tiểu Long một lần. Đối với Tiểu Long đương nhiên hắn không cần phải giấu giếm gì cả. Trong khi nói chuyện hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu điện. Lão đại, huynh nói huynh thu được thiên trụ giới, sau này chúng ta tu luyện ở trong đó 90 ngày chỉ tương đương với bên ngoài một ngày thôi sao? Trên hành lang, Tiểu Long kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sai rồi, là 10 ngày, hiện tại ta chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Một ngày một đêm ở bên ngoài chính là 10 ngày ở bên trong. Lục Lâm Thiên nói, sư phụ Chí Thánh Đại Đế từng nói qua, muốn mở tầng trên thì cần phải lĩnh ngộ thời gian. Đây chính là thứ mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng là lần đầu tiên nghe thấy cũng phải lĩnh ngộ thời gian. Nói chung, hiện tại Lục Lâm Thiên vô cùng mơ hồ, đối với thiên trụ giới cũng mơ hồ. Thế nhưng hắn biết do hiện tại hắn tu luyện ở trong thiên trụ giới 10 này thì bên ngoài chỉ mới là một ngày một đêm mà thôi, tuyệt đối kinh khủng. Chúng ta ở trong đó mấy ngày, bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu đây. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, tức thì nói. Nếu như không sai thì có lẽ là như vậy. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn bốn phía có chút nghi hoặc. Vì sao lại không cảm thấy có ai khác? Thời gian đã qua mấy ngày mọi người đương nhiên đã rời đi. Những người này đều đến đây tìm bảo vật chứ không phải đến tham quan a. Tiểu Long trừng mắt nhìn lão đại, đột nhiên nó cảm thấy chỉ số thông minh của lão đại có vấn đề. Đôi mắt nhỏ chuyển động, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, không phải huynh bị đoạt xá đó chứ? Đệ mới bị đoạt xá. Lục Lâm Thiên đưa hai ngón tay bắn về phía gáy Tiểu Long, quang mang dưới chân chợt lóe, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Dường như không giống bị đoạt xá. Tiểu Long vuốt cái gáy lẩm bẩm nói, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức đuổi theo Lục Lâm Thiên. Lão đại, huynh lại đánh đầu đệ. Lục Lâm Thiên đã sớm chạy được vài trăm thước, nhìn chung quanh, hành lang trong đại điện này cực kỳ phức tạp, hắn cũng không biết thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế ở nơi nào. Siêu! Lúc này trong mi tâm có quang mang chợt lóe, dường như muốn chỉ lối cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức có cảm giác một cỗ khí tức kỳ dị đang dẫn dắt mình. Xem ra đây là tác dụng của ấn ký mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế để lại. Lão đại, sao lại không đi nữa? Tiểu Long đuổi theo, nhìn thấy lão đại dậm chân tại chỗ, nó lại cho rằng lão đại mình phát hiện ra thứ gì. Đi theo ta. Lục Lâm Thiên nhận rõ phương hướng, ngón chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang trên người bắn ra. Thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó Tiểu Long cũng cấp tốc đuổi theo. Trên phương diện tốc độ Tiểu Long cũng không kém Lục Lâm Thiên. Hành lang và thông đạo trong đại điện đan xen với nhau quả thực giống như mê cung, sợ rằng nếu không chú ý sẽ lại vòng tới chỗ cũ. Mà Lục Lâm Thiên dưới sự chỉ dẫn của ấn ký linh hồn, nhanh chóng phóng qua những hành lang phức tạp. Khoảng chừng một chung trà sau, hành lang phía trước dường như rộng hơn rất nhiều. Càng gần Lục Lâm Thiên càng cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc, điều này khiến cho tốc độ của Lục Lâm Thiên lại tăng thêm vài phần. Siêu siêu! Khi Lục Lâm Thiên lắc mình nhảy ra thì đã xuất hiện trên một sân rộng lớn. Sân rộng này so với sân rộng và thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ thủ hộ còn lớn hơn. Bốn phía sân rộng là một tòa đại điện lớn, giống như một ngọn núi cao đứng sừng sững trong không gian. Cả tòa đại điện đều là màu đồng, giống như màu của vô số năm tháng, trên đại điện tràn ngập khí tức cổ xưa. Toàn bộ sân rộng mênh mông vô bờ, trên sân rộng được phủ kín bằng một lớp đá xanh. Khí tức cổ xưa từ trên đá tràn ra mang theo khí tức thương hải tang điền. Ngay giữa sân rộng Lục Lâm Thiên ngưng thần nhìn kỹ lập tức thấy được một khu vực bị gợn sóng trong không gian bao phủ. Trong khu vực này có 30 vật lơ lửng, đang xoay tròn trong không gian bị gợn sóng bao phủ kia. Lẽ nào đây là 30 kiện linh khí huyền cấp mà sư phụ nói tới? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn kỹ mấy vật đang xoay tròn trên quang mang, trong lòng tức thì run rẩy. Đây chính là 30 kiện linh khí huyền cấp A. Một kiện linh khí huyền cấp cũng đủ để khiến cho mọi người tranh đoạt, ở đây lại có 30 kiện. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào không gian gợn sóng, bên trong mơ hồ có một thân ảnh đang ngồi. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh trong không gian, Lục Lâm Thiên có cảm giác mắt mình hoa lên.
Gợn sóng trong không gian liên tục lóe lên khiến cho linh hồn hắn đau đớn. Uy áp thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, uy áp này quả thực quá mạnh mẽ khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy linh hồn đau đớn và áp lực. Lẽ nào đây là thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế sao? Ca ca, Tiểu Long, hai người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Muội còn tưởng rằng hai người xảy ra chuyện gì à? Lúc này mấy đạo thân ảnh đi tới, chính là đám người Hắc Vũ, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn. Trong khi nói chuyện, Lục Tâm Đồng mang theo vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Xảy ra một chút chuyện, thiếu chút nữa ta và lão đại đều bỏ mạng rồi. Tiểu Long nhíu mày, trong thiên trụ giới kia bị Phá Vân Tôn giả chặn giết, quả thực thiếu chút nữa phải bồi cái mạng nhỏ của mình. Thiếu chủ, gặp phải chuyện gì vậy? Thân ảnh Hắc Vũ lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Gặp hồn anh của một vũ tôn ngũ trọng công kích, đã giải quyết xong rồi. Lục Lâm Thiên trả lời. Sắc mặt Hắc Vũ lập tức biến đổi, hồn anh của vũ tôn ngũ trọng A, thực lực không cần phải nói nhiều. Không có việc gì nữa rồi, tất cả đều bị lão đại giải quyết. Được rồi, các ngươi có thu hoạch được gì không? Tiểu Long hỏi Lục Tâm Đồng. Quả thực có chút thu hoạch, thế nhưng cũng không quá lớn. Trưởng môn, các ngươi có thu hoạch gì không? Thiên Thủ Quỷ Tôn tiến lên hỏi Lục Lâm Thiên. Cũng coi như có thu hoạch. Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức nhìn về phía Long Linh khẽ gật đầu một cái. Lúc này thương thế trên người Long Linh đã tốt hơn một chút, bộ y phục màu trắng bao phủ thân thể cực kỳ mê người, khí chất càng thêm yêu mị khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới Bạch Linh. Nhớ tới Bạch Linh, trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng. Cũng không biết hiện tại Bạch Linh thế nào rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, Long Linh khẽ mỉm cười một cái. Dường như đối với nhân loại trước mắt này có hảo cảm không nhỏ. Lục trưởng môn, sao tới giờ này ngươi mới tới? Trong lúc Lục Lâm Thiên thất thần có không ít thân ảnh đi tới, chính là đám người Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Phi, Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Thiên Ưng Côn Tử, Tiêu Giao Vương, còn có Kim Xí Vương, Hắc Linh Vương, Phiên Hải Vương cùng người của bọn họ. Có thể bởi vì dọc đường đi Lục Lâm Thiên luôn chiếu cố cho mấy đại sơn môn này, cho nên thái độ của mấy sơn môn này đối với Lục Lâm Thiên không tồi. Cho dù cả cường giả của Thiên Vân Đảo khi nhìn Lục Lâm Thiên cũng phải gật đầu chào hỏi một cái. Đương nhiên ngoại trừ Kiếm Linh Vương ra. Vừa rồi ta mới dừng lại một chút, không nghĩ tới chư vị đều đã tới đông đủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt đảo qua Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo. Chỉ có ánh mắt của người này luôn đảo qua trên người hắn, mang theo một tia hàn ý. Tất cả tới rồi sao? Đối với Kiếm Linh Vương này, lúc này Lục Lâm Thiên đương nhiên không đặt vào lòng, bằng thực lực hiện tại của hắn Kiếm Linh Vương này không cần quá để ý tới. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía trước lúc này đã có không ít người xuất hiện, cả đám đều có khí tức mạnh mẽ. Người có thể tiến vào không gian này đều không phải kẻ yếu, hầu như đều tiến tới nơi này. Mà trong đó, đám người Không Nhận Tôn Giả, Thu Hủy Vương, Huyền Minh Tôn Giả, Không Linh Vương đều đang ở phía trước. Còn có Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm đều ở phía xa. Có một số việc cũng nên giải quyết. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua những thân ảnh này, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Khóe miệng nhếch lên, mang theo hàn ý. Bóng người phía trước hiện tại đông nghịt, một đám lớn cường giả tán tu lặng lẽ đứng ở bên ngoài. Trong đó có không ít cường giả tôn cấp, còn có không ít thế lực không kém. Đáng chú ý nhất chính là Thiên Địa Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, còn có Nguyệt Long Các. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua những người này đương nhiên cũng khiến cho những người này chú ý. Từng ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, những người có thực lực bình thường và tán tu nhìn về phía Lục Lâm Thiên mang theo sự cảnh giác, dường như không có ai muốn chọc tới Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này một khi động thủ không hề lưu tình một chút nào, ai cũng không sợ, đây chính là người mà mọi người cảm thấy khó dây vào nhất. Mà trong đó, có không ít ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong đó mấy cỗ thế lực cực mạnh như Linh Vũ Giới, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đối với những ánh mắt cừu hận này, Lục Lâm Thiên đều ghi tạc trong lòng. Đối với chuyện này hắn chỉ cười nhạt một chút. Sau khi giải quyết chuyện của sư phụ Chí Thánh Đại Đế xong, ai đối phó với ai cũng không nhất định. Lục lão đệ, đây là trung tâm. Nhưng mà nơi này có chút cấm chế. Chúng ta đều thử qua thế nhưng không ai có thể phá giải được.
Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy tức thì nhìn về phía trước, thảo nào những người này lại thành thật đứng ở đó, hóa ra là phía trước bố trí cấm chế. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ về phía trước, bên ngoài sân rộng đang có một đạo quang cháo trong suốt bao phủ, khiến cho không ai có thể đặt chân đi vào. Ca ca, vừa rồi có không ít cường giả đã thử qua, thế nhưng đều không thể mở được cấm chế này. Lục Tâm Đồng nói. Thật không? Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, sợ rằng chuyện này sư phụ đã sắp đặt từ trước, người không muốn người khác động vào thân thể của mình, đương nhiên người bình thường sẽ không thể nào tiến vào trong đó được. Những cường giả này tuy rằng thực lực đều rất mạnh, thế nhưng nếu như so với sư phụ Chí Thánh Đại Đế mà nói, rõ ràng kém qua xa. Lục lão đệ, đệ thử nói xem trong cấm chế kia là linh kỹ, vũ kỹ thiên cấp hay là trọng bảo. Lạc Kiến Hồng nhìn về phía trước rồi nói, lúc này trong không gian gợn sóng kia có 30 đoàn quang mang không ngừng xoay tròn. Chuyện này cũng không biết được, chỉ là đệ thấy nó là linh khí. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nếu như hắn đoán không sai thì đây chính là 30 kiện linh khí huyền cấp. Về phần vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp đều lưu lại trong truyền thừa của sư phụ. Bên ngoài căn bản không có khả năng có, mà trọng bảo sư phụ cũng đã từng nói qua, sau khi cấm chế ở nơi quỷ dị kia phá hủy, không có một trọng bảo nào nữa. Thế nhưng hiện tại không biết vì sao mới có thể đi vào cấm chế này đây. Nếu như không thể đi vào thì chúng ta cũng chỉ có thể bó tay đứng nhìn mà thôi. Tử Yên chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Hít mùi hương giống như hoa lan trên người Tử Yên, Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói. Ta thấy có lẽ cũng không khó mở cho lắm. Lẽ nào Lục trưởng môn còn có nghiên cứu về cấm chế sao? Đạm Đài Tuyết Phi thấy Tử Yên tiến lên cũng mỉm cười. Nụ cười này vô cùng động lòng người. Chuyện này quả thực ta cũng không có nghiên cứu bao nhiêu. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lẽ nào chư vị không phát hiện ra cấm chế này đã phai nhạt đi từng chút một sao? Có lẽ một lúc nữa nó sẽ tiêu tán. Ồ, cấm chế này quả thực đang phai nhạt. Mọi người nghe vậy lập tức tỉ mỉ nghiên cứu, tầng cấm chế trong suốt kia đang chậm rãi ba động rồi tiêu tán. Cấm chế tiêu tán. Đến lúc đó đoạt bảo khó tránh khỏi một phen huyết chiến. Muốn nhận được bảo vật phải dựa vào thực lực của bản thân rồi. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói. Lạc lão ca, sợ rằng vận khí cũng vô cùng quan trọng a. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Quả thực không sai. Nghe vậy Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng ngẩn ra, mỉm cười, ánh mắt đảo qua chung quanh sân rộng rồi nói. Lục lão đệ, vận khí của đệ hiện tại dường như không kịp lắm. Số người nhằm vào đệ cũng không ít a. Có thể là do đệ lớn lên giống bánh bao a. Lục Lâm Thiên khẽ cười một tiếng. Lục trưởng môn, lời nói của Lục trưởng môn có ý gì vậy? Lời của Lục Lâm Thiên nói khiến cho mọi người nghi hoặc, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chợt lóe, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Nếu như ta lớn lên như bánh bao đương nhiên sẽ bị chó cắn. Không có cách nào ngăn cản chuyện này a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo. Nhìn qua đám người không nhận tôn giả, không linh vương rồi mỉm cười nói. Khúc khích, Lục Lâm Thiên nói khiến cho đám người Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Phi sửng sốt rồi không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, mọi người chung quanh nghe vậy lập tức cười ha ha. Ngay cả Long Linh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, đám người Bàn Vân và cường giả tôn cấp trong các sơn môn lớn cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Không nghĩ tới trong lời nói của Lục trưởng môn lại có thâm ý như vậy, quả thực ta đã mở mắt. Tử Yên khẽ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ví dụ này cũng coi như thỏa đáng, ta thấy ngươi lớn lên cũng giống như bánh bao a. Lam Thập Tam vỗ vai Lục Lâm Thiên, nở nụ cười tà dị. Lục Lâm Thiên, ngươi bớt càn rỡ đi cho ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ phải nếm trái đắng. Khi Lam Thập Tam còn chưa nói xong, phía xa truyền đến thanh âm của không nhận tôn giả. Lời nói của Lục Lâm Thiên không chút che giấu. Đám người ở đây đều có lỗ tai hơn người, Lục Lâm Thiên nói đương nhiên mọi người đều có thể nghe rõ. Rõ ràng ý tứ của Lục Lâm Thiên đang mắng đám người Khôn Dương đảo khiến cho vị cường giả tôn cấp này vô cùng tức giận. Nếu như ngươi không phục thì cứ tiến lên. Bàn Hủy lạnh lùng nói. Nhìn Bàn Hủy, còn có đám người Bàn Vân bên cạnh, vẻ tức giận trên mặt không nhận tôn giả thu liếm, khóe miệng co quắp một chút. Thực lực của hai đầu yêu thú bát giai này hắn cũng không thể chống lại được. Hừ, ra khỏi không gian này Khôn Dương đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ xem.
Không Nhận Tôn giả hừ lạnh nói. Không Nhận Tôn giả, ngươi có thể ra khỏi không gian này hay sao? Nói thật, ta còn chưa đặt ngươi vào trong mắt, chỉ là một tên hề mà thôi. Một câu Khôn Dương đảo, hai câu Khôn Dương đảo, lẽ nào toàn bộ đại lục đều là của Khôn Dương đảo các ngươi sao? Lục Lâm Thiên nói xong, trong không miệng đột nhiên phun ra một ngụm nước bọt, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường nhìn về phía Không Nhận Tôn giả. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, trên sân rộng lập tức vang lên vô số thanh âm hít sâu một hơi. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này quả thực càng lúc càng càn rỡ, ngay cả Không Nhận Tôn giả cũng hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Lời nói của Lục Lâm Thiên cũng khiến cho ánh mắt của các cường giả Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Mục Các không ngừng lóe lên bất định, lẽ nào Lục Lâm Thiên này còn có cái gì làm chỗ dựa sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người. Hiện tại hắn cũng đắc tội với không ít người, nếu như trước đây đương nhiên hắn phải thu liễm một chút. Thế nhưng lúc này chuyện đã lớn như vậy, hơn nữa lại có Thánh Linh Giáo, bản thân lại thu được Hổ Âm Yêu Tinh, một khi Nam Thúc khôi phục hắn cũng có được thực lực ẩn giấu nhất định, cũng không phải không thể chống lại mấy thế lực này. Huống chi thù của Thánh Linh Giáo hắn phải báo. Nhìn Lục Lâm Thiên, Huyền Minh Tôn giả trong Linh Vũ Giới không khỏi mỉm cười, hiện tại Lục Lâm Thiên đắc tội với người ta không ít. Đến lúc đó hắn xuất thủ cũng dễ hơn một chút. Tốt nhất là chờ đám người này lưỡng bại câu thương, khi đó hắn ra tay mới là tốt nhất. Lục Lâm Thiên, ngươi đang khiêu chiến điểm giới hạn của bản tôn. Không Nhận Tôn giả hét lớn một tiếng phẫn nộ, lúc này hắn muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Thân thể nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức uy áp như biển khiến cho không trung run lên. Có bản lĩnh thì ngươi cứ đi lên thử xem. Hai người bàn hủy, bàn vân thả người nhảy lên, yêu nguyên hùng hậu trên người tràn ra. Yêu nguyên mạnh mẽ tràn ngập khiến cho thân hình Không Nhận Tôn giả khựng lại trên không trung, từ trong tức giận khôi phục lại một chút lý trí. Có hai yêu thú bát giai này ở đây, nếu như chỉ một mình hắn thì thiệt thòi lớn, với lại hiện tại đoạt bảo quan trọng hơn. Nghĩ vậy quang mang trên người Không Nhận Tôn giả lóe lên, áp chế sự tức giận cùng với sát ý trong lòng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, bản tôn thề ngày khác nhất định phải khiến ngươi tan xương nát thịt. Phải nhìn xem ngươi có thực lực này không đã. Lục Lâm Thiên cười nhạt, vũ tôn tam trọng, khi trước đối với hắn mà nói tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Mà hiện tại, dưới tình huống thực lực bình thường hắn đương nhiên không thể chống lại, thế nhưng dưới tình huống dùng toàn lực thì hắn có thể đánh chết được vũ tôn tam trọng. Người tan xương nát thịt này nhất định là Không Nhận Tôn giả. Đồng thời hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có dự định để Không Nhận Tôn giả rời đi. Thậm chí hôm nay hắn còn muốn khiến cho những người đối đầu với hắn ở lại trong không gian này. Tránh cho sau khi ra khỏi không gian mấy người này lại muốn đối phó với hắn, cho nên hắn chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường mà thôi. Lục trưởng môn, thế lực của Khôn Dương đảo không kém, Lục trưởng môn phải chú ý một chút. Tử Yên nhíu mày nói nhỏ với Lục Lâm Thiên. Đa tạ Tử Yên cô nương nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên nói. Tử Yên Thánh Nữ nói không sai, Lục Lão Đệ, tuy rằng thực lực của đệ không tồi. Nhưng có một số việc đệ còn chưa biết, nói chung tất cả phải chú ý một chút. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, từ trong ánh mắt nghiêm túc của Lạc Kiến Hồng Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn ra được, Lạc Kiến Hồng đang nhắc nhở chính mình. Sợ rằng Khôn Dương đảo này không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Cấm chế sắp biến mất. Nhanh chuẩn bị, cấm chế sắp biến mất. Lúc này chung quanh có từng đạo thanh âm vang lên, từng đạo ánh mắt tức thì rơi vào trên vòng cấm chế trong suốt, vô hình kia. Mọi người đang bắt đầu chuẩn bị.